Triệu Quốc Đống mặc dù ở Bắc Kinh hơn 2 tháng nhưng cũng không nghĩ tới sẽ dùng đến chỗ bí ẩn này của Đức Sơn. Cổ Tiểu Âu cùng Từ Xuân Nhạn đến đều chỉ đêm là đi, ai có thời gian sang đây chứ? Chẳng qua Trình Nhược Lâm bây giờ đã rất nổi tiếng, cô lại thích hiền tính, thêm nữa Đức Sơn luôn khoe khoang với ông anh là biệt thự mình có phong cảnh đẹp như thế nào, vì thế Triệu Quốc Đống cũng thử tới một lần. Quốc Đống, em không thấy anh có vẻ gì là khác lạ cả, chẳng lẽ anh không quan tâm đến cơ hội lần này sao? Trình Nhược Lâm gỡ kính mắt xuống, vuốt mái tóc đang bị gió thổi tung bay. Có vài thứ anh không tranh thì nó sẽ không thuộc về anh. Sao em biết anh không tranh? Tranh hay không không do hình thái, cũng không phải do ai nhảy ra là được. Triệu Quốc Đống cười cười. Trình Nhược Lâm đây là nhắc hắn về việc Long Ứng Hoa đang hoạt động rất nhiều, Trình Nhược Lâm cũng nghe bạn bè nói về việc này. Chẳng qua điều Triệu Quốc Đống có thể làm thì hắn đã làm, bây giờ chỉ còn đợi cuộc đấu vào sáng thứ hai tuần tới mà thôi. Quyển 15, chương 66. Trình Nhược Lâm nhướng mày, đôi môi như cánh hoa vểnh lên, phối hợp với gò má hồng trông càng thêm quyến rũ. Quốc Đống, xem ra anh rất tự tin. Triệu Quốc Đống dừng đi quyền, người cũng bắt đầu có chút mồ hôi. Bắc Kinh vào tháng 5 có thời tiết rất đẹp, thi thoảng có bão cát còn đâu trời nắng đẹp. Dù là ai cũng thấy thoải mái. Anh chưa dám nói nhưng anh đã cố hết sức. Triệu Quốc Đống lắc đầu cười nói rồi đi tới ngồi cạnh Trình Nhược Lâm. Trình Nhược Lâm lấy cho hắn một cái gối để hắn dựa lưng vào ghế. Chỉ đơn giản như vậy sao? Trình Nhược Lâm nhíu mày nói. Chức thường vụ tỉnh ủy là vị trí quá cao, anh chỉ là cán bộ cấp giám đốc sở thì ở Trung Quốc to như vậy có mấy người nhận ra anh. Dù anh là bí thư thị ủy ở nơi dậm chân là dung chuyển cả tỉnh thì chỉ cần không phải mấy thành phố ở khu vực Duyên Hải, ở Thượng Hải, Bắc Kinh thì cũng không ai chú ý tới anh. Nhưng nếu nói anh là thường vụ tỉnh ủy thì nó sẽ khác, ít nhất làm người ta nhớ kỹ đôi chút. Trình Nhược Lâm càng lúc càng quen thuộc với giới giải trí nên cũng biết được nước ở Trung Quốc sâu như thế nào. Anh muốn làm nghệ sĩ thuần túy vì nghệ thuật là không tưởng. Một công ty điện ảnh sẽ gặp đủ gian nguy, chua xót chỉ có người đứng đầu mới cảm nhận được. Rất nhiều lúc Trình Nhược Lâm về nhà mà người đầy mệt mỏi, chỉ muốn ngủ dài cả đêm mà thôi. Ví dụ như quay một bộ phim thì cô phải chọn từ kịch bản, sản kịch bản, chọn đạo diễn, diễn viên, xác minh diễn viên sẽ tham gia, một loạt công đoạn không hề đơn giản. Nhưng Trình Nhược Lâm chỉ có thể chịu đựng để công ty phát triển lên. Cũng may có tập đoàn Thương Lãng làm nhà đầu tư chiến lược, có bối cảnh ở Tổng cục Điện ảnh Quốc gia nên Trình Nhược Lâm mới có thể duy trì được công ty điện ảnh Niết Bàn của mình. Mơ mút người phụ nữ xinh đẹp độc thân trong giới giải trí, đi đến đâu đều bị đám đàn ông nhìn tới với vẻ thèm muốn, hoặc là sẽ có người tìm đủ lý do mà ức hiếp cô, mục đích là để cô phải nhờ bọn họ, để bọn họ đạt được mục đích xấu xa. Nếu muốn không bị ảnh hưởng của đám người kia thì cô cần có quan hệ rộng và thế lực mạnh. Như vậy người ta mới e ngại mà không gây khó dễ cho cô. Cũng vì thế Trình Nhược Lâm mới hiểu muốn tiếp tục sinh tồn trong giới giải trí hoặc sinh tồn tốt thì không thể không tìm cơ hội bồi dưỡng lực lượng của mình. Trình Nhược Lâm cũng hy vọng Triệu Quốc Đống lên cao nữa, làm cho người đàn ông sau lưng cô càng mạnh lên, có đôi khi tiền không phải là thứ quan trọng nhất, chủ yếu là anh có đủ lực lượng hay không. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Triệu Quốc Đống cảm thấy mình rất bình thường mà Trình Nhược Lâm còn khẩn trương, lo hơn mình. Em vốn không quá quan tâm chuyện của anh mà, sao bây giờ đột nhiên lại có hứng thú với việc này vậy? Anh vào thường vụ rất quan trọng sao? Vâng, vốn em không thấy nhưng bây giờ em càng lúc càng cảm thấy ở Trung Quốc thì hành chính mang tới tác dụng lớn hơn tất cả. Em không phải muốn mượn hành chính để làm việc phi pháp, mà chỉ hy vọng mượn chút lực lượng để có sự công bằng. Trình Nhược Lâm bình tĩnh nói. Trưởng ban qua bây giờ đang cố gắng làm trong sạch giới giải trí. Nhưng giới giải trí có thể phát triển thành như vậy tất nhiên là có đất sinh tồn, không phải giải quyết ngay được. Hơn nữa với sự đặc thụ của giới giải trí thì quyền lực hành chính cũng không thể can thiệp quá sâu, nếu không sẽ dập tắt khả năng sáng tạo. Vậy em nếu muốn sinh tồn trong giới giải trí thì cần phải học cách thích ứng. Xem ra hơn năm mở công ty đã làm em chín chắn lên không ít. Triệu Quốc Đống cười hì hì nhìn Trình Nhược Lâm. Em mới đầu không cảm thấy nhưng vào ngành này mới cảm nhận rõ vấn đề trong đó. So sánh với làm MC hay nhà sản xuất thì làm giám đốc công ty khác hẳn. Quốc Đống, anh thấy đó, hơn năm qua em già đi rất nhiều này. Trình Nhược Lâm khẽ thở dài nói. Anh không thấy, em luôn xinh đẹp, quyến rũ, anh tin em đi đến đâu đều hấp dẫn vô số cái nhìn. Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế, nâng chén trà nhấp một ngụm. Đây là trà xanh hắn mang đến.
trà xanh Thanh Bình, Hoài Khánh do Lam Hữu Phương chuyên môn lên Bắc Kinh gặp rồi tặng hắn. Điều này làm Triệu Quốc Đống rất cảm động. Lam Hữu Phương và hắn không có quan hệ đặc biệt gì, hơn nữa thời gian Triệu Quốc Đống làm thị trưởng Hoài Khánh là quá ngắn, không chính thức bồi dưỡng lực lượng Triệu hệ ở đây. Ngoài Quế Toàn Hữu ra cũng chỉ có ba người Vương Lệ Quyên cùng Tang Khắc Minh cùng với Vu Văn Lượng miễn cưỡng cho là có quan hệ mật thiết với hắn. Nhưng lúc hắn lên Bắc Kinh học mấy người kia chỉ gọi điện tới hỏi thăm mà thôi. Nhưng Lam Hữu Phương còn tự mình tới làm hắn có chút cảm xúc. Đường xa mới biết ngựa hay, lâu ngày mới thấy nhân tình. Mặc dù mới đầu Triệu Quốc Đống có ấn tượng không tốt về Lam Hữu Phương, cảm thấy y quá cấp chấp, nhưng sau một chuyện hắn dần thay đổi cái nhìn với Lam Hữu Phương. Hắn cho rằng mặc dù quan niệm của Lam Hữu Phương có chút khiếm khuyết nhưng lại kiên định trong công việc. Đức Sơn không thuê người giúp việc ở đây, bình thường đều thuê người đến nấu ăn nếu có các buổi tiệc. Nếu chỉ có hai người thì khác, vì thế Triệu Quốc Đống và Trình Nhược Lâm tự mình đi làm đồ ăn, coi như tăng thêm tình cảm. Hấp dẫn ánh mắt cũng sẽ hấp dẫn nhiều con ruồi, chẳng ai muốn như vậy cả mà. Trình Nhược Lâm bất đắc dĩ nói. Sao trên đời này lại nhiều ruồi như vậy? Triệu Quốc Đống hơi nhíu mày định nói thì điện thoại di động vang lên. Hắn nhìn thì thấy là Thái Chánh Dương gọi tới. Thái Chánh Dương nói rất ngắn gọn, chỉ nói y đã trao đổi với Ninh Pháp không tỏ thái độ gì ngoài câu đã biết. Từ này có hàm nghĩa phong phú, vừa có thể giúp, vừa có thể bỏ AMIGFC. Triệu Quốc Đống chỉ lẳng lặng lắng nghe, Thái Chánh Dương cuối cùng vẫn gọi cho Ninh Pháp, nhưng Ninh Pháp có gọi cho Chư Hiền thì cũng phải đợi qua hội nghị thường vụ tỉnh ủy tuần tới. Triệu Quốc Đống thậm chí đoán trước được dù mình qua cửa ở hội nghị thường vụ tỉnh ủy thì nếu Long Ứng Hoa thật sự tạo được quan hệ với Lăng Chính Dược thì có lẽ ý kiến của tỉnh ủy trình lên ban tổ chức cán bộ trung ương cũng gặp trở ngại lớn, thậm chí rất có thể lấy nguyên nhân này kia mà yêu cầu tỉnh ủy tỉnh An Nguyên xem xét lại. Trình Nhược Lâm thấy vẻ mặt Triệu Quốc Đống hơi đổi, cô rất nhạy cảm nhận ra cuộc điện này có liên quan đến việc cạnh tranh chức thường vụ tỉnh ủy của Triệu Quốc Đống. Quốc Đống, có phải có phiền phức không? Cũng khó nói. Xem ai có thể là người cười cuối cùng thôi. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Quyển 15, chương 67. Mỗi một lần diễn ra hội nghị thường vụ tỉnh ủy thì người đến sớm nhất không phải là Dương Kính Quang mà lại là Đinh Sâm. Đinh Sâm xuất thân quân nhân nên quen thói nhà binh, đi nhanh như gió, chén trà lớn cầm trong tay có vẻ cũng đã theo y nhiều năm. Khi Dương Kính Quang và Hắc Mộng Hiệp cười nói tiến vào, Đinh Sâm đang đứng trước cửa sổ hút thuốc. Thuốc và trà là hai thứ không thể thiếu trong cuộc sống Đinh Sâm, ngược lại y lại có thể không cần rượu. Đinh Sâm uống trà không giống Triệu Quốc Đống hay đổi loại, y chỉ uống loại trà hoa Molly tỉnh Tứ Xuyên, ngược lại mấy loại trà ngon nổi tiếng thì Đinh Sâm lại không thích. Ồ, bí thư Đinh đến sớm vậy. Dương Kính Quang bỏ mấy thứ trong tay xuống và chào Đinh Sâm. Tuổi cao sáng không ngủ được nên dậy ăn sáng đi bộ một chút. Đinh Sâm cười nói. Dương Kính Quang và Hắc Mộng Hiệp thời gian này đi lại khá gần. Dương Kính Quang gật đầu nói. Căn cứ theo số liệu khoa học thì mỗi tuần đi bộ trên 4 km sẽ ngăn ngừa lão hóa cơ thể. Bí thư Đinh có sức khỏe tốt xem ra cũng là do tập luyện thời gian dài. Chẳng qua bí thư Đinh, hút thuốc lại triệt tiêu tác dụng từ tập thể dục mang tới đó. Đinh Sâm cười cười hút một hơi thuốc và nói. Nếu đời người có chút niềm vui đó cũng mất thì không phải rất đáng buồn sao? Tôi hút thuốc coi như cũng có chút cống hiến vào thu thuế của quốc gia mà. Hắc Mộng Hiệp lắc đầu cười nói. Bí thư Đinh, còn vài ngày nữa là đến ngày thế giới không thú thuốc lá, tôi vốn định khuyên anh cai thuốc coi như làm tấm gương cho các cơ quan cấp tỉnh chúng ta. Ha ha, trưởng ban Hắc, anh tìm người khác đi, tôi không làm nổi đâu. Đinh Sâm vui vẻ nói. Ba người đang nói chuyện, Tề Hoa cũng tới. Nghe ba người nói, y cũng tham gia. Các thường vụ lục tục tới. Trong tay hoặc ít hoặc nhiều đều cầm một tập văn bản và tài liệu. Mỗi lần tham gia hội nghị thường vụ đều là quá trình gian khổ và dài, mà lần này có lẽ sẽ là cuộc chiến khó khăn hơn nữa. Các thường vụ đều đoán cuộc chiến giống Qua Tĩnh và Yến Nhiên Thiên trước đây sẽ diễn ra trở lại. Một là Hàn Độ và Ứng Đông Lưu, không chừng còn cả kéo theo Ứng Đông Lưu và một chút. Hội nghị thường ủy lần này nghiên cứu chủ yếu hai công việc chính. Một là làm như thế nào thi hành chỉ thị của Quốc vụ viện. Thiết thực áp dụng chính sách khống chế kinh tế vĩ mô của Trung ương, đồng thời cũng cần áp dụng tình hình thực tế từng nơi tránh cho tạo thành tổn hại đối với cả nền kinh tế. Vấn đề này hội nghị thường trực ủy ban đã bàn nhiều lần, bây giờ muốn đưa ra hội nghị thường ủy thảo luận. Chuyện thứ hai càng đơn giản hơn là chọn ứng viên cho chức thường vụ tỉnh ủy.
Chuyện thứ nhất đối với các thường vụ mà nói có vẻ không quan trọng vì toàn nói về lý thuyết, mấy lần trước cũng đã bàn qua đôi chút, chủ yếu sẽ do bên Ủy ban Nhân dân tỉnh tiến hành là được, mọi người biết việc thứ hai mới là chính trong hôm nay. Nhưng hôm nay Bí thư tỉnh ủy Ứng Đông Lưu thật ra lại có chút quá hứng thú với chính sách khống chế kinh tế của Trung ương ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế An Nguyên. Tôi hy vọng mọi người đang ngồi sẽ xem báo cáo số liệu trong tay mình, không nên chỉ nhìn thoáng qua mà thôi. Đã gần nửa năm trôi qua, tình hình kinh tế An Nguyên chúng ta như thế nào tôi không biết mọi người thấy sao. Ứng Đông Lưu nói, chính sách khống chế của Trung ương là rất cứng rắn, kinh tế cả nước bị ảnh hưởng không hề nhỏ. Nhưng tôi cũng muốn nói một điều đó là chính sách khống chế của Trung ương là nhằm vào từng nơi, từng ngành nghề, đồng thời mới đây trong hai hội nghị công tác chính sách khống chế kinh tế thì cũng đã có ý kiến Trung ương sẽ có chính sách giúp đỡ và điều tiết. Mọi người nghĩ sao về vấn đề này? Khống chế các ngành truyền thống, ngành thừa nhu cầu thị trường, gây ô nhiễm môi trường cao, ngoài ra là giúp đỡ các ngành công nghệ cao, các công trình dân sinh, đó là cách hiểu của tôi về ý đồ chính sách khống chế của Trung ương. Ứng Đông Lưu chống tay lên bàn nhìn quanh một vòng rồi nói tiếp. Nếu như cán bộ lãnh đạo chúng ta không thể nắm rõ sự khác biệt trong đó, chỉ cảm thấy chính sách Trung ương lần này có thanh thế lớn rồi co lại tránh qua cơn sóng gió, tôi phải nói người đó không làm tròn chức tránh. Bởi vì anh vừa tránh được cơn bão đồng thời anh cũng mất đi cơ hội. Mọi người không khỏi suy nghĩ hàm nghĩa trong đó, Ứng Đông Lưu xem ra không hài lòng với tốc độ phát triển kinh tế của An Nguyên. Đợt gió lốc này có ảnh hưởng quá lớn đến sự phát triển của An Nguyên. Theo tình hình hiện nay thì tốc độ tăng trưởng của An Nguyên có lẽ xếp nhóm dưới của cả nước. Làm bí thư tỉnh ủy, Ứng Đông Lưu đương nhiên có áp lực. Hạo Nhiên, Phi Phong, nói ý kiến của các anh xem. Ứng Đông Lưu bắt đầu điểm danh. TSL là chủ tịch tỉnh, y không phụ trách chính mảng phát triển kinh tế, mà đó là do phó chủ tịch thường trực, Nhâm Vi Phong phụ trách. Tần Hạo Nghiên cũng cảm thấy Ứng Đông Lưu đột nhiên nói nhiều ở vấn đề này nhất định là có mục đích. Nhưng làm bí thư tỉnh ủy, y nếu đưa vấn đề kinh tế lên một bậc cao hơn cũng là bình thường. Tốc độ phát triển kinh tế năm nay của An Nguyên không được như ý, kém một loạt các tỉnh. Nếu cứ theo tốc độ phát triển như thế nào thì khoảng cách với 4 tỉnh đứng đầu cả nước càng lúc càng xa, hơn nữa năm nay tỉnh dự nhất định vượt qua An Nguyên, tỉnh ký không có bất ngờ xảy ra cũng đuổi kịp ZS. Một loạt số liệu mà cho Ứng Đông Lưu phải nhấn mạnh vài lần vấn đề phát triển kinh tế của An Nguyên. Ứng Đông Lưu cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh phải đưa ra đối sách, tìm nguyên nhân tại sao kinh tế phát triển chậm như vậy, không nên đổ hết trách nhiệm cho chính sách khống chế kinh tế vĩ mô của Trung ương. Tần Hạo Nghiên đương nhiên nghe ra ý đồ trong đó. Đây là Ứng Đông Lưu tỏ vẻ rất không hài lòng với kinh tế toàn tỉnh. Nhưng Tần Hạo Nghiên cũng có nỗi khổ. Trung ương đưa ra chính sách đã ảnh hưởng lớn đến mấy thành phố công nghiệp truyền thống như Vĩnh Lương, Kiến Dương, Miên Châu cùng với Lam Sơn. Hoài Khánh cùng Tân Châu ảnh hưởng thoáng ít hơn một chút, có mỗi Ninh Lăng là quái thai càng lúc càng phát triển nhanh hơn. Điều này làm Tần Hạo Nghiên phải thừa nhận Triệu Quốc Đống có bản lĩnh làm kinh tế. Nếu tất cả âm cùng tăng trưởng, anh cao hơn một chút cũng là bình thường. Nhưng người khác đều giảm, cố gắng dẫy dụa để thoát khỏi ảnh hưởng từ chính sách khống chế. Chỉ có mình anh có tốc độ tăng trưởng cao, như vậy mọi người nhìn cái là hiểu ngay. Tần Hạo Nghiên gật đầu nói. Vi Phong, anh nói trước đi. Nhâm Vi Phong có chút do dự, ai cũng biết hôm nay tập trung chính vào vấn đề thứ hai. Bây giờ bí thư Ứng lại cứ nói mãi vấn đề phát triển kinh tế đúng là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Phát triển chậm, thong thả đúng là cần phải chú trọng ở An Nguyên này. Vừa nãy bí thư Ứng cũng nói đến tình hình kinh tế cả nước và An Nguyên chúng ta. An Nguyên chúng ta có tốc độ tăng trưởng không quá tốt, bị chính sách khống chế vĩ mô của Trung ương gây ảnh hưởng, các thành phố, thị xã đều thấp, nhất là mấy thành phố, thị xã có GDP cao như Vĩnh Lương, Miên Châu, Kiến Dương cùng với Lam Sơn bị ảnh hưởng rất mạnh. Vĩnh Lương thậm chí còn xuất hiện hiện tượng thụt lùi cực lớn. Đây có thể nói là cục diện rất nghiêm trọng của tỉnh ta sau khi cải cách đến giờ. Tần Hạo Nghiên nhíu mày, Nhâm Vi Phong nói vậy rõ ràng là hạ thấp Vĩnh Lương. Y không biết Nhâm Vi Phong có phải cố ý như vậy không? Chẳng qua đây là thực tế, Vĩnh Lương bị ảnh hưởng quá lớn, tốc độ tăng trưởng thụt xuống thấp nhất toàn tỉnh. Đương nhiên, Vĩnh Lương gặp phải vấn đề là có quan hệ đến kết cấu sản nghiệp. Vĩnh Lương có mấy ngành chính như sắt thép, vật liệu xây dựng đều nằm trong trọng tâm khống chế của Trung ương. Có lẽ sang năm tới kinh tế Vĩnh Lương sẽ dần khôi phục. Quyển 15, chương 68. Tổng hợp tình hình kinh tế toàn tỉnh hiện nay thì xuất hiện một trạng thái rất không cân bằng. Kinh tế Ninh Lăng do các ngành năng lượng mới,
tài liệu mới và bảo vệ môi trường liên tục kéo lên, hơn nữa đây đều là đối tượng được Trung ương đưa ra chính sách giúp đỡ, vì thế đầu tư tài sản cố định với mấy ngành này không bị ảnh hưởng mà tiếp tục mở rộng. Ví dụ như hạng mục xây dựng hai nhà máy sản xuất của công ty Hán Đức và Bắc Năng đều được đẩy nhanh tiến độ, có lẽ nửa cuối năm nay sẽ đi vào sản xuất. Nhâm Vi Phong vô thức lấy Ninh Lăng làm ví dụ, đây cũng đã thành thói quen của y. Ví dụ như hạng mục đầu tư lớn nhất tỉnh ta trong năm ngoái là nhà máy sản xuất ô tô của tập đoàn Fukuda xây dựng ở Ninh Lăng cũng không bị ảnh hưởng. Hơn nữa bây giờ tập đoàn Fukuda cũng đánh giá cao xu thế phát triển của ngành năng lượng mới của Ninh Lăng, muốn thành lập trung tâm nghiên cứu xe ô tô điện ở Ninh Lăng, đồng thời cũng chuẩn bị tiến hành xây dựng giai đoạn 2 của nhà máy, xây dựng thêm một trụ sở sản xuất ô tô điện. Nếu hạng mục này được xác thực thì đó là nơi sản xuất ô tô điện đầu tiên của Trung Quốc, nó có tác dụng thúc đẩy đối với ngành sản xuất ô tô và năng lượng mới của tỉnh ta. Vài thường vụ bắt đầu nhỏ giọng trao đổi vì những gì Nhâm Vi Phong vừa nói. Trong hội nghị công tác kinh tế cuối năm trước Trung ương và Quốc vụ viện đã đưa ngành năng lượng mới, bảo vệ môi trường và sản xuất ô tô vào đối tượng trọng điểm phát triển, nhất là theo cuộc sống nhân dân nâng lên, nhu cầu mua xe càng lúc càng tăng khiến cho nguồn cung ứng xe, xăng dầu của quốc gia gặp áp lực rất lớn. Mà nhu cầu tiêu thụ năng lượng của các phương tiện giao thông cũng được Trung ương chú trọng, hơn nữa tỷ lệ càng lúc càng tăng khiến cho Trung ương yêu cầu Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, Bộ Thương mại, Bộ Năng lượng phải có chính sách với ngành năng lượng mới, yêu cầu áp dụng nguồn năng lượng mới vào khai thác, sử dụng, mà sử dụng với phương tiện giao thông chính là trọng điểm trong đó. Tôi lấy Ninh Lăng làm ví dụ không có ý gì khác, chỉ là muốn nhấn mạnh một điểm. An Nguyên là tỉnh lớn về kinh tế ở khu vực Trung Tây, điều kiện của 14 thành phố, thị xã của tỉnh khác nhau, phương hướng phát triển khác nhau, nhưng khi tiến hành định vị sản nghiệp trụ cột cho một nơi thì cần phải có quy hoạch khoa học và tầm nhìn lâu dài, không nên tham vọng lôi kéo GDP trong lúc nhất thời hoặc có thể mang lại hiệu quả trong thời gian ngắn là dồn hết vào đó. Kết quả khi chính sách khống chế vĩ mô đưa ra là bị giảm tốc độ ngay. Làm cán bộ lãnh đạo cần phải có suy nghĩ, đầu óc, khi phát triển tình hình phát triển kinh tế địa phương mình xuất hiện vấn đề thì cần phải tìm biện pháp thay đổi. Phải có quyết tâm vượt qua khó khăn, chỉ có như vậy mới có thể thực hiện đột phá. Có lẽ cảm thấy mình nói hơi rộng, vì thế Nhâm Vi Phong lại quay về đề tài. Hiện nay tỉnh ta gặp rất nhiều khó khăn, nhưng không phải không có điểm sáng. Ví dụ như Đường Giang là một điểm sáng trong phát triển kinh tế. Sau khi tỉnh ủy điều chỉnh bộ máy lãnh đạo chủ yếu của Đường Giang đã xác định ưu thế của mình là phát triển mạnh ngành công trình sinh vật, chế dược, dệt may. Tiến hành cải tổ các công ty nhà nước có hiệu quả kinh doanh không tốt, đưa kỹ thuật sản xuất tiên tiến và tài chính từ khu vực duyên hải tiến vào, khiến ngành dệt lấy lại sức sống. Trong quý một năm nay đầu tư tài sản cố định và tốc độ tăng trưởng GDP của Đường Giang thuộc nhóm đầu của tỉnh, đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua Đường Giang tiến vào top 3 của tỉnh, đó là điều rất đáng mừng. Nhâm Vi Phong giới thiệu khá chi tiết tình hình phát triển kinh tế của các thành phố, thị xã toàn tỉnh, nhất là trọng điểm đề cập tới sự phát triển của Ninh Lăng và Đường Giang. Nếu nói Đường Giang năm nay là ngôi sao mới của An Nguyên, như vậy Ninh Lăng chính là ngọn cờ đầu trong sự phát triển kinh tế của An Nguyên. Tần Hạo Nghiên và Miêu Trấn Trung đều nhận ra các thường vụ đều chú ý đến những gì Nhâm Vi Phong nói. Miêu Trấn Trung mơ hồ có cảm giác không tốt, không thể nghi ngờ nếu nói về tình hình phát triển kinh tế thì Ninh Lăng năm nay sẽ vượt qua bất cứ thành phố, thị xã nào khác. Nhưng sau đây sẽ bàn ai làm ứng viên cho chức thường vụ tỉnh ủy thì chỉ riêng công tác kinh tế tốt là chưa đủ, nó còn cần khảo sát năng lực tổng hợp của một cán bộ. Nếu chỉ dùng cách này mà tạo được xu thế thành công cho Triệu Quốc Đống thì Nhâm Vi Phong đã quá coi thường giác ngộ chính trị của các vị thường vụ ngồi đây rồi. Nhưng Ứng Đông Lưu và Nhâm Vi Phong cùng kết hợp tạo không khí thì Miêu Trấn Trung mặc dù không tin các thường vụ sẽ thay đổi quyết định trong lòng mình, nhưng nó cũng sẽ tạo thành tác dụng nhất định. Nói cách khác nếu Triệu Quốc Đống thắng thì đó là bình thường, mà những người khác phản đối đó là đi ngược dòng nước. Tần Hạo Nghiên và Miêu Trấn Trung đều đang quan sát, mà Ứng Đông Lưu cũng đang như vậy. Đây là một ván cờ nhưng đánh cờ không phải chỉ có hai bên, còn có không ít quân cờ là ẩn số như Đinh Sâm, Tề Hoa cùng Ba Kiên Cường. Trước đó Ứng Đông Lưu đã trực tiếp bỏ qua ba người Tần Hạo Nghiên, Miêu Trấn Trung và Tôn Liên Bình, đi nói chuyện với ba người này cũng vô ích, còn làm đối phương cảnh giác. Ứng Đông Lưu cho rằng lần đề cử này đương nhiên là phải thực hiện theo ý đồ của mình, chẳng những vậy còn phải dùng uy thế áp đảo để đạt được. Nhâm Vi Phong nói rất chi tiết làm cho ván cờ trở nên thích hợp với logic. Vừa nãy Hạo Nhiên cùng Vi Phong cũng đã giới thiệu nên tôi không nói nhiều nữa.
Mọi người ngồi đây cần tỉnh táo nhận thức khó khăn mà An Nguyên gặp phải, công tác kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm hiện nay, cuối năm nay chúng ta ăn nói như thế nào với hơn 70 triệu dân chúng, nói năm nay chúng ta đã làm được những gì. Ứng Đông Lưu nghiêm túc nói, khi lãnh đạo các cấp hiểu rõ khó khăn mà địa phương mình đang gặp phải, tìm mọi cách để triển khai công việc, như vậy may ra nửa cuối năm nay An Nguyên mới có thể thay đổi. Theo câu nói tổng kết của Ứng Đông Lưu, mọi người đều biết sắp tiến vào chủ đề chính. Sau đây chúng ta sẽ thảo luận nghiên cứu về đề cử ai làm thường vụ tỉnh ủy theo văn bản mà ban tổ chức cán bộ trung ương gửi xuống. Bởi vì An Nguyên có 12 thường vụ tỉnh ủy, toàn tỉnh có 14 thành phố, Tứng Đông Lua thì chỉ có đồng chí Liên Bình kiêm chức bí thư thị ủy An Đô, nó không hợp quy tắc thông thường của hội nghị thường ủy, cũng không có lợi cho phát triển kinh tế. Theo ý kiến của ban tổ chức cán bộ trung ương thì sẽ tăng thêm một bí thư thị ủy của nơi có kinh tế phát triển hoặc vị trí đặc biệt vào làm thường vụ tỉnh ủy. Cá nhân tôi đồng ý với ý kiến này, nó giúp bộ máy tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo đối với công tác toàn tỉnh, đồng thời cũng mang tới hiệu ứng làm mẫu cho các thành phố, thị xã khác. Hội nghị lần này chúng ta sẽ tiến hành thảo luận theo ý kiến của ban tổ chức cán bộ trung ương. Sau khi cẩn thận nghiên cứu, khảo sát thì có 3 ứng viên, chúng ta sẽ chọn một và gửi lên ban tổ chức cán bộ trung ương. Ứng Đông Lưu rất bình tĩnh và tự tin nói. Lão Hàn, anh giới thiệu qua văn bản của ban tổ chức cán bộ trung ương với mọi người. Hàn Độ trực tiếp đi vào chính để nói. Trong tay mọi người đều có văn bản mà ban tổ chức cán bộ trung ương gửi xuống, không cần tôi giới thiệu nữa. Tôi chủ yếu giải thích hàm nghĩa khu vực có kinh tế phát triển và vị trí đặc thù. Khu vực có kinh tế phát triển thì mọi người vừa nghe là hiểu, mà vị trí đặc thù thì giống như mấy nơi có nhiều dân tộc thiểu số hoặc vùng biên giới. Mà An Nguyên chúng ta lại không thuộc khu vực này. Căn cứ theo đánh giá và khảo sát của ban tổ chức cán bộ, kết hợp với tình hình phát triển kinh tế tỉnh ta hiện nay, chúng tôi sơ bộ chọn 3 ứng viên gồm Bí thư thị ủy Hoài Khánh, Đàm Lập Phong, Bí thư thị ủy Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống, Bí thư thị ủy Vĩnh Lương Long Ứng Hoa. Sau đây tôi giới thiệu qua tình hình cơ bản của 3 ứng viên với mọi người. Sau khi Hàn Độ giới thiệu xong, hội nghị trở nên yên lặng, mọi người như đang cân nhắc gì đó. Ứng Đông Lưu chỉ khẽ lắc lắc chén trà và suy nghĩ và muốn nghe mọi người lên tiếng. Chẳng qua ở việc này mọi người vẫn suy nghĩ xem nên nói như thế nào. Ở vấn đề này không có ai có thể tránh việc phát biểu, trừ khi cục diện ngay từ đầu đã sáng tỏ, nhưng lần này xem ra không được rõ ràng. Đàm Lập Phong có lẽ chỉ thêm vào cho co, người ủng hộ lớn nhất của y là Tần Hạo Nghiên thì cũng bỏ y mà chuyển sang Long Ứng Hoa. Đương nhiên đây chỉ là nghe nói mà thôi, tâm tư lãnh đạo thay đổi khó lường. Ai có thể xác định rõ ràng được. Quyển 15, chương 69. Cả phòng hội nghị trở nên yên tĩnh, mọi người như đều suy nghĩ giống như vấn đề này quyết định vận mệnh và tiền đồ của An Nguyên vậy, một chữ không cẩn thận sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng. Ứng Đông Lưu biết nếu hôm nay mình không điểm danh thì cục diện sẽ theo thế rằng co, nhưng nếu y theo thông thường đẩy mạnh sợ rằng sẽ tạo cơ hội cho người phản đối lên tiếng trước. Chẳng qua bây giờ không làm vậy cũng không được. Trấn Trung, anh phụ trách mảng tổ chức, anh nói ý kiến của mình trước đi. Ứng Đông Lưu không để ý tới Tần Hạo Nghiên và Hàn Độ đều có chút kinh ngạc nhìn mình mà nhìn thẳng vào Miêu Trấn Trung và nói tiếp. Tôi tin các vị thường vụ đều muốn biết phân tích và đánh giá của anh với 3 ứng viên này. Miêu Trấn Trung có chút giật mình không kịp đối phó. Ứng Đông Lưu làm gì mà chủ động đẩy sang mình nói trước. Chẳng lẽ Lăng Chính Dược đã đả thông được đối phương? Miêu Trấn Trung nhìn Ứng Đông Lưu thấy đối phương rất bình tĩnh. Không hề có vẻ lạnh lùng, bức người như trước, nó lại làm cho Miêu Trấn Trung không quá tin tưởng. Đối phương rốt cuộc nghĩ gì? Phải biết để mình lên tiếng trước cũng có nghĩa chắp tay cho mình điều tiết không khí hội nghị, ưu thế này càng làm cho lời nói của mình thêm sức thuyết phục. Mà nếu có người phản đối thì mình cũng có thể dùng lý lẽ đáp trả. Ai nói người này có năng lực công tác tốt, mình có thể nói người này có tố chất chính trị cao. Anh nói người này giỏi làm công tác quần chúng. Mình có thể nói người kia có cái nhìn đại cuộc. Chẳng qua nếu Ứng Đông Lưu đưa cơ hội tới, Miêu Trấn Trung sao có thể bỏ qua. Y nghĩ mặc kệ Ứng Đông Lưu nghĩ gì thì chỉ cần mình nói quan điểm của mình ra, muốn nói rõ quan niệm và thái độ khi lựa chọn cán bộ của mình. Bí thư Ứng, vậy tôi xin nói qua ý kiến của mình. Miêu Trấn Trung nhìn Ứng Đông Lưu và nói. Ừ, anh nói đi. Ứng Đông Lưu như không nhận ra ý trong lời của Miêu Trấn Trung mà cười ha hả nói. Bí thư Ứng bảo tôi nói trước, vậy tôi xin nói trước một chút. Ý kiến của ban tổ chức cán bộ trung ương thì tôi cũng đã cẩn thận xem xét,
ý đồ rất rõ ràng vì tăng cường sự lãnh đạo của tỉnh ủy, đồng thời tạo tác dụng làm mẫu của một nơi. Thế nào là tác dụng làm mẫu? Đó là một nơi có kinh tế phát triển nhanh, bộ mặt thay đổi lớn, có tác dụng làm mẫu đối với các khu vực xung quanh. Miêu Trấn Trung từ tốn nói. Ở điểm này tôi thấy hai đồng chí Long Ứng Hoa và Triệu Quốc Đống đều khá xuất sắc. Tổng GDP của Vĩnh Lương năm ngoái đứng thứ 2 toàn tỉnh, bỏ xa thành phố đứng thứ 3, thực lực tổng hợp hùng hậu. Ninh Lăng năm ngoái có tốc độ tăng trưởng đứng đầu cả nước, mặc dù do nguyên nhân khởi điểm thấp nhưng có thể giành được danh hiệu kia cũng là vinh dự của An Nguyên chúng ta. Hơn nữa đồng chí Triệu Quốc Đống chỉ đến làm bí thư thị ủy Ninh Lăng chưa đầy năm đã đạt đưa bằng JC thành tích như vậy là không dễ. Miêu Trấn Trung tỏ ra rất vô tư, khách quan đánh giá hai nơi, nhìn qua thì đánh giá cao Triệu Quốc Đống hơn nhưng y lại nói hai điểm quan trọng. Một là khởi điểm của Ninh Lăng thấp, hai là Triệu Quốc Đống đến làm bí thư thị ủy Ninh Lăng trong thời gian quá ngắn. Hai vị đồng chí này đều xuất sắc nhưng cá nhân tôi cho rằng đồng chí Long Ứng Hoa thích hợp làm thường vụ tỉnh ủy hơn. Miêu Trấn Trung đi vào chính đề. Về lý lịch có thể thấy đồng chí Long Ứng Hoa làm lãnh đạo nhiều năm, ở vị trí cán bộ cấp giám đốc sở hơn 10 năm. Hơn nữa mỗi một cương vị đều biểu hiện xuất sắc. Nhất là khi đồng chí Long Ứng Hoa làm bí thư thị ủy Vĩnh Lương thì càng làm Vĩnh Lương có 3 năm liền phát triển kinh tế nhanh nhất tỉnh, am hiểu công tác quần chúng, khống chế vững vàng cục diện Vĩnh Lương. Bây giờ đồng chí này đã 48, đúng tuổi tráng niên, nhất là khi cả nước tiến hành khống chế kinh tế vĩ mô thì tôi thấy nếu tăng trọng trách cho đồng chí này càng khiến đồng chí này lãnh đạo Vĩnh Lương qua giai đoạn khó khăn nhất, đạt thành tích lớn hơn nữa. Miêu Trấn Trung tỏ rõ thái độ. Khí thế cũng đầy đủ. Y nhìn quanh các vị thường vụ như muốn được bọn họ đồng tình. Đương nhiên đồng chí Triệu Quốc Đống và đồng chí Đàm Lập Phong đều khá ưu tú. Nhất là đồng chí Triệu Quốc Đống đã lãnh đạo bộ máy Ninh Lăng phát triển nhanh chóng, công lao rất lớn. Đồng chí này có tầm nhìn xa trong vấn đề kinh tế, Ninh Lăng có thể bỏ cái mũ thị xã nông nghiệp để biến thành thành phố công nghiệp có quan hệ lớn đến việc định vị phát triển kinh tế của đồng chí này. Nhưng đồng chí này mới làm bí thư thị ủy được 2 năm. Tôi cảm thấy tỉnh ủy đã trân trọng Triệu Quốc Đống, bố trí cậu ta lên trường đảng trung ương học, sau khi về rèn luyện một thời gian là có thể đi lên vị trí quan trọng hơn. Biểu hiện xuất sắc của Triệu Quốc Đống trong 2 năm qua là không ai có thể xóa bỏ, Miêu Trấn Trung chỉ tán dương Triệu Quốc Đống giỏi về kinh tế. Nhưng dù sao muốn làm thường vụ tỉnh ủy thì không đơn giản chỉ giỏi làm kinh tế, còn phải tính tới đủ mọi mặt. Đồng chí Đàm Lập Phong làm bí thư thị ủy Hoài Khánh cũng có biểu hiện xuất sắc. Hai năm gần đây Hoài Khánh duy trì xu thế phát triển vững vàng nhưng đồng chí này cũng làm bí thư thị ủy trong thời gian quá ngắn, hiện nay là không thích hợp để làm thường vụ tỉnh ủy. Tôi cảm thấy tỉnh ủy cần phải có quá trình khoa học, khách quan khi bồi dưỡng, sử dụng cán bộ trẻ tuổi. Một cán bộ lãnh đạo không phải một lần là trưởng thành được. Mỗi đồng chí trong chúng ta ngồi đây có ai là không trải qua nhiều năm công tác, học tập. Ai có thể chỉ trong mấy năm là từ một cán bộ cấp sở đi lên vị trí cấp phó tỉnh. Miêu Trấn Trung nói rất bình tĩnh nhưng ngôn ngữ sắc bén, nói thẳng lý lịch, kinh nghiệm và uy tín của Triệu Quốc Đống là không đủ. Tôi từng thảo luận với Lão Hàn về vấn đề này. Sự trưởng thành của cán bộ là một quá trình học tập, rèn luyện mà thành, sự trưởng thành của bọn họ cần không ngừng đề cao trong công tác thực tế, như vậy cũng cần thời gian và kinh nghiệm. Nếu cho rằng một cán bộ nào đó ở mặt này có năng lực xuất sắc thì khen mặt này rồi đề bạt, tôi thấy như vậy không có lợi cho sự trưởng thành của cán bộ, sẽ phản tác dụng. Ở điểm này tôi nghĩ tỉnh ủy cần thận trọng hơn. Không hổ là phó bí thư phụ trách đảng đoàn, nói về bồi dưỡng và sử dụng cán bộ thì Miêu Trấn Trung nói rất dễ dàng, mỗi câu đều có trọng lượng, lý lẽ. Tôn Liên Bình mặt không chút thay đổi thầm khen tên Miêu Trấn Trung này đúng là có nhiều kinh nghiệm chiến tường. Lời này ít nhiều cũng nói rõ tất cả khuyết điểm của Triệu Quốc Đống. Tần Hạo Nghiên nhìn ra xa xa, dựa lưng vào ghế lắng nghe Miêu Trấn Trung phân tích. Lời này đúng là hợp tình hợp lý nhưng có tác dụng ra sao với các vị thường vụ ngồi đây thì phải quan sát. Việc thỏa hiệp với Miêu Trấn Trung thì Tần Hạo Nghiên cũng chấp nhận. Dù sao y cũng nể mặt Lăng Chính Dược, nhưng y cũng có sự giữ lại, nếu trước mặt các thường vụ công khai mình không cùng ý kiến với Ứng Đông Lưu là không thích hợp cho một chủ tịch tỉnh. Quyển 15, chương 70. Ứng Đông Lưu khẽ đặt bút vào sổ, Miêu Trấn Trung nói rất sắc bén nhưng vẫn trong dự đoán của y. Miêu Trấn Trung vẫn chỉ nói mấy điểm chính như lý lịch, kinh nghiệm, thực ra nói kinh nghiệm khiếm khuyết là quá miễn cường. Dù sao Triệu Quốc Đống có thể làm tốt như vậy ở Ninh Lăng, anh nói Triệu Quốc Đống thiếu kinh nghiệm thì có ai tin. Chủ yếu là lý lịch, đây mới là điểm quan trọng nhất. Triệu Quốc Đống từ chức phó giám đốc sở lên làm giám đốc sở chỉ mất có 4 năm,
người bình thường muốn được như vậy, nhất là làm bí thư thị ủy thì thường mất chừng 10 năm. Mà muốn từ cấp giám đốc sở lên phó tỉnh cũng không đơn thuần là tuổi và lý lịch, nó còn cần thành tích đầy đủ, hơn nữa còn cần có cơ hội. Mà lần này chính là cơ hội hiếm có. Triệu Quốc Đống từ cấp phó giám đốc sở lên giám đốc sở chỉ dùng có hơn 2 năm, đó đã là kỷ lục. Hắn làm thị trưởng Hoài Khánh quá ngắn rồi lên bộ năng lượng làm cục trưởng, thời gian cũng ngắn. Sau đó mình đưa Triệu Quốc Đống về Ninh Lăng trong sự phản đối của mọi người. Bây giờ Triệu Quốc Đống mới làm bí thư thị ủy Ninh Lăng 2 năm đã lên làm thường vụ tỉnh ủy thì dù là ai cũng cảm thấy mất mát. Dù sao người lên làm thường vụ tỉnh ủy có ai là không phải phấn đấu mười mấy năm, ngồi trên vị trí này có ai dưới 45 tuổi. Dương Kính Quang và Hắc Mộng Hiệp coi như còn trẻ cũng đã 46 tuổi, mình cũng đã 50. Miêu Trấn Trung rất xảo diệu điều động tâm trạng mọi người, sẽ mang tới một chút phiền phức cho mình. Nhưng Ứng Đông Lưu cho rằng đó không phải mang tính quyết định. Ứng Đông Lưu nhìn sang Dương Kính Quang, rồi nhìn Hạng Mục rồi thầm nghĩ ai là người sẽ đáp trả đối phương. Trấn Trung nói rất có lý, nhất là khi rèn luyện và sử dụng cán bộ thì tỉnh ủy đúng là cần tổng kết nhiều mặt. Ở điểm này Lão Hàn cũng cần trao đổi nhiều với anh. Nó quan hệ đến sự nghiệp của đảng và lợi ích nhân dân, sử dụng cán bộ tốt là có thể thúc đẩy kinh tế một nơi phát triển, tạo phúc cho dân chúng nơi đó. Ứng Đông Lưu vừa cười vừa nói nhưng lại làm Miêu Trấn Trung thấy giật mình. Thủ đoạn của đối phương khá tốt, dùng chính lời của mình mà phản kích nhưng lời nói lại không quá trắng trợn, vẫn có nhiều đường sống. Về phần vấn đề bồi dưỡng và rèn luyện thì cá nhân tôi thấy cách tốt nhất là rèn luyện trong thực tế có thể chứng minh tất cả. Không biết mọi người có thấy như vậy không? Ứng Đông Lưu nói tiếp. Tôi đồng ý với quan điểm này của Bí Thư Ứng. Ai cũng nói học để sử dụng, học tập cũng tốt, bồi dưỡng cũng tốt thì cũng cần thực tế mà xác định. Mà lời nói của Bí Thư Ứng rèn luyện và bồi dưỡng tốt nhất chính là trong thực tế càng chính xác hơn. Hắc Mộng Hiệp lên tiếng đầu tiên làm nhiều người giật mình. Vị trưởng ban tuyên giáo này bình thường tham gia hội nghị thường ủy ít khi lên tiếng, nhưng đã lên tiếng đều kinh người. Hắc Mộng Hiệp nói lập tức làm cho mọi người thấy hứng thú xem đối phương sẽ nói tiếp như thế nào. Tôi cũng đồng ý với lời của Phó Bí Thư Miêu, phán đoán một cán bộ có trưởng thành hay không thì không chỉ dựa vào kinh tế mà còn cần năng lực và tố chất tổng hợp. Hắc Mộng Hiệp nói như lấy lòng cả hai bên làm mọi người hoang mang. Theo lẽ thường Hắc Mộng Hiệp không phải người như vậy mới đúng. Y không cần xu nịnh ai. Nhưng cá nhân tôi cảm thấy đồng chí Triệu Quốc Đống có đủ năng lực và tố chất chính trị để làm một thường vụ tỉnh ủy. Tất cả mọi người đều không ngờ Hắc Mộng Hiệp lại nói thẳng quan điểm của mình như vậy. Ừ, Lão Hắc, anh nói như vậy đương nhiên là có lý của anh nói ra cho mọi người nghe một chút. Cơ hội này Ứng Đông Lưu đương nhiên không bỏ qua, hơn nữa còn phải dùng tới mức tận cùng. Tôi cảm thấy phán đoán năng lực của một cán bộ lãnh đạo đương nhiên phải kết hợp với công việc trung tâm của chúng ta. Hiện nay và trong thời gian tới thì công việc trung tâm của chúng ta chính là phát triển kinh tế và cải thiện dân sinh. Phát triển kinh tế là trụ cột của cải thiện dân sinh, mà cải thiện dân sinh là mục đích của phát triển kinh tế. Hắc Mộng Hiệp đương nhiên có chuẩn bị mà tới chứ không phải nhất thời lựa chọn Triệu Quốc Đống. Mà ý kiến lần này của Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương là rất rõ ràng. Chính là muốn cho bí thư thị ủy nơi có kinh tế phát triển tiến vào bộ máy thường vụ tỉnh ủy, tăng sự lãnh đạo của tỉnh ủy, đồng thời phát huy tác dụng làm mẫu. Ít nhất chọn ai làm thường vụ thì chúng ta càng phải nhấn mạnh năng lực kinh tế. Mặt Miêu Trấn Trung hơi xa sầm lại, ban tuyên giáo thuộc bên đảng đàn, mọi người này không do y quản lý trực tiếp nhưng từ công việc đảng đàn thì y cũng có quyền lực chỉ đạo ban tuyên giáo. Nhưng vị trưởng ban tuyên giáo Hắc Mộng Hiệp này lại không đủ tôn trọng phó bí thư tỉnh ủy. Phát triển kinh tế có phải nhất định là dựa vào các hạng mục lớn hay không? Công nghiệp truyền thống kéo đầu tư và GDP lên nhưng cũng gây ô nhiễm môi trường cao, điểm này đã được chứng minh đầy đủ. Mà phát triển kinh tế hiện đại chính là sản nghiệp thứ ba ở các nước có kinh tế phát triển đã chiếm tỷ lệ trong nền kinh tế càng lúc càng cao, nó cũng có nghĩa khi ngành sản nghiệp thứ ba phát triển mạnh, kinh tế của nước đó càng phát đạt. Hắc Mộng Hiệp giỏi điều động sự chú ý của mọi người. Y nói tới ngành sản nghiệp thứ ba đang được cả thế giới chú trọng, gần đây có không ít các quyển sách nói về vấn đề này, không ít thường vụ cũng chú ý tới. Lễ hội văn hóa ở Ninh Lăng vừa qua cũng làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Ninh Lăng thành công tổ chức lễ hội văn hóa và chương trình ấn tượng Ninh Lăng, trong một loạt hoạt động này tôi cũng đã tiếp xúc với lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh, lãnh đạo ban tuyên giáo Trung ương và Bộ Văn hóa,
bọn họ đều nói Ninh Lăng có thể nắm bắt cơ hội này tạo hiệu quả lớn về kinh tế, càng quan trọng hơn là làm cho ngành du lịch của Ninh Lăng càng thêm thu hút hơn nữa. Bây giờ ngay cả các tổ chức văn hóa Nhật, Hàn, Đông Nam Á đều hứng thú với văn hóa dân tộc lịch sử của Ninh Lăng, hy vọng lần tới sẽ đến tham gia. Điều này nói rõ Ninh Lăng đã thành công tăng sức ảnh hưởng của Ninh Lăng, của An Nguyên, thậm chí của quốc gia trong lĩnh vực văn hóa. Hắc Mộng Hiệp có chút kích động nói. Về con số lượng du khách khổng lồ tới Ninh Lăng tuần lễ vàng 1/5 vừa qua thì tôi không định nói nhiều, tôi cũng không muốn giới thiệu nhiều về ngành du lịch đã thành một điểm sáng trong phát triển kinh tế của Ninh Lăng. Có thể nói ngành du lịch của Ninh Lăng có giá trị đứng thứ 2 toàn tỉnh sau Ando, vượt xa vị trí thứ 3. Thị ủy Ninh Lăng đưa ra mục tiêu trong 3 năm tới giá trị của ngành du lịch chiếm trên 10% GDP toàn thị xã, ngành văn hóa đạt 8% GDP toàn thị xã. Có thể nói đặt mục tiêu cao như vậy ở một thị xã là khá hiếm thấy. Các thường vụ chăm chú lắng nghe Hắc Mộng Hiệp nói xem y định biểu đạt ý đồ gì. Mọi người có lẽ còn khó hiểu vì lời tôi nói lúc trước, có phải là do coi trọng ngành văn hóa, du lịch là do có liên hệ trực tiếp với công việc của Hắc Mộng Hiệp tôi, vì thế mới đánh giá cao Triệu Quốc Đống không? Hắc Mộng Hiệp cười ha hả nói. Hắc Mộng Hiệp tôi không đến mức hạn hẹp như vậy. Tôi chỉ muốn nói rõ một điều đó chính là ngành du lịch và văn hóa đều thuộc sản nghiệp thứ ba, là ngành công nghiệp không khói. Một thị xã coi trọng phát triển sản nghiệp thứ ba như vậy thường thường đại biểu quan điểm, lý luận của người đứng đầu nơi đó. Mặc dù các nơi do tình hình thực tế mà có trọng tâm công việc khác nhau nhưng tôi nghĩ một thị xã có kinh tế công nghiệp phát triển mạnh như Ninh Lăng, lãnh đạo chủ yếu của đảng ủy, chính quyền có thể coi trọng phát triển ngành văn hóa, du lịch như vậy có phải đã nói rõ vài vấn đề. Nó nói rõ quan niệm của bộ máy thị ủy Ninh Lăng do đồng chí Triệu Quốc Đống lãnh đạo là bộ máy tiến bộ. Ninh Lăng có thể đạt thành tích như vậy là có công không nhỏ của bộ máy nhất là đồng chí Triệu Quốc Đống, cái này không liên quan tới lý lịch. Hơn nữa tôi tin đồng chí Ninh Lăng có thể đến làm bí thư thị ủy Ninh Lăng đã nói rõ tỉnh ủy khi sử dụng cậu ta cũng đã cẩn thận cân nhắc. Mà biểu hiện của cậu ta cũng chứng minh tỉnh ủy chọn là chính xác. Mà tôi tin Triệu Quốc Đống nếu có thể làm thường vụ tỉnh ủy thì sẽ phát huy năng lực. Tác dụng lớn hơn nữa. Ứng Đông Lưu nở nụ cười, y thấy Miêu Trấn Trung mặt âm trầm, Tôn Liên Bình lại mấp máy môi như định lên tiếng. Chẳng qua ngay lúc này một giọng nói trầm ổn vang lên. Tôi thấy lời của trưởng ban Hắc rất đúng, bản thân tôi đồng ý đề cử đồng chí Triệu Quốc Đống làm thường vụ tỉnh ủy. Quyển 15, chương 71. Mọi người nhìn vào một góc mà không nghĩ người này lên tiếng. Đó chính là Thiếu tướng Ba Kiên Cường, tư lệnh quân khu An Nguyên. Có lời đồn vị thiếu tướng Ba Kiên Cường này có quan hệ huyết thống với một vị nguyên lão trong quân đội, nhưng lời đồn này là thật hay không thì không dễ chứng thực. Nhưng tính cách cứng rắn, quyết đoán của Ba Kiên Cường thì mọi người trong tỉnh đều nghe thấy. Nghe đồn người này lúc làm ở bên dã chiến thường hay có xung đột với địa phương, từng cho binh lính vây lấy trụ sở cơ quan công an địa phương. Ứng Đông Lưu có chút kinh ngạc, lai lịch của Ba Kiên Cường thì y mơ hồ biết một chút. Chẳng qua Ba Kiên Cường này mới tới An Nguyên. Hơn nữa đối phương lại là người cứng rắn, không nghe lời ai nên Ứng Đông Lưu cũng không dự định được người này ủng hộ. Không ngờ lần này Ba Kiên Cường lại tỏ thái độ thẳng thắn ủng hộ Triệu Quốc Đống mà không nói lý do gì cả. Tư lệnh Ba xem ra có ấn tượng rất tốt đối với Ninh Lăng. Ứng Đông Lưu cười nói. Ừ, Triệu Quốc Đống theo tôi thấy là được. Ba Kiên Cường cũng không nói nhiều, nói xong y nhìn đồng hồ và nói. Bí thư Ứng. Một vị lão lãnh đạo của quân khu 10 giờ 30 sẽ đến, tôi nghĩ mình đã nói ra ý kiến của mình nên bây giờ xin về sớm. Ừ, tư lệnh Ba bận thì di trước. Ứng Đông Lưu gật đầu, Ba Kiên Cường này đúng là đi như rõ, đúng tính cách một quân nhân. Có lẽ nếu không phải đến nói ủng hộ Triệu Quốc Đống thì không chừng Ba Kiên Cường sẽ xin phép không tham gia hội nghị thường ủy. Ba Kiên Cường đứng lên giơ tay chào mọi người rồi đi thẳng ra ngoài. Khi các thường vụ nhìn Ba Kiên Cường rời đi, không khí mới quay lại hội nghị. Hai người Hắc Mộng Hiệp, Ba Kiên Cường bất ngờ tỏ thái độ làm cho tình thế quay ngoắt lại. Dù là Miêu Trấn Trung hay Tôn Liên Bình đều cảm thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu nói Hắc Mộng Hiệp biểu hiện là do tính cách độc lập của y, nhưng còn Ba Kiên Cường thì sao? Trước đó Miêu Trấn Trung không phải không liên lạc với Ba Kiên Cường nhưng Ba Kiên Cường này tỏ vẻ rất lạnh nhạt giống như không quan tâm đến chuyện trong tỉnh. Ba Kiên Cường đương nhiên sẽ không vì lời nói của Hắc Mộng Hiệp mà động tâm. Y rõ ràng đến đây để ủng hộ Triệu Quốc Đống. Điều này làm Miêu Trấn Trung rất buồn bực. Lúc này quan hệ của ai rộng hơn đã thể hiện ra. Phải nói Ba Kiên Cường không có dính dáng gì tới các quan hệ trong tỉnh.
dù là ích cũng khó làm cho Ba Kiên Cường khuất phục nghe theo. Nhất là nghe nói Ba Kiên Cường còn có lai lịch rất lớn, vậy mà lúc này ra mặt ủng hộ Triệu Quốc Đống, như vậy chỉ có thể kết luận bản thân Triệu Quốc Đống hoặc lực lượng sau lưng hắn đã giúp hắn. Nghĩ vậy Miêu Trấn Trung không khỏi thầm than có lẽ Long Ứng Hoa đã thua ngay từ đầu vì đặt hy vọng lên người ngoài, đó là biểu hiện không tin tưởng vào mình. Mà khi anh không được bí thư tỉnh ủy đồng ý, anh có làm đủ chuyện có lẽ cũng không đủ. Trước khi bí thư tỉnh ủy tỏ thái độ, anh dám nhờ người này người kia lên tiếng chính là đi quá giới hạn. Ba Kiên Cường rời khỏi làm hội nghị thường ủy yên tĩnh trong giây lát. Nếu như lời nói thẳng thắn của Hắc Mộng Hiệp làm các vị thường vụ thấy hướng gió biến hóa, vậy thái độ cứng rắn của Ba Kiên Cường lại là tín hiệu. Nếu ai còn không tỉnh ngộ từ đó thì kẻ đó không xứng ngồi trong phòng hội nghị này. Đinh Sâm cúi đầu nhấp ngụm trà, mùi hương trà làm y nhớ lại cảm giác tốt đẹp hồi còn công tác ở quê nhà là tỉnh Tứ Xuyên. Mặc dù khoảng cách hai nơi không xa, dọc theo Miên Châu đến Trùng Khánh là đến được. Nhưng tới An Nguyên nhiều năm như vậy, y cũng dần quen với cuộc sống An Nguyên, quê mặc dù làm y lưu luyến nhưng y cũng biết khả năng mình có thể về nhận chức là không cao. An Nguyên chính là quê hương thứ hai của y. Đinh Sâm nhìn quanh mọi người trong phòng hội nghị, nếu chỉ cần thêm phiếu của mình thì có thể xác định Triệu Quốc Đống sẽ hoàn toàn thắng. Lão lãnh đạo rất coi trọng Triệu Quốc Đống. Từ việc hạng mục sân bay Ninh Lăng thành công được lão lãnh đạo thuyết phục là Đinh Sâm nhìn ra vấn đề. Có thể nói Triệu Quốc Đống đi học trên Bắc Kinh đã vận dụng tốt cơ hội, vượt qua cửa hiểm khi Trung ương có chính sách khống chế vĩ mô. Đợt 1/5 vừa qua Đinh Sâm đã lên Bắc Kinh gặp lão lãnh đạo. Tô Giác Hoa đối với Đinh Sâm mà nói có ơn tri ngộ không thể quên. Khi gặp mặt hai người không khỏi nhắc tới An Nguyên, Tô Giác Hoa không hài lòng mấy với công tác 2 năm gần đây của An Nguyên, nhưng cũng cho rằng An Nguyên có điểm sáng, nhất là khá tán thành việc Ứng Đông Lưu mạnh dạn sử dụng Triệu Quốc Đống. Cho rằng sự phát triển của Ninh Lăng đã chứng minh đầy đủ việc dùng tốt lãnh đạo chủ yếu sẽ khiến một nơi thay đổi hoàn toàn. Tô Giác Hoa khen Triệu Quốc Đống như vậy làm Đinh Sâm có chút bất ngờ. Y vốn nghĩ Triệu Quốc Đống thông qua nhiều quan hệ phức tạp mới qua được cửa của Thượng Hải. Tô Giác Hoa không phải người ai cũng khen, nhưng từ miệng Tô Giác Hoa thì Đinh Sâm cảm thấy phán đoán của mình có vẻ hơi thành kiến. Triệu Quốc Đống tự mình tới tìm à thuyết phục được Tô Giác Hoa. Tô Giác Hoa cũng nói có ấn tượng tốt đối với Triệu Quốc Đống, thậm chí nói thẳng hiện nay An Nguyên cần chính là các cán bộ có ý chí phấn đấu và có năng lực tốt như Triệu Quốc Đống. Nếu không An Nguyên sẽ càng lúc càng lạc hậu trong dòng chảy kinh tế. Tô Giác Hoa nói vậy làm Đinh Sâm có chút xúc động. Chẳng qua y cũng biết thành tích 2 năm qua của Ninh Lăng đúng là làm người ta phấn chấn. Chẳng qua Triệu Quốc Đống còn quá trẻ, kinh nghiệm nhìn như phong phú nhưng đều thoáng qua mà thôi. Nếu muốn lên vị trí cao hơn thì bản thân Đinh Sâm lại không quá tán thành. Nhưng lời Tô Giác Hoa nói lại làm quan điểm vốn có của Đinh Sâm dao động. Vì thế khi Ứng Đông Lưu hẹn nói chuyện với y, thái độ của y cũng trở nên mơ hồ, về cơ bản đã đồng ý với việc chọn Triệu Quốc Đống. Bí thư Đông Lưu, tôi cũng đồng ý với quan điểm của trưởng ban Hắc cùng tư lệnh Ba. Đồng chí Triệu Quốc Đống có lý lịch phong phú, từng trải qua nhiều cương vị, hơn nữa lại là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đã rèn luyện qua ở cấp bộ trung ương, phải nói kinh nghiệm chính trị và năng lực tổng thể đều không thể nghi ngờ. Tỉnh ủy khi xác định Triệu Quốc Đống làm bí thư thị ủy Ninh Lăng cũng đã tính tới điểm này. 2 năm qua Ninh Lăng phát triển nhanh như vậy cũng nói rõ Triệu Quốc Đống làm bí thư thị ủy Ninh Lăng là xuất sắc hơn bất cứ vị bí thư thị ủy nào trước đó. Lý lịch không phải điều kiện bắt buộc khi đề bạt cán bộ. Tôi cảm thấy chúng ta lựa chọn cán bộ cần chú trọng thành tích thực tế. Đinh Sâm lên tiếng như một chiếc búa tạ gõ mạnh vào tim mấy người Miêu Trấn Trung, Tôn Liên Bình. Đinh Sâm tỏ thái độ coi như tuyên bố kết quả hội nghị thường ủy hôm nay. Ngay cả mấy người, đồng minh của Triệu Quốc Đống gồm Dương Kính Quang, Hàn Độ, Nhâm Vi Phong đều chưa tỏ thái độ mà cuộc chiến đã nghiêng về một phía. Miêu Trấn Trung có chút buồn bực nên khi Lưu Vĩnh Đào nói mình ủng hộ Triệu Quốc Đống thì y không nghe rõ đối phương nói gì. Y chỉ biết trận chiến này đúng là châu chấu đá xe. Tôn Liên Bình và Tần Hạo Nghiên ngồi im đó không phát biểu ý kiến. Chẳng qua y đột nhiên lại thấy dễ dàng. Triệu Quốc Đống đúng là cán bộ lãnh đạo xuất sắc, bỏ qua ân oán cá nhân và nói đúng lương tâm thì tương lai phát triển của Triệu Quốc Đống rõ ràng tốt hơn Long Ứng Hoa. Chẳng qua Miêu Trấn Trung muốn cho Ứng Đông Lưu một cơ hội. Một cán bộ phấn đấu vài chục năm để lên tới cấp tỉnh đâu có dễ. Chẳng qua cơ hội này không phải dựa theo số năm công tác. Theo Lưu Vĩnh Đào lên tiếng, cả hội nghị thường ủy cũng tiến vào thời gian rảnh, Tần Hạo Nghiên nói vài câu không đau không ngứa đồng ý việc đề cử Triệu Quốc Đống làm thường vụ tỉnh ủy lên ban tổ chức cán bộ trung ương,
Tôn Liên Bình thậm chí chỉ dùng từ không có ý kiến khác để tỏ thái độ của mình. Quyển 15, chương 72. Triệu Quốc Đống cả sáng không thể bình tĩnh được. Tuy nói hắn cố bảo mình bình tĩnh nhưng đâu dễ được như vậy. Dù là ngồi nghe vị phó bộ trưởng Bộ Ngoại giao giới thiệu về tình hình trong nước và quốc tế, hay nghỉ giữa giờ hắn vẫn phát hiện mình có chút khẩn trương. Ngay cả Tôn Hiểu Xuyên cùng Ngô Nguyên Tể cũng phát hiện hôm nay Triệu Quốc Đống có chút khác lạ. Quốc Đống, có phải có tâm sự gì không? Về đến phòng ký túc, Triệu Quốc Đống bị Ngô Nguyên Tể và Tôn Hiểu Xuyên chặn lại hỏi xem có chuyện gì. Ha ha, vẫn bị hai anh nhìn ra, xem ra tôi vẫn chưa giỏi nhẫn nhịn. Triệu Quốc Đống cũng không định giấu hai người này. Hắn đi quanh một vòng trong phòng rồi nói. Sáng nay hội nghị thường vụ tỉnh ủy họp nghiên cứu về việc ứng viên thường vụ tỉnh ủy báo lên cho ban tổ chức cán bộ trung ương, có lẽ bây giờ sắp có kết quả. Ồ, tỉnh ủy các cậu có tranh luận. Ngô Nguyên Tể nhạy cảm phát hiện vấn đề, bình thường chuyện này sớm được xác định, lên hội nghị thường vụ chỉ là trình tự mà thôi. Có thể làm Triệu Quốc Đống không yên tâm như vậy nhất định tỉnh ủy An Nguyên vẫn còn tồn tại tranh luận khác nhau, thậm chí là rất lớn. Ồ, không tranh luận thì tôi đã đâu như thế này. Triệu Quốc Đống cười cười tự giễu. Tỉnh ủy có cái nhìn khác nhau về tuổi và lý lịch của tôi. Tôi nhớ ý kiến của ban tổ chức cán bộ trung ương chú yếu nhằm vào bí thư thị ủy khu vực có kinh tế phát triển tiến vào thường vụ. Nếu như tỉnh ủy An Nguyên còn dây dưa tuổi và lý lịch của cậu thì hình như đi ngược quỹ đạo tinh thần của ban tổ chức cán bộ trung ương. Ngô Nguyên Tể nhíu mày nói. Kinh tế Ninh Lăng cũng không phải đứng đầu toàn tỉnh, cũng còn có thị xã khác có kinh tế tương đương Ninh Lăng. Bí thư thị ủy của nơi đó có lý lịch, tuổi hơn tôi nhiều, kinh nghiệm cũng phong phú hơn, có lẽ điều duy nhất tôi có thể tự tin chính là xu thế phát triển của kinh tế Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống rất thẳng thắn nói. Ha ha, năm nay có lẽ mình Ninh Lăng không bị cơn lốc khống chế của quốc gia ảnh hưởng phải không? Ngô Nguyên Tể rất hâm mộ nói. Triệu Quốc Đống trao đổi nhiều với y về tình hình phát triển kinh tế. Ngành năng lượng mới quá chói mắt. Bây giờ giá chất đa tinh thể silicon còn tăng giá cao khiến các công ty trong ngành càng đẩy mạnh sản xuất, xây dựng thêm giai đoạn 2. Hai công ty lớn trong lĩnh vực này gồm công ty Thiên Uy và Hán Đức đều đang tích cực tiếp xúc với Ninh Lăng, chuẩn bị xây dựng nhà máy tổng hợp ở Ninh Lăng. Việc này cũng được Hội nghị Thường trực Ủy ban Ninh Lăng thông qua, hơn nữa công ty Hán Đức cũng có nhiều dã tâm vừa tiến vào ngành đa tinh thể silicon, về phần khác cũng trực tiếp sản xuất các bộ kính hấp thu năng lượng mặt trời. Ngành năng lượng mới phát triển cực nhanh mang đến bao nhiêu thu tài chính và tăng GDP của Ninh Lăng lên bao nhiêu thì Ngô Nguyên Tể không thể tưởng tượng nổi. Y có đôi khi nghi ngờ đầu của Triệu Quốc Đống không giống người bình thường, chứ sao lại có thể nghĩ ra nhiều ý nghĩ độc đáo như vậy. Hơn nữa mỗi lần đều như đi trên dây thừng, ngay cả chính sách khống chế của Trung ương cũng không ảnh hưởng đến sự phát triển của Ninh Lăng. So sánh với Ninh Lăng, Ngô Nguyên Tể tự nhận Hồng Sơn của bên mình quá xấu hổ. Cũng được. Ninh Lăng chúng tôi chiếm một ưu thế đó là quốc gia khống chế mấy ngành nghề của Ninh Lăng gần như không có. Mà mấy ngành năng lượng mới, tài liệu mới và bảo vệ môi trường lại là sản nghiệp mà Trung ương cổ vũ phát triển, hơn nữa sản nghiệp thứ ba cũng tăng tốc nhanh nên cơn lốc này không ảnh hưởng quá lớn đối với chúng tôi. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Nhưng mấy nơi có ngành công nghiệp nặng ở An Nguyên lại bị ảnh hưởng rất lớn. Đây không phải là ưu thế của cậu sao? Tôn Hiểu Xuyên nói. Triệu Quốc Đống mặc dù có vẻ không yên tâm, có chút lo lắng, chẳng qua sau hơn 2 tháng tiếp xúc thì Tôn Hiểu Xuyên biết nếu không có gì nắm chắc, Triệu Quốc Đống nhất định không nói ra. Nếu hắn dám nói ra thì có nghĩa là tuy có chút khó khăn nhưng cuối cùng vẫn đạt được kết quả như mong muốn. Coi như là vậy đi. Triệu Quốc Đống cũng không phủ nhận. Đàm Lập Phong còn chưa vào cuộc đã bị đào thải, đối thủ duy nhất của hắn bây giờ là Long Ứng Hoa. Đây không phải tin bí mật gì. Thời gian Đàm Lập Phong làm bí thư thị ủy Hoài Khánh còn ngắn hơn hắn. Mặc dù Hoài Khánh phát triển kinh tế khá được nhưng do Phó Thiên cùng Phó Bí thư thị ủy Lữ Thu Thần tranh chấp nên kinh tế 2 năm qua của Hoài Khánh thiếu đổi mới, sản nghiệp trụ cột vẫn là ngành công nghệ thông tin cùng cơ giới chế tạo. Mà Vĩnh Lương năm nay mặc dù bị chính sách khống chế ảnh hưởng mạnh nhưng cũng không trách được Long Ứng Hoa. Vĩnh Lương có 3 sản nghiệp trụ cột chính là sắt thép, phân bón và vật liệu xây dựng bị ảnh hưởng lớn nhất tỉnh. Có thể sống qua vài năm không ngã là kết quả tốt nhất. Nhưng nó lại gặp phải cơ hội lần này cũng là bất công đôi chút đối với Long Ứng Hoa. Chuông điện thoại vang lên, cả Ngô Nguyên Tể và Tôn Hiểu Xuyên đều chú ý đến điện thoại trong tay Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống vẫn đợi cuộc điện này. Hai người thấy Triệu Quốc Đống ừ ừ hai câu rồi cảm ơn.
Ngô Nguyên Tể cười hì hì nói. Qua nhưng còn phải qua cửa ban tổ chức cán bộ trung ương nữa. Triệu Quốc Đống gật đầu đầy thoải mái. Đó không phải một vấn đề trình tự sao? Ban tổ chức cán bộ trung ương còn có thể bác bỏ ý kiến của tỉnh ủy An Nguyên sao? Ngô Nguyên Tể không cho là đúng nói. Đối với người khác có thể như vậy, nhưng lần này sợ là không đơn giản như thế. Triệu Quốc Đống cười khổ nói. Có lẽ lần này tỉnh ủy làm không đúng ý đồ ban tổ chức cán bộ trung ương. Ồ, anh là nói trong mắt vị nào đó ở ban tổ chức cán bộ trung ương có lựa chọn không giống tỉnh ủy An Nguyên. Ngô Nguyên Tể có chút nghi ngờ nhìn Triệu Quốc Đống. Khả năng này không lớn thì phải. Theo tôi biết tinh thần chính sách lần này là rất rõ, chính là muốn bí thư thị ủy nơi có kinh tế phát triển tiến vào thường vụ, nếu như ở khu vực đặc thù như biên giới hoặc dân tộc thiểu số thì có thể. Ban tổ chức cán bộ trung ương không thể nào lựa chọn cán bộ kiêm nhiệm xuống làm bí thư tiến vào thường vụ mà. Vậy thì không phải, tôi nghe nói ban tổ chức cán bộ trung ương rất chú ý tình hình An Nguyên, muốn trực tiếp can thiệp. Triệu Quốc Đống cười nói. Hừ, đó là vượt quyền, vi phạm nguyên tắc tổ chức không thể nào công khai đi ngược lại tinh thần của chính sách. Nếu như ai lén chào hỏi thì có thể nói rõ y đánh giá mình quá cao. Tôi nghĩ dù là vị bí thư tỉnh ủy nào cũng không dễ dàng tha thứ hành động này. Ngô Nguyên Tể quả quyết nói. Anh có thể có ý kiến về ứng viên do tỉnh ủy bên dưới đề cử, thậm chí thông qua trình tự bác bỏ, nhưng anh không được can thiệp quyền đề cử của tỉnh ủy, đây là nguyên tắc tối thiểu. Đương nhiên âm thầm sử dụng lại khác, nhưng tôi tin chỉ cần là bí thư tỉnh ủy sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện này xảy ra. Lão Ngô, đúng là lợi hại, một lời là chúng. Tôi vốn còn có chút lo lắng nhưng bây giờ xem ra nghĩ quá nhiều rồi. Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói. Chẳng qua như lời anh nói thì ở ban tổ chức cán bộ trung ương vẫn còn có phong ba. Quốc Đống, tôi thấy cậu quá lo lắng rồi. Khi tỉnh ủy đã có ý kiến thì trừ khi ứng viên có vấn đề nếu không không thể bác bỏ. Ban tổ chức cán bộ trung ương cũng có quy củ của mình, sẽ không thể không nguyên tắc bác bỏ ý kiến của tỉnh ủy. Tôn Hiểu Xuyên nói xen vào. Ừ, lão Tôn nói đúng, đám người ở ban tổ chức cán bộ trung ương có gì mà không rõ. Bọn họ cũng không phải người ngu ngốc. Quốc Đống, cậu cứ chờ mời khách đi. Tôi còn nói đợi dẫn đoàn đại biểu Hồng Sơn sang Ninh Lăng đó, tôi cũng sẽ mời lão Tôn đến. Ngô Nguyên Tể cười ha hả nói. Ừ, không vấn đề gì, bên Hồng Sơn bọn anh đã bố trí xong chưa? Tôi đợt vừa rồi về đã báo với thị xã chuẩn bị tiếp đón bên anh, trao đổi rồi kết nghĩa anh em mà. Triệu Quốc Đống cười ha hả đáp lại. Vậy thì tốt, tôi đang chờ lời này của cậu. Tôi chủ động nói có vẻ tôi với cao. Chẳng may cậu từ chối thì sao? Cậu nói ra không phải hai bên hợp ý sao? Ngô Nguyên Tể vui vẻ nói. Hắc hắc, thị xã anh em, sau này Ninh Lăng phải giúp Hồng Sơn bên tôi đó. Lão Ngô, nói nửa ngày hóa ra anh có ý đồ này. Tôn Hiểu Xuyên và Triệu Quốc Đống cùng đồng thanh nói. Quyển 15, chương 73. Khó khăn lắm mới đuổi được hai ôn thần kia đi, Triệu Quốc Đống cũng mới có thể bình tĩnh suy nghĩ. Hội nghị thường vụ tỉnh ủy coi như qua, mặc dù Dương Kính Quang không nói rõ nhưng từ giọng đối phương hắn có thể cảm nhận ra lần này không hề quá căng thẳng như hắn vốn nghĩ, mà lại là nghiêng hẳn về một phía. Ngoài Miêu Trấn Trung tỏ vẻ ủng hộ Long Ứng Hoa ra, không ít thường vụ khác thậm chí còn chưa có cơ hội tỏ thái độ của mình, việc này làm Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu. Chẳng lẽ nói Lăng Chính Dược không tạo được tác dụng gì, hay là Ứng Đông Lưu đã thể hiện rõ sức ảnh hưởng khống chế cục diện sao? Triệu Quốc Đống suy nghĩ khá lâu, Ứng Đông Lưu không hề cường thế như Ninh Pháp trước đây nhưng không có nghĩa khả năng khống chế hội nghị thường vụ tỉnh ủy yếu đi. Xem ra Miêu Trấn Trung đã coi thường thực lực của Ứng Đông Lưu. Triệu Quốc Đống vốn nghĩ ba người Tần Hạo Nghiên, Miêu Trấn Trung, Tôn Liên Bình có thể gây ảnh hưởng đến Liêu Vĩnh Đào, Đinh Sâm cùng Tề Hoa, qua đó khiêu chiến quyền lực của Ứng Đông Lưu, nhưng bây giờ hắn tự nhận mình đã lầm. Ứng Đông Lưu nếu muốn thực hiện ý đồ của mình nhất định sẽ có thủ đoạn của y. Mà cách chiến thắng tuyệt đối ở hội nghị thường ủy thực ra cũng chính là một sự thị uy đối với Lăng Chính Dược. Anh không phải muốn phát huy sức ảnh hưởng sao? Anh không phải cảm thấy anh có thể chỉ tay chỉ chân ở An Nguyên sao? Như vậy cho anh xem ở phạm vi An Nguyên thì anh dù là phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ trung ương thì cũng không thể gây ảnh hưởng. Đúng như lời Ngô Nguyên Tể nói, trên thực tế tỉnh ủy An Nguyên lấy cách này đề cử hắn, Lăng Chính Dược cũng không dễ lật đổ kết quả. Dù cho y có tạo phiền phức cho hắn thì cũng chỉ là tạo phiền phức mà thôi nhưng kết quả không thể thay đổi. Triệu Quốc Đống cũng biết rõ việc này. Ngửa người nằm trên giường,
Triệu Quốc Đống cảm thấy mình như chút được gánh nặng, mà thiếu cảm giác mừng như điên. Có lẽ do hắn sớm dự tính mình sẽ thắng sao? Hay chức thường vụ tỉnh ủy không đủ độ hấp dẫn với hắn? Hình như không hoàn toàn. Chức thường vụ tỉnh ủy đối với hắn tuy rất quan trọng, hắn có thể tiến thêm một bước tăng cường tiếng nói của mình ở Ninh Lăng, đồng thời tranh thủ được quyền lợi cho Ninh Lăng ở tỉnh, nhưng đối với bộ máy tỉnh ủy mà nói thì hắn chỉ là thường vụ giơ tay cho có. Nó giống như trước hắn là bí thư quận ủy Tây Giang tiến vào thị ủy Ninh Lăng vậy, lúc đầu chỉ ngồi nghe mà thôi. Bọn họ sẽ rất kinh ngạc hoặc là rất thất vọng, hoặc rung động. Đến giờ phút này Triệu Quốc Đống mới cảm thấy khí thế bắt đầu lan ra khắp cơ thể, cả người như bắt đầu khởi động một lực lượng mênh mông. Thái Chánh Dương bỏ máy xuống dựa lưng vào ghế nhìn đồng hồ trước mặt mà lắc đầu. Triệu Quốc Đống này đã thật sự trưởng thành. Ở Trung Quốc chỉ có chính thức bước vào cấp phó tỉnh thì anh mới coi như chính thức bước chân vào chính trường. Còn bên dưới chỉ là làm quan chứ không phải chính trường, đó là sự khác nhau. Một cán bộ cấp sở thì không có bao người biết anh, tiến lên cấp phó tỉnh không phải ai cũng có thể làm. Nhưng tên Triệu Quốc Đống này có thể nói quá may mắn. Mặc dù mới chỉ thông qua hội nghị thường vụ tỉnh ủy, Triệu Quốc Đống vẫn còn chưa dám chắc, nhưng Thái Chánh Dương biết chỉ cần thông qua cửa này thì ở ban tổ chức cán bộ trung ương chỉ có Chư Hiền là có quyền lực lật đổ đề cử của tỉnh ủy An Nguyên ra thì bất kể là ai cũng không thể. Mà ngay cả Chư Hiền muốn lật đổ cũng phải có đủ lý do nếu không sẽ mang tới cơn tố lốc cực lớn. Cho nên việc ban tổ chức cán bộ trung ương bác bỏ chỉ tồn tại trên lý thuyết, đại học nếu như nói Triệu Quốc Đống bị người ta túm được nhược điểm. Nếu có nhược điểm lộ ra lại khác, Triệu Quốc Đống đã trưởng thành, Triệu Quốc Đống đã không còn là người luôn cần sự giúp đỡ của người khác nữa. Nếu như tiến lên nấc này cũng có nghĩa Triệu Quốc Đống sẽ nhanh chóng được mỗi một quần thể trong hệ thống chính trị chú ý, thực ra trước đó hắn cũng được người ta chú ý, chẳng qua chỉ là sự bí mật hoặc thi thoảng chứ không phải chú ý cả quá trình. Ví dụ như Thái Chánh Dương cũng nhận được vài tin tức về Triệu Quốc Đống. Như mấy bài viết về chế độ quốc lui dân tiến cùng với việc đẩy mạnh chế độ giám đốc điều hành trong công ty nhà nước của Triệu Quốc Đống, nó khiến cho một vài nhân vật quan trọng chú ý. Nhất là bài viết cuối cùng đưa ra ý kiến công ty nhà nước không chỉ cần hưởng thụ chính sách quốc gia ủng hộ, mà còn phải lấy thành tích kinh doanh tốt đẹp để báo cáo với xã hội và dân chúng, phải làm ra thông lệ đó là báo cáo tình hình kinh doanh thực tế của công ty nhà nước với dân chúng. Bài viết này được Thủ tướng Văn Quốc Cơ tán thành, cũng tạo ra chấn động lớn ở Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia cùng Bộ Năng lượng. Thái Chánh Dương cũng là từ người ở Bộ Năng lượng mà biết được tin này. Trong Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia đang tranh luận kịch liệt bài viết của Triệu Quốc Đống, thậm chí có xu thế tạo thành một cơn gió lốc. Có vài người cho rằng bài viết này của Triệu Quốc Đống là có thành kiến với công ty nhà nước. Công ty nhà nước đã trở thành công ty của nhà nước chứ không phải công ty của quốc dân. Nhất là thu nhập của các công ty lũng đoạn cùng công ty bình thường chênh lệch càng lúc càng lớn. Dân chúng bình thường căn bản không được hưởng thụ chỗ tốt gì từ các công ty nhà nước. Cũng có một số người phản ứng mạnh với bài viết của Triệu Quốc Đống, cho rằng Triệu Quốc Đống đây là đổi trắng thay đen, cố gắng khiến công ty nhà nước đối lập với lợi ích nhân dân. Tóm lại bài viết này khiến Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia có tranh luận lớn, thậm chí còn kéo dài sang các ngành khác. Thái Chánh Dương thực ra không quá tán thành Triệu Quốc Đống lấy thân phận hiện nay mà viết bài đó. Y đồng ý Triệu Quốc Đống dùng bút danh để thể hiện quan điểm sẽ không tạo thành chú ý không cần thiết. Mà nếu lãnh đạo có hứng thú với bài viết thì sẽ nhanh chóng biết ai viết. Đương nhiên trong thời gian này Triệu Quốc Đống học ở trường đảng lại khác, anh nếu muốn từ trong bao nhân tài toát ra, để người ta chú ý thì nếu không có hành động kinh người nhất định không đạt được mục đích. Chẳng qua cách này lại mang tới hiệu ứng duy trì liên tục. Đương nhiên làm như thế nào lợi dụng tốt hiệu ứng này phải xem anh vận động ra sao. Triệu Quốc Đống không phải người không có đầu óc, không phải thiếu niên làm việc theo cảm tính. Hắn bây giờ có lối suy nghĩ của mình, hắn làm như vậy nhất định là đã cân nhắc kỹ. Thái Chánh Dương cũng không muốn can thiệp gì. Thái Chánh Dương cũng gọi điện cho Ninh Pháp, y có thể cảm nhận ra Ninh Pháp rất kinh ngạc việc Quốc Đống đã được hội nghị thường vụ tỉnh ủy An Nguyên thông qua. Thái Chánh Dương có thể cảm nhận được Ninh Pháp khá coi trọng việc này. Biểu hiện trong năm ngoái của Triệu Quốc Đống làm người ta chú ý nhiều. Mà năm nay Ninh Lăng cũng có tốc độ tăng trưởng kinh tế cực nhanh, ứng Đông Lưu thậm chí lấy đó làm vinh quang. Biểu hiện của Ninh Lăng đương nhiên sẽ làm cho hệ thống chính trị Trung Quốc chú ý đến người cầm đầu Ninh Lăng. Ninh Pháp từng làm chủ tịch, bí thư tỉnh ủy An Nguyên nhiều năm cũng không ngoại lệ. Một nhân vật nhỏ bình thường năm nào bây giờ đã thành ngôi sao chính trị mới.
mà Triệu Quốc Đống thành công thuyết phục Tô Giác Hoa chấp nhận sân bay Ninh Lăng cũng đủ khiến Ninh Pháp cảm thấy đánh giá cao hắn. Đây là thời đại cạnh tranh quan niệm, cạnh tranh của nhân tài. Mà nhân tài càng có thể tạo ra quan niệm mới. Khi nhân tài và quan niệm hòa hợp nhau thì sẽ càng làm cho tiếng nói nâng cao lên. Bởi vì như vậy nên Ninh Pháp cũng không từ chối đề nghị của Thái Chánh Dương là giúp Triệu Quốc Đống. Ninh Pháp chỉ nói xem Triệu Quốc Đống có thể dựa vào năng lực của mình qua được cửa ở An Nguyên hay không. Mà bây giờ Triệu Quốc Đống đã làm được. Quyển 15, chương 74. Nếu như Triệu Quốc Đống có thể tiến vào phe cánh Cú Trọng phát triển kinh tế thì hắn sẽ như hổ thêm cánh, cũng làm cho phe cánh kia thêm một con bảo mã. Có lẽ do nguyên nhân này mới khiến Ninh Pháp chần chừ ở vấn đề này. Bây giờ có vẻ đã rõ ràng, trước khi tỉnh ủy An Nguyên thảo luận mà Ninh Pháp ra tay là không thích hợp. Chẳng qua Tô Giác Hoa nhìn như ở trong phạm vi công việc ủng hộ Triệu Quốc Đống, ân tình này có tác dụng rất lớn khiến Ninh Lăng trở thành trung tâm của khu vực An Tương. Với tính cách của Triệu Quốc Đống mà nói thì hắn nhất định ghi nhớ trong lòng. Thái Chánh Dương thậm chí có thể khẳng định trong việc hạng mục sân bay Ninh Lăng được phê duyệt thì Liễu Đạo Nguyên cũng tuyệt đối phát huy tác dụng. Nếu không dù cho Tô Giác Hoa có chút ấn tượng đối với Triệu Quốc Đống cũng không thể gặp và nghe hắn trình bày nhiều đến thế. Tô Giác Hoa đã xảo diệu thắng một ván chóp he mình, bây giờ phải xem Ninh Pháp làm như thế nào. Giản Hồng gần như ngừng thở nghe điện, giọng bên kia rất nhẹ nhưng mỗi chữ truyền vào tai làm cô chấn động, cũng khiến Hoắc Vân Đạt ngồi cạnh hít sâu một hơi. Qua! Hoắc Vân Đạt nhìn sang, y không tiện phán đoán là tin tốt tin xấu. Giản Hồng lúc này mới nói. Qua! Hoắc Vân Đạt hưng phấn đứng bật dậy vỗ tay. Tôi chỉ biết Bí Thư Triệu nhất định sẽ qua. Long Ứng Hoa muốn cạnh tranh với Bí Thư Triệu thì không xem xu thế phát triển năm nay của Vĩnh Lương. Đó chỉ là phát triển bằng ngành sản xuất công nghiệp truyền thống, nơi ô nhiễm như vậy thì chính sách của Trung ương nhất định nhằm thẳng vào. Nếu như để Long Ứng Hoa lên thì chẳng phải cổ vũ tất cả học tập hình thức phát triển của Vĩnh Lương, trở thành giống như Vĩnh Lương sao? Vân Đạt, lời này của anh không công bằng. Hiện trạng của Vĩnh Lương tuy có trách nhiệm của Long Ứng Hoa nhưng không phải bắt đầu từ khóa này. Theo tôi biết thì ít nhất 10 năm trước Vĩnh Lương đã xác định phát triển ngành thép, phân bón, vật liệu xây dựng làm sản nghiệp trụ cột, chẳng qua đến giai đoạn của Long Ứng Hoa đạt đỉnh mà thôi. Mà vật liệu xây dựng của các công trình bên Ninh Lăng chúng ta có khá nhiều lấy từ Vĩnh Lương. Nếu không có đô thị lớn cung cấp vật liệu xây dựng liền kề như vậy thì chỉ sợ giá thành xây dựng của Ninh Lăng chúng ta sẽ cao hơn không ít. Giản Hồng nhìn Hoắc Vân Đạt đang đầy vui mừng giống như chính y làm thường vụ tỉnh ủy vậy. Chẳng qua cô cũng như vậy, có trách được ai? Có lẽ trong mắt nhiều người cô và Hoắc Vân Đạt là người Triệu hệ, sự lên hay xuống của Triệu Quốc Đống không thể nghi ngờ ảnh hưởng lớn đến những người đi theo. Chẳng qua vị lãnh đạo này mới gần 34 tuổi, còn kém mình và Hoắc Vân Đạt không ít. Bí thư Hồng, quan điểm này của chị tôi không đồng ý. Phát triển thép, vật liệu xây dựng và phân bón làm sản nghiệp trụ cột là không sai. Giai đoạn khi đó của nước ta là giai đoạn công nghiệp nặng. Nhưng là một bí thư thị ủy thì chị không có khả năng phát hiện đến giai đoạn nào lên thăng cấp sản nghiệp đó là thiếu sót về năng lực. Trên thực tế mấy ngành này của Vĩnh Lương vài năm trước đã xuất hiện vài biến cố. Do hàm lượng kỹ thuật của sản phẩm thấp, đầu tư nghiên cứu khoa học kỹ thuật thiếu thốn, thiếu sản phẩm công nghệ mới, ô nhiễm môi trường cao và tiêu tốn năng lượng nhiều, hơn nữa sức cạnh tranh mạnh khiến lợi nhuận của ngành này giảm nhiều, cũng có vài công ty nhận ra điều này nên muốn tăng cường đầu tư nghiên cứu, thực hiện thăng cấp sản phẩm, nâng cao năng suất, giảm giá thành. Nhưng thứ nhất các công ty này thiếu sự ủng hộ về chính sách của quốc gia, thứ hai bản thân công ty cũng bị mặt ngoài của thị trường mê hoặc vì thế hệ thống sản nghiệp của Vĩnh Lương vẫn chậm chạp không chuyển mình. Hoắc Vân Đạt lúc này vẫn còn hưng phấn khi hay tin Triệu Quốc Đống được tỉnh ủy đề cử làm thường vụ tỉnh ủy. Công tác lâu như vậy với nhau nên Giản Hồng cũng hiểu khá rõ Hoắc Vân Đạt, đây là người có tính cách quyết đoán, dứt khoát. Mặc dù bình thường không thích nói nhiều nhưng khi vào trạng thái thì lại nói nhiều hơn hẳn. Ở điểm này thì ủy ban Vĩnh Lương làm không tốt, đó chính là vấn đề năng lực phân tích phán đoán của bộ máy có vấn đề. Mà dù bọn họ có nhận ra cũng không quyết đoán ra tay cải tổ. Ví dụ như chính quyền đưa ra chính sách cổ vũ các công ty cải tiến sản phẩm, ví dụ như giúp đỡ về thuế, hỗ trợ các công ty muốn cải tiến kỹ thuật vay vốn được nhanh hơn. Đương nhiên vấn đề cũng có nhiều thứ để đánh giá. Có lẽ là do bọn họ cảm thấy làm vậy là không theo nguyên tắc nên đợi đến khi có chính sách ra rồi mới làm. Nhưng như vậy lại có thể khiến một đô thị phát triển chậm đến vài năm. Giản Hồng nở nụ cười, Hoắc Vân Đạt xem ra đang rất kích động. Vân Đạt,
ý của anh là có phải Long Ứng Hoa có trách nhiệm đối với tình hình hiện tại của Vĩnh Lương? Y đương nhiên phải chịu trách nhiệm, bây giờ y thất bại trong việc cạnh tranh vào chức thường vụ tỉnh ủy chính là trừng phạt lớn nhất đối với y chỉ có thể tiếp tục trên cương vị bí thư thị ủy Vĩnh Lương. Hơn nữa tôi cho rằng đây cũng là một cơ hội, nếu như Long Ứng Hoa còn có hùng tâm, còn có tầm nhìn và lương tâm thì nên quyết đoán lợi dụng cơ hội Trung ương đưa ra chính sách khống chế, nhanh chóng đào thải các công ty nhỏ trong làm việc sắt thép, phân bón, vật liệu xây dựng, nâng hiệu suất lao động, đồng thời chính quyền cũng có thể đưa ra chính sách và tài chính hỗ trợ các công ty tăng đầu tư vào nghiên cứu. Giản Hồng cũng đồng tình với quan điểm này của Hoắc Vân Đạt. Vị chủ tịch huyện này có tác phong làm kinh tế khá giống Triệu Quốc Đống trước đây, mạnh mẽ, vang dội, hơn nữa nếu xác định mục tiêu thì dù khó khăn đến mức nào cũng sẽ cố vượt qua. Ví dụ như đầu tư khu công nghiệp Đông Giang, hấp dẫn các nhà đầu tư tiến vào, sáng tạo thành tích có tốc độ tăng trưởng trước nay chưa từng có của Đông Giang. Hơn nữa Hoắc Vân Đạt lại rất tôn trọng cô, trong công việc ở hầu hết vấn đề hai người đều có quan điểm nhất trí. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất để kinh tế Đông Giang từ năm trước sang năm nay đạt thành tích đáng mừng như vậy. Được rồi Vân Đạt, chuyện của Vĩnh Lương thì chúng ta không lo được. Chúng ta lo việc của mình đi. Theo ý kiến của ban tổ chức cán bộ Trung ương thì lần này nếu Bí thư Triệu thật sự thành thường vụ tỉnh ủy thì có lẽ trong thời gian ngắn Bí thư Triệu sẽ vẫn ở lại Ninh Lăng, chưa đi được. Hơn nữa Bí thư Triệu nếu tiếp tục làm Bí thư thị ủy Ninh Lăng thì với tính cách của Bí thư Triệu thì chỉ sợ không tạo ra một Ninh Lăng hoàn toàn mới sẽ không bỏ qua. Tôi đang suy nghĩ làm như thế nào để Đông Giang chúng ta phát triển nhanh hơn, trọng trách trên vai chúng ta không nhẹ đâu. Ừ, tất nhiên là như vậy. Tôi cũng đã sớm chuẩn bị tư tưởng. Bí thư Hồng, Bí thư Triệu đưa hai chúng ta đến Đông Giang tuy vị trí địa lý không kém nhưng điều kiện trụ cột lại lạc hậu. Bí thư Triệu muốn hai chúng ta mang tới thay đổi lớn cho Đông Giang. Chúng ta coi như có khởi đầu tốt, nhất là hạng mục sân bay Đông Trại đã được phê duyệt. Tôi nghĩ sau khi sân bay xây dựng xong thì Đông Giang chúng ta có thể dựa vào cảng hàng không này để xây dựng một khu công nghiệp hàng không, tạo ra động lực kinh tế mới cho phát triển kinh tế của Đông Giang. Hoắc Vân Đạt là người có nhiều dã tâm. Nói ra tiền đồ tươi sáng sau khi sân bay Đông Trại được xây dựng xong, trong đó trọng điểm phát triển các ngành liên quan tới hàng không như thương mại, tin tức, cung cấp vật tư. Mà khu công nghiệp Đông Giang lại dựa theo sản nghiệp trụ cột mà thị xã xác định, chú trọng vào cung cấp các linh phụ kiện cho các ngành, bồi dưỡng một nhóm các công ty lớn, khiến Đông Giang trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp. Quyển 15, chương 75. Ngay khi Hoắc Vân Đạt và Giản Hồng đang đầy hưng phấn vì việc Triệu Quốc Đống được hội nghị thường vụ tỉnh ủy thông qua làm ứng viên thường vụ tỉnh ủy, Quế Toàn Hữu và Lệnh Hồ Triều cũng đang nâng cốc chúc mừng. Bí thư Quế, tôi không ngờ Bí thư Triệu có thể nhanh như vậy đi đến bước này. Lệnh Hồ Triều đầy vui mừng nói. Bí thư Triệu bây giờ chắc cũng biết tin rồi nhỉ, nếu không phải Bí thư Triệu đang học ở Bắc Kinh thì đêm nay chúng ta có thể chúc mừng Bí thư Triệu. Lệnh Hồ. Có lẽ ngoài Bí thư Triệu ra thì chỉ sợ không ai tin Bí thư Triệu chỉ trong 2 năm ngắn ngủi hoàn thành giai đoạn từ Bí thư thị ủy đến thường vụ tỉnh ủy, không chừng ngay cả Bí thư Triệu cũng không chuẩn bị tư tưởng cho việc này. Quế Toàn Hữu cũng có nhiều suy nghĩ. Khi hắn mới quen Triệu Quốc Đống đó là quan hệ giữa chủ tịch xã và phó chủ tịch huyện, đến bây giờ mình là Bí thư huyện ủy, Triệu Quốc Đống là Bí thư thị ủy, có lẽ một tháng sau sẽ là chênh lệch giữa Bí thư huyện ủy và thường vụ tỉnh ủy. Đối với người theo chính trị thì càng lên cao càng khó khăn, nhưng hình như quy luật này không có hiệu quả với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cứ bình quân 2 năm lên một bước nhỏ, 4 năm tiến một bước lớn. Từ Sở Giao thông đến Hoa Lâm, trong 2 năm chuyển thành công từ Phó Chủ tịch kiêm nhiệm lên làm Chủ tịch, 2 năm sau lại hoàn thành từ Chủ tịch lên Thường vụ Thị ủy Ninh Lăng, Bí thư Quận ủy Tây Giang, sau đó lại làm Thường vụ Thị ủy Hoài Khánh, Phó Thị trưởng Thường trực, sau đó lại trong 2 năm Triệu Quốc Đống lại lên làm Thị trưởng Hoài Khánh. Nếu nhất định nói có lúc nào quỹ đạo lên chức của Triệu Quốc Đống có sai sót thì có lẽ là lúc hắn rời khỏi chức vụ thị trưởng Hoài Khánh. Nhưng theo Quế Toàn Hữu thấy thì lúc ấy Triệu Quốc Đống lên bộ năng lượng mới có được cơ hội tiếp xúc với sân khấu cao hơn, tạo quan hệ, sau đó nó tạo ra ảnh hưởng lớn trong công việc của Triệu Quốc Đống. Có thể nói nếu Triệu Quốc Đống không có thời gian nhận chức trên bộ năng lượng, hắn tuyệt đối không thể nào xác lập Ninh Lăng thành đô thị năng lượng mới, cũng không thể nào khiến tỉnh ủy An Nguyên, thậm chí Trung ương chú ý và coi trọng, như vậy hắn càng không thể thành thường vụ tỉnh ủy. Mặc dù Triệu Quốc Đống đã rời khỏi Hoài Khánh nhưng Quế Toàn Hữu lại biết Triệu Quốc Đống lên Bắc Kinh hay về Ninh Lăng cũng tốt, tóm lại có một ngày hắn sẽ đứng lên vị trí càng cao hơn. Như vậy cả mình và Lệnh Hồ Triều đều còn có thể có lúc cùng làm việc với hắn. Bí thư Quế, Bí thư Triệu đang không ngừng cố gắng tiến lên,
ngài cũng cần cố gắng đó. Quế Toàn Hữu nghe vậy chỉ cười cười không nói. Y biết ý của lệnh Hồ Triều, Cố Vĩnh Bân rời khỏi Quy Ninh, mình thay làm bí thư huyện ủy. Nhưng chức thường vụ thị ủy Hoài Khánh lại không rơi vào đầu mình. Nói cách khác Quế Toàn Hữu chỉ thuần túy làm bí thư huyện ủy Quy Ninh mà thôi. Mặc dù vẫn là người đứng đầu Quy Ninh nhưng bên trên không có chữ thường vụ thị ủy đúng là khiến người ta phải suy nghĩ. Bí thư Quế, tôi nói chính là thật. 2 năm qua tốc độ phát triển kinh tế của Quy Ninh chúng ta vẫn duy trì thứ hai toàn thị xã. Hoài Châu mặc dù phát triển cũng không chậm nhưng tổng GDP của bọn họ vẫn kém hơn chúng ta. Tôi nghĩ thị ủy cũng nên cân nhắc đưa một bí thư các quận, huyện vào thường vụ. Bây giờ ban tổ chức cán bộ trung ương đã phổ biến chính sách này ở cấp tỉnh, cấp thị xã nhất định cũng sẽ như vậy. Lệnh Hồ Triều nói, chính sách này có thể sẽ chứng thực nhưng rơi vào đầu tôi hay không cũng khó nói. Từ trước đến giờ Quy Ninh và Hoài Châu cạnh tranh rất mạnh, bây giờ Vương Lệ Quyên làm bí thư quận ủy Hoài Châu càng làm kinh tế bên đó tăng tốc nhanh. Hơn nữa Vương Lệ Quyên cũng có quan hệ tốt với bí thư Đàm Lập Phong. Quế Toàn Hữu trầm ngâm một chút rồi nói. Trước mặt lệnh Hồ Triều, Quế Toàn Hữu cũng không giấu gì. Vương Lệ Quyên cũng là người có quan hệ tốt với Triệu Quốc Đống. Lệnh Hồ Triều làm thư ký của Triệu Quốc Đống đương nhiên quen với Vương Lệ Quyên, chẳng qua quan hệ đó không thân bằng giữa mình và Triệu Quốc Đống mà thôi. Tính ra hai người ngày xưa là người Triệu Hệ bây giờ lại cạnh tranh chức thường vụ thị ủy, đúng là có chút buồn cười. Chẳng qua Vương Lệ Quyên có ưu thế hơn mình, đó chính là mình rõ ràng là người Triệu Hệ hơn Vương Lệ Quyên. Mà Vương Lệ Quyên lại là cán bộ từ ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy xuống. Vương Lệ Quyên ở Hoài Khánh làm rất tốt, hơn nữa Vương Lệ Quyên cũng không có nhiều cố kỵ như mình. Tháng 4 vừa rồi tổ chức đoàn sang Mỹ khảo sát do Phó Thiên dẫn đoàn. Trong các bí thư quận, huyện thì Đàm Lập Phong điểm danh Vương Lệ Quyên tham gia, qua đó đủ thấy Đàm Lập Phong ưu ái Vương Lệ Quyên như thế nào. Mà Quế Toàn Hữu mặc dù có quan hệ cũng được với Đàm Lập Phong nhưng y biết mình không coi là thân tín của Đàm Lập Phong. Thân phận đặc thù của y quyết định y không thể hòa nhập vào vòng tròn của Đàm Lập Phong hoặc Phó Thiên, vì thế nếu muốn vào thường vụ thị ủy thì Quế Toàn Hữu tạm thời không có biện pháp tốt nhất, chẳng qua bây giờ đã có một tia cơ hội. Triệu Quốc Đống mạnh mẽ tiến vào bộ máy thường vụ tỉnh ủy không thể nghi ngờ là tín hiệu khá rõ ràng. Ban tổ chức cán bộ trung ương chỉ là trình tự. Một khi Triệu Quốc Đống thành thường vụ tỉnh ủy cũng có nghĩa Triệu Quốc Đống từ một bí thư thị ủy bình thường thành lãnh đạo tỉnh, mà là một thường vụ tỉnh ủy thậm chí còn có tiếng nói hơn phó chủ tịch tỉnh. Mặc dù Triệu Quốc Đống bây giờ có vẻ chỉ như người giơ tay nhưng mỗi lần bí thư Triệu tiến vào thường vụ đều phát ra năng lượng không bình thường. Việc này có mang tới biến hóa cho mình không? Quế Toàn Hữu còn chưa thể xác định nhưng Triệu Quốc Đống lên chức chính là tin làm người ta phấn chấn. Triệu Quốc Đống không nhớ mình nhận được bao cuộc điện chúc mừng. Chỉ trong vòng 1-2 tiếng là tất cả mọi người đều biết. Có lẽ mọi người đều biết hội nghị thường vụ tỉnh ủy lần này không bình thường. Vì thế sau khi hội nghị kết thúc con đường khắp nơi cũng bắt đầu khởi động. 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh người biết tin đều biết. Triệu Quốc Đống rất lễ phép cảm ơn tất cả mọi người gọi điện tới, đương nhiên còn không tránh được câu bây giờ mới là người đề cử, mong mọi người đừng truyền tin nhiều. Người có quan hệ mật thiết không tránh được trêu ghẹo 1-2 câu, quan hệ bình thường cũng tự nhiên hiểu rõ. Anh nói bên ban tổ chức cán bộ trung ương còn có chút phiền phức sao? Trình Nhược Lâm cầm cặp cho Triệu Quốc Đống, bỏ cạnh bàn uống nước. Nhưng vấn đề có lẽ không lớn. Thái ca gọi điện cũng có ý này. Nghe Thái ca nói chuyện mà tỉnh ủy quyết định thì có lẽ ban tổ chức cán bộ trung ương chỉ có nguyên nhân đặc biệt hoặc bản thân anh có vấn đề lớn mới lật đổ được quyết định của tỉnh ủy An Nguyên. Nguyên nhân đặc thù là gì anh? Anh có thể có vấn đề gì lớn? Trình Nhược Lâm không cho là đúng. Nguyên nhân đặc thù thì khó nói, nhưng khả năng này gần như không xuất hiện. Còn vấn đề lớn ư, trên người anh chỉ có mỗi vấn đề duy nhất là quan hệ giữa anh với em, La Băng bị phát hiện, hơn nữa có chứng cứ rõ ràng. Triệu Quốc Đống cười nói. Vậy anh còn tới đây sao? Trình Nhược Lâm có chút oán trách nhìn hắn. Bây giờ là lúc nào, anh không nhịn được một lát sao? Không nhịn được thì không cần nhịn. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Anh không sợ. Em sợ gì? Quốc Đống, không phải em nói anh nhưng phương diện này anh cũng phải cẩn thận một chút. Thân phận của anh giờ đã khác, về sau người nhìn chằm chằm vào anh càng lúc càng nhiều, cẩn thận vẫn hơn mà. Tuổi của anh mà đến được vị trí này sẽ khiến không biết bao người ghen ghét, tìm mọi cách khiến anh mất chức. Trong công việc em tin anh không có vấn đề, nhưng ở phương diện này em sợ ai tìm được nhược điểm của anh.
Em hình như quên xuất thân của anh là gì rồi, anh đương nhiên có đề phòng mà. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Mỗi người hình như trời sinh đều có khuyết điểm, nếu không người đó sẽ là thần chứ không phải con người. Quyển 15, chương 76. Cuộc sống cuối cùng ở trường đảng diễn ra bình thường nhưng nhiều người đều biết mình sẽ có biến hóa sau đợt học tập này. Nó giống như Bạch Nhất Minh biết mình có thể sẽ làm thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh tương vậy. Triệu Quốc Đống cũng biết mình rất nhanh sẽ được ban tổ chức cán bộ trung ương thảo luận, không chừng việc này sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Một số học viên sẽ lên vị trí quan trọng hơn, mấy tin này cũng không phải bí mật gì khiến nhiều người có quan hệ thân thiết liền gõ gõ đòi ăn mừng. Triệu Quốc Đống cũng không thoát được vận mệnh này. Mặc dù còn phải qua ban tổ chức cán bộ trung ương nghiên cứu nhưng đều là người trong thể chế nên ai không biết đó chỉ là vấn đề trình tự. Bạch Nhất Minh cùng Nguyễn Đại Thanh, Ngô Nguyên Tể cùng mấy vị bạn học khác coi như chơi thân với Triệu Quốc Đống. Sau khi biết Triệu Quốc Đống được tỉnh ủy An Nguyên thông qua liền đòi ăn mừng. Cũng may còn có Bạch Nhất Minh chia sẻ một chút khiến hỏa lực không dồn hết vào Triệu Quốc Đống. Mấy ngày cuối cùng náo nhiệt làm Triệu Quốc Đống gần như không có thời gian viết bài luận cuối khóa. Triệu Quốc Đống chọn đề tài là, phát triển sự nghiệp văn hóa được và mất, sau đợt 1/5 vừa rồi, Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ về đề tài này. Bài viết chủ yếu thông qua kinh nghiệm phát triển sự nghiệp văn hóa của Ninh Lăng đến tổng kết các thành thị khu vực đất liền làm như thế nào vừa bảo vệ được tài nguyên lịch sử văn hóa, vừa thúc đẩy kinh tế phát triển. Triệu Quốc Đống đã tìm nhiều tâm tư cho đề tài này. Bài viết này trong đợt trao đổi ở lớp 2 cũng được đánh giá cao, được chọn đưa lên trường nghiên cứu, có lẽ sẽ đăng trong báo của trường. Sau khi tỉnh ủy thông qua việc đề cử mình, Triệu Quốc Đống đã chủ động báo cáo với Dương Thiên Minh và Qua Tĩnh. Hắn cảm thấy Dương Thiên Minh có giúp đỡ nhiều cho mình, cũng chiếu cố khi mình ở trường đảng. Về phần Qua Tĩnh càng không cần phải nói, mấy bước quan trọng trong sự phát triển của hắn đều là nhờ Qua Tĩnh giúp đỡ. Dương Thiên Minh cũng nói chuyện với Triệu Quốc Đống một phen. Triệu Quốc Đống cảm nhận được đối phương thật lòng quan tâm mình như con cháu, điều này làm hắn có chút cảm động. Dương Thiên Minh cũng chủ động nói chuyện với Triệu Quốc Đống về việc về sau nên thường xuyên lên trường đảng trung ương học, cũng nói hoan nghênh cán bộ Ninh Lăng lên đây học. Qua Tĩnh cũng chúc mừng Triệu Quốc Đống, cũng nói ra vài điều lo lắng. Chị làm trưởng ban tổ chức cán bộ vài năm nên biết trừ khi Triệu Quốc Đống xảy ra chuyện thì nếu không ban tổ chức cán bộ trung ương không thể bác bỏ ý kiến của tỉnh ủy An Nguyên. Qua Tĩnh nói như vậy đương nhiên là có điểm tin tưởng, mấy năm làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy An Nguyên cùng với bây giờ làm phó trưởng ban tuyên giáo trung ương làm cho chị ta có tin tức nhanh nhạy hơn xa người bình thường. Lưu Thác ở Hắc Hà không biết từ đâu nhận được tin này nên cũng gọi điện tới chúc mừng. Lưu Thác công tác một thời gian dài ở ban tổ chức cán bộ trung ương biết được tin cũng không có bất ngờ gì. Lưu Thác bây giờ có quyền lực khá lớn ở Hắc Hà, nhất là sau cơn sóng chỉnh đốn tác phong làm việc của cán bộ khiến uy tín của Lưu Thác khá cao. Triệu Quốc Đống nghe nói có lời đồn chủ tịch Hắc Hà sẽ lên một bộ nào đó làm bộ trưởng, Lưu Thác sẽ thay thế. Triệu Quốc Đống cũng nói qua tin này nhưng Hắc Hà lại phủ nhận. Triệu Quốc Đống cũng không hỏi nhiều, Lưu Thác phủ nhận tức chuyện chưa hoàn toàn xác định. Có lẽ còn cần có động tác thêm nữa. Chú đó, một bài viết làm cho Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia bên Anh náo động. Hội nghị chủ nhiệm cũng mấy lần thảo luận về bài viết này. Thủ tướng Văn và Phó Thủ tướng Tô cũng tiến hành phê vào bài viết của chú, chuyển sang Ủy ban. Nhất là Thủ tướng Văn còn nói rõ muốn Ủy ban tiến hành triển khai thảo luận bài viết này của chú, mỗi vị chủ nhiệm và ủy viên đảng ủy đều phải có ý kiến, phải có lý do. Chú nói xem tội của chú to như thế nào. XX bắt chân chữ ngũ tùy tiện nói. Em có tội gì chứ? Em phạm tội lớn đến đâu cũng chỉ là tỏ ý kiến về chính sách của Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại đối với các công ty nhà nước mà thôi. Triệu Quốc Đống cười khẩy nói. Em dám đánh cuộc các tập đoàn lớn của nhà nước không thích xem bài viết này của em. Nhất là khi Thủ tướng Văn quan tâm như vậy thì người phụ trách các công ty nhà nước trực thuộc Trung ương đều thầm nói Thủ tướng Văn tuyệt đối đừng tin bài viết vớ vẩn của họ Triệu. Nếu tin thì cuộc sống tốt của công ty nhà nước chúng tôi sẽ đi đến cuối. Ôi, chú muốn Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại không được yên ổn sao? Lưu Nham càng lúc càng thấy thú vị. Ở Ủy ban không ai biết người viết bài này là em vợ mình, mấy vị chủ nhiệm đều oán trách tên này. Đây không hoàn toàn là thấy quan điểm của Triệu Quốc Đống sai lầm, chỉ là cảm thấy dùng cách này tung bài viết ra đúng là khiến Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại không kịp ứng phó, thậm chí còn không tìm được lý do thích hợp phản bác. Coi như mất mặt mũi. Nhất là thủ tướng còn rất quan tâm khiến người ta không thể tránh khỏi bàn đén nó.
không yên là do ủy ban anh có tật trong mình. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Em thấy ủy ban tư vấn về chính sách thương mại còn thiếu can đảm nhận sai, thiếu can đảm nhận thức và sửa chữa vấn đề. Khi người khác đưa vấn đề ra lại thầm nghĩ làm như thế nào diệt mồi lửa đó đi, nếu không thì cũng cố gắng giảm sức ảnh hưởng, không khiến người ta chú ý để mình được sống sung sướng. Chẳng qua em phải nhắc anh theo mạng càng lúc càng thông dụng, phương thức truyền thông truyền thống đã không còn là chủ đạo nữa. Đến thời đại mạng thì các anh muốn giấu mấy thứ này cũng không thể. Được rồi, chú đừng ra vẻ oai phong lẫm liệt trước mặt anh. Chú cũng đừng coi cả ủy ban tư vấn về chính sách thương mại chỉ là kẻ biết hưởng thụ. Vấn đề định vị các công ty nhà nước không có gì là mới, đề tài này trong ủy ban vẫn có tranh luận, chỉ là trước khi bài viết của chú xuất hiện thì ủy ban không coi đó là đề tài quan trọng nhất mà thôi. Lưu Nham trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống, tên này có phải là thấy vào được thường vụ nên tự tin hơn không? Bài viết của chú thật ra khiến ủy ban chú trọng vấn đề này. Chủ nhiệm Mẫn rất chú ý đến nó, chuyên môn yêu cầu viện nghiên cứu của ủy ban thành lập tổ điều tra về vấn đề này để trình lên quốc vụ viện. Ừ, xem ra bài viết của em đã có chút tác dụng. Em tin nếu hai vị thủ tướng, phó thủ tướng không phê vào thì chắc chỉ xôn xao một chút rồi ỉm đi ngay, không ai chú ý đến nó. Triệu Quốc Đống cười phá lên nói. Cũng may lãnh đạo chú trọng việc này, nếu không theo xã hội phát triển, ý thức pháp chế của dân chúng nâng lên thì khi việc này lộ ra có lẽ sẽ càng làm ủy ban tư vấn về chính sách thương mại các anh thêm bị động. Lưu Nham cười cười không tiếp tục nói ở đề tài này nữa. Triệu Quốc Đống bây giờ coi như là một nhân vật, chỉ bài viết đó đã khiến nhiều người chú ý. Trên thực tế quan điểm này đã khiến nội bộ ủy ban tư vấn về chính sách thương mại tranh luận rất mạnh. Trong ủy ban cũng ý thức được sự mẫn cảm và tác động của nó. Đúng như Triệu Quốc Đống nói, dù bây giờ che lấp được nhưng khi ý thức pháp chế của dân chúng tăng lên thì lần sau bộc phát nếu ủy ban tư vấn về chính sách thương mại không có ứng phó kịp thời sẽ càng thêm chật vật. Quyển 15, chương 77. Học xong rồi chứ? Lưu Nham trách nhiệm một lát và nói. Vâng, còn 3 ngày nữa là tổ chức lễ tổng kết, giao lưu luận văn đã xong. Triệu Quốc Đống nói. Xem ra chú vẫn muốn học tiếp. Lưu Nham cẩn thận đánh giá Triệu Quốc Đống. Ừ, đúng là có chút không nỡ. Cơ hội học tập như vậy không phải lúc nào cũng có thể gặp được. Mỗi ngày học đều có thu hoạch, sẽ thấy tầm nhìn của mình cao lên một điểm, suy nghĩ rộng lên một chút. Có thể nói trong 3 tháng mỗi ngày em đều kiên trì ghi chép, về cũng cẩn thận đọc, ngoài ra cũng dự định tổ chức các buổi trao đổi với thành viên bộ máy Ninh Lăng về những gì mình đã học tập được. Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói. Học là một phần, 3 tháng qua cũng là cơ hội để các vị chính khách hàng đầu quốc gia đến giảng giải cho các chú. Cơ hội này không dễ dàng có được, về phần khác đó cũng là sân khấu để chú thêm bạn bè. Một lần học ít nhất cũng sẽ có 1-2 người bạn đáng quan hệ. Đó là tổng kết từ kinh nghiệm của anh. Quốc Đống, không biết chú có cảm giác này không? Triệu Quốc Đống cảm thấy quan niệm của Lưu Nham hơi dung tục nhưng lại không thể phản bác. Ở trường đảng hắn thấy không ít đám học viên tụ tập lại nói chuyện, ăn uống để tăng thêm tình cảm. Triệu Quốc Đống cũng biết học trên trường đảng khác hồi học cấp 2, 3, muốn nói trong trường đảng hoàn toàn không có tỉ vết là không thể, khó tránh khỏi có vài nhân tố bên ngoài tiến vào, hơn nữa đó lại là điều mọi người đều chấp nhận. Ừ. Anh nói đúng, trường đảng đúng là một sân khấu để các loại tư tưởng, quan niệm khác nhau gặp nhau. Triệu Quốc Đống không muốn nói ở vấn đề này. Bạch Nhất Minh cũng tốt, Nguyễn Đại Thanh cũng tốt, hay là Ngô Nguyên Tể cùng Tôn Hiểu Xuyên cũng tốt, đó đều là người có quan hệ cũng được với hắn, nhưng nếu muốn hoàn toàn thân thiết trong 3 tháng là không thể. Hơn nữa mọi người đều là cán bộ cấp giám đốc sở, nhiều năm trong chốn quan trường nên rất nhiều lúc làm bất cứ chuyện gì đều có giữ lại. Làm sao hy vọng trong 3 tháng ngắn ngủi có thể thành bạn chính thức. Vậy là tốt rồi, Quốc Đống, mỗi lần học tập, điều chỉnh công việc thì anh đều thấy đó là cơ hội để nâng cao mình, cũng là cơ hội mở rộng, cũng là cơ hội biểu diễn của mình. Chú không đẩy năng lực của mình lên đến cực hạn thì chú sẽ không thể có được cơ hội lớn nhất. Lưu Nham không để ý đến Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ mà nói theo ý mình. Chú còn trẻ, đây là cơ hội nhưng chú không thể thả lỏng nếu muốn đi lên vị trí cao hơn thì chú phải dồn hết tâm trí vào mấy việc nhỏ thì mới có thể đạt được cơ hội càng nhiều hơn. Triệu Quốc Đống khẽ gật đầu, không thể nói quan điểm của Lưu Nham không đúng. Quan trường chính là cạnh tranh, mỗi một vị trí cũng chỉ có thể do một người đứng lên, mà thường có vài người có điều kiện thích hợp ngồi vào đó. Anh lên thì người khác sẽ không có cơ hội sau đó có lẽ là vài năm tới mà đời người có mấy lần vài năm.
chẳng qua tính cách công lợi này không phù hợp với quan niệm của Triệu Quốc Đống mấy. Sự khác nhau giữa hai anh em Lưu Thác và Lưu Nham là rất rõ ràng. Nói chuyện với Lưu Nham không được thoải mái như Lưu Thác. Rất nhiều lúc quan điểm của Lưu Nham không đồng nhất với Triệu Quốc Đống, nhưng dù sao Lưu Nham cũng là lão lãnh đạo, lại là anh của Lưu Nhược Đồng nên Triệu Quốc Đống chỉ có thể im lặng ngồi nghe. Buổi liên hoan lớp diễn ra rất vui vẻ, mọi người đều cảm thấy quý giá 3 tháng học này, đó cũng là duyên phận. Sau khi hết khóa mỗi người đi một nơi, có lẽ về sau cả đời không gặp lại nên đêm nay ai cũng muốn say. Triệu Quốc Đống cũng thể hiện tửu lượng của hắn. Mỗi bạn học một chén, mặc dù chén không to nhưng cũng không phải ai cũng có thể chịu được. Sau buổi liên hoan chính là ca hát, do rượu kích thích nên khiến mọi người đều chủ động lên đài biểu diễn, dưới đài mọi người cũng không ngừng gieo hò cổ vũ. Triệu Quốc Đống lên đài đi một bài quyền. Ba người Bạch Nhất Minh, Nguyễn Đại Thanh cùng Võ Cương kết hợp diễn đoạn kịch kinh điển Sa Gia Hoán. Nguyễn Đại Thanh đóng vai A Khánh Tẩu khá tốt với giọng hát hay. Còn Bạch Nhất Minh giọng tuy không bằng Nguyễn Đại Thanh nhưng động tác cũng khá chuẩn. Võ Cương thì cả giọng hát và hình tượng đều được. Tiết mục này được bầu làm tiết mục hay nhất toàn trường. Đêm diễn văn nghệ kết thúc, mọi người tạo thành từng nhóm nhỏ đi lại ven hồ. Mặc dù đã hơn 11 giờ nhưng mọi người vẫn không hề buồn ngủ. Triệu Quốc Đống và Bạch Nhất Minh đang đi chậm trên đường. Lão Bạch, có phải là sau khi xong anh sẽ sang Trường Sa? Ừ, chắc vậy, cũng chỉ còn bàn giao công việc nữa thôi. Trên thực tế khi tôi đến trường đảng học thì ủy ban đã bố trí một vị phó cục trưởng phụ trách công việc của tôi, có lẽ tôi vừa học xong thì người ủy ban cũng có văn bản. Bạch Nhất Minh thở dài nói. Đúng là có chút không nỡ vì tôi đã công tác ở ủy ban hơn 6 năm, cũng không nỡ vì 3 tháng học tập sao kết thúc nhanh như vậy. Đúng thế, sau khi học xong sợ nhiều người trong chúng ta sẽ không gặp lại một lần nữa. Nếu muốn tập hợp cả lớp như thế này càng không thể. Chẳng qua Lão Bạch, hai chúng ta gặp mặt chắc cũng không ít đâu. Ninh Lăng chỉ cách Trường Sa chưa đầy 4 tiếng xe, sáng xuất phát là chưa có thể cùng ngồi ăn rồi. Triệu Quốc Đống cười nói. Anh nếu tương tây thị sát gọi một tiếng thì chỉ tiếng rưỡi là tôi tới. Bạch Nhất Minh nhìn Triệu Quốc Đống. Mình phấn đấu 20 năm mới tới vị trí cán bộ phó tỉnh, ở tuổi của mình đã là hiếm vậy mà còn đối phương thì sao? May là cả nước có mỗi tên này, nếu không cũng không biết những người như mình còn có thể làm gì nữa. Quốc Đống, tôi bây giờ mới phát hiện mục đích mà cậu đẩy mạnh hạng mục sân bay Đông Trại, đây là muốn nhét cả khu tương tây tỉnh tôi vào phạm vi bao trùm của Ninh Lăng đây mà. Ngày ấy tôi nói chuyện với Lão Tôn, y đã phân tích một chút tình hình cho tôi. Nếu sân bay Đông Trại vừa xây dựng sẽ lập tức khiến cho khu tương tây, thậm chí Hoài Hóa bên tôi không thể xây dựng sân bay khác, chiêu này của cậu quá tàn nhẫn. Ngay cả mấy thị xã xung quanh Ninh Lăng như Tân Châu, Thông Thành, Vĩnh Lương cùng với Nam Hoa chỉ sợ cũng không thể được cấp phép xây dựng sân bay. Sau khi sân bay Đông Trại được Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia thông qua thì Bạch Nhất Minh mới bắt đầu tò mò về Triệu Quốc Đống. Có thể nói khi chính sách khống chế vĩ mô của quốc gia đưa ra mà tên này có thể qua được cửa của Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, nhất là còn được Phó Thủ tướng Tô Giác Hoa ủng hộ. Khi y đứng từ góc độ Phó Chủ tịch tỉnh Tương nhìn nhận vấn đề mới phát hiện một khi sân bay Đông Trại Ninh Lăng xây dựng xong, hơn nữa đường sắt Tây đã xây dựng xong, đường sắt An Tây sắp hoàn thành hợp lại ở Ninh Lăng, còn không tính tới cảng Ninh Lăng thì Ninh Lăng sẽ thành đầu mối giao thông quan trọng của khu vực Trung Tây. Dã tâm của Triệu Quốc Đống này làm Bạch Nhất Minh không khỏi bội phục. Quyển 15, chương 78. Lão Bạch, anh là chuyên gia từ Ủy ban Kế hoạch Phát triển đi ra, với tình hình thực tế của ngành hàng không trong nước thì có thể chấp nhận cho mỗi thị xã đều xây dựng sân bay sao? Ai cũng biết điều kiện khách quan của sân bay là như thế nào. Khi GDP, lưu lượng hành khách và vận chuyển vật tư không đạt số lượng nhất định thì xây dựng sân bay là hành vi ngu xuẩn. Trên thực tế rất nhiều sân bay trong nước rơi vào khốn cảnh cũng là do nguyên nhân này. Bạch Nhất Minh im lặng không đáp lời. Y đương nhiên hiểu rõ tình hình kinh doanh sân bay hiện nay của Trung Quốc. Triệu Quốc Đống dừng một chút rồi nói tiếp. Tôi tới Ninh Lăng năm 2002 thực tế đã suy nghĩ tính khả thi của sân bay Ninh Lăng. Ninh Lăng có vị trí địa lý và điều kiện giao thông tốt đẹp. Ninh Lăng có cả đường sông, đường sắt, quốc lộ. Cao tốc nên chúng tôi không có lý do gì không phát triển Ninh Lăng thành đầu mối giao thông quan trọng của khu vực mà. Nó giống Liễu Châu, Ưng Đàm vậy, đều nhờ giao thông mà phát triển. Hơn nữa Ninh Lăng chúng tôi hiện nay cũng có trụ cột kinh tế nhất định. Năm 2002 tôi không dám đưa ý tưởng xây dựng sân bay ra là do tổng GDP của Ninh Lăng khi đó còn khá thấp,
nói ra sợ rằng ngay ở thị xã cũng không thông qua, mà thị xã thông qua thì trên tỉnh cũng khó thông qua nên tạm gác lại. Nhưng bây giờ tôi thấy mình còn quá bảo thủ. Nếu quyết đoán xây dựng sân bay từ cuối năm 2002 thì có lẽ đến cuối sang năm chúng tôi đã có sân bay phục vụ hành khách. Suy nghĩ của cậu thì tốt nhưng tôi đã xem số liệu về kinh tế Ninh Lăng năm 2001 và 2002. Nói thẳng lúc ấy dù Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia và Quốc vụ viện phê duyệt thì Ninh Lăng cũng không có đủ thực lực xây dựng một sân bay. Tình hình tài chính của sân bay lúc ấy thì không ngân hàng nào dám cho vay. Bạch Nhất Minh không hề khách khí nói. Cũng do hai năm gần đây Ninh Lăng phát triển rất nhanh nên mới có tự tin. Nếu không An Nguyên và Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia cũng không phê duyệt hạng mục này. Anh đã xem số liệu kinh tế của Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống kinh ngạc nói. Lão Bạch, anh quan tâm tới tình hình An Nguyên chúng tôi từ lúc nào thế? Chẳng lẽ anh không tới tỉnh Tương mà tới An Nguyên nhận chức? Bạch Nhất Minh hơi nóng mặt, y không thể nói do mình hứng thú với đối phương nên mới thăm dò tình hình phát triển mấy năm qua của Ninh Lăng. Mà cũng do thấy Triệu Quốc Đống mang tới biến hóa quá lớn cho Ninh Lăng, y mới coi trọng Triệu Quốc Đống. Nếu không y đã không tạo quan hệ tốt với Triệu Quốc Đống. Đối với người có tính cách lạnh nhạt như Bạch Nhất Minh mà nói như vậy là rất hiếm có. Ngay cả y cũng tự nhận đó là khuyết điểm lớn nhất của mình. Đừng nói linh tinh, tôi chẳng qua là quan tâm tại sao Ninh Lăng ở bên cạnh tỉnh Tương lại có thể phát triển nhanh như vậy. Khu vực Tương Tây bên tôi làm như thế nào có thể tiến lên, tránh bị bỏ quá xa. Ừ, đây là do không phục với Ninh Lăng bọn tôi mà. Tôi rất chào đón bên anh có thể cùng Ninh Lăng phát triển, cũng chào mừng bên anh cùng tạo thành hành lang kinh tế với Ninh Lăng. Hừ, cậu có ý đồ gì chẳng lẽ tôi còn không biết? Không phải là muốn biến Tương Tây thành nơi cung ứng tài nguyên, nơi tiêu thụ sản phẩm, cung cấp lao động cho Ninh Lăng ư? Bạch Nhất Minh cười nói. Anh nghĩ như vậy thì tôi cũng không có cách nào. Mấy thứ như anh nói thì bên Ninh Lăng tôi cũng không thiếu. Còn thị trường mở rộng hay không là do xu thế khách quan, không phải vị lãnh đạo nào có thể thay đổi được. Bạch Nhất Minh dừng lại trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Quốc Đống, cậu xem ra rất tự tin nhỉ, cậu xác định chỉ Ninh Lăng mới có thể đứng trên đỉnh còn các nơi khác làm điểm nhấn cho mình sao? Ngay cả chút tự tin này cũng không có thì tôi dựa vào gì tiến vào thường vụ tỉnh ủy. Triệu Quốc Đống có chút đắc ý nói. Kết cấu sản nghiệp của Ninh Lăng về cơ bản đã hình thành. Sau đây chính là bước tới như thế nào? Chính sách khống chế vĩ mô của Trung ương không ảnh hưởng đến Ninh Lăng chúng tôi. Mấy sản nghiệp trụ cột mà chúng tôi xác nhận đều là ngành nghề được quốc gia ủng hộ. Năm nay tôi nghĩ Ninh Lăng sẽ tăng mạnh, đến sang năm nữa thì Lão Bạch, anh mà quay lại Ninh Lăng sẽ thấy một Ninh Lăng hoàn toàn khác. Nghe giọng điệu đầy đắc ý của Triệu Quốc Đống, Bạch Nhất Minh ngẩn ra rồi nở nụ cười. Giỏi cho cậu, tôi thích nghe cách nói ấy. Được. Tôi thật ra muốn xem Ninh Lăng có bản lĩnh như thế nào mà dám nói như vậy. Tôi dù sao ở ngay Trường Sa, rảnh rỗi là sang được ngay Ninh Lăng mà. Vậy là tốt, anh không phải tới tỉnh Tương phụ trách công nghiệp và giao thông sao? Tôi cũng muốn xem anh khiến bên đó thay đổi như thế nào. Nếu làm không tốt đừng trách tôi sẽ không hề khách khí dùng danh nghĩa bạn học phê bình anh. Hai người cười phá lên tiếp tục đi tới, mãi đến khi gặp Nguyễn Đại Thanh thì mới dừng lại. Sau 3 tháng, Triệu Quốc Đống biết mình mặc dù có quan hệ khá thân thiết với Tôn Hiểu Xuyên, Ngô Nguyên Tể cùng với Bạch Nhất Minh cùng Nguyễn Đại Thanh, chẳng qua hắn lại có vẻ xa lạ nhiều với Điêu Thuần Dương cùng Tần Chí Cương cùng đến từ An Nguyên. Ba người chỉ thi thoảng ngồi một chút, sau đó tách ra và đi theo từng nhóm riêng của mình. Có lẽ đời người là như vậy, có một số người ở ngay nhà bên nhưng anh không thể tạo quan hệ mật thiết với đối phương. Có người ở nơi xa nhưng hai bên lại có lực hấp dẫn, có thể thành bạn vậy. Lúc nào anh đi? Triệu Quốc Đống vừa dọn đồ vừa thuận tiện hỏi Ngô Nguyên Tể mới về. Ừ, 6 giờ chiều bay thẳng đến Côn Châu. Tôi đã bảo Lão Tôn đặt vé cho tôi, Lão Tôn 4 giờ chiều sẽ bay tới Thượng Hải. Ngô Nguyên Tể dựa vào cửa phòng nói. Cậu còn ở lại Bắc Kinh 2 ngày nữa. Ừ, vợ tôi chiều nay từ Tehran trở về, tôi ở lại với cô ấy 2 ngày. Triệu Quốc Đống ưỡn ưỡn lưng, dựa người vào giường nói. 3 tháng thoáng cái trôi qua, mặc dù thu hoạch không nhỏ nhưng vẫn thấy thời gian trôi qua quá nhanh, thật hy vọng sẽ có một ngày trở lại nơi này. Nếu như tới lúc đó tất cả ân đều cùng về đây thì tốt biết mấy. Cũng không phải không thể, cánh cửa cấp tỉnh đã mở ra với mọi người. Quốc Đống, không chừng 2 năm nữa cậu sẽ trở lại đây. Nhưng không biết cả lớp sẽ có bao người cùng vào một lớp. Ngô Nguyên Tể nói.
Lão Ngô, anh cũng đừng ở đó mà than thở, nghĩ tôi không biết chi tiết của anh sao? Có phải là vị trí bí thư thị ủy Côn Châu đang chờ anh không? Triệu Quốc Đống cười hì hì nhìn đối phương, Ngô Nguyên Tể có chút giật mình nhỏ giọng nói. Quốc Đống, lời này không được nói lung tung, truyền ra lại thành trò cười thì sao? Vậy sao, vậy anh có gì mà phải khẩn trương thế? Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Đừng khẩn trương, bây giờ tôi đoán mò cũng được, chẳng qua anh cứ thành thật mà đi tiếp đi, đừng cho tôi là người mù, điếc. Lão Tôn còn có thể nghĩ ra vài điều, anh lại cho tôi không tồn tại sao? Triệu Quốc Đống lúc gọi cho Thái Chánh Dương cũng nhắc qua cuộc sống của mình ở trường. Thái Chánh Dương cũng thuận miệng hỏi Ngô Nguyên Tể, Triệu Quốc Đống nói quan hệ của mình với Ngô Nguyên Tể khá tốt. Thái Chánh Dương cũng không nói nhiều mà chuyển sang đề tài khác. Tính cách của Thái Chánh Dương thì Triệu Quốc Đống hiểu rõ, nếu như cán bộ không biết thì tuyệt đối sẽ không hỏi. Ngô Nguyên Tể này rõ ràng lọt vào tầm mắt y, nhưng Ngô Nguyên Tể sẽ gặp việc gì thì Triệu Quốc Đống lúc ấy chưa biết. Hắn cũng biết ý không hỏi Thái Chánh Dương vì hỏi cũng sẽ ăn mắng. Ngô Nguyên Tể gãi gãi đầu nói. Câu đó, tôi có thể so sánh với cậu sao? Vị trí thường vụ tỉnh ủy của cậu đã được xác định, bên Điền Nam tôi chưa có âm thanh gì, chính sách của ban tổ chức cán bộ trung ương cũng không có bên tôi đoán không có hy vọng. Mà không có âm thanh gì cũng tốt, đỡ dao động mà. Nghĩ thoáng như vậy sao? Triệu Quốc Đống cười cười trêu chọc. Không nghĩ thoáng thì có tác dụng gì chứ? Chẳng lẽ không ăn không ngủ sao? Không nói nữa, cậu ở lại Bắc Kinh 2 hôm, tôi về Hồng Sơn cũng phải sắp xếp lại công việc, cùng lắm là 15 ngày tôi sẽ thông qua tỉnh ủy liên lạc với tỉnh ủy An Nguyên, dẫn đoàn đại biểu sang Ninh Lăng khảo sát học tập, phải làm cho đám người ở nhà tăng thêm kiến thức, tránh cho ngồi nhà tự cao tự đại như ếch ngồi đáy giếng. Quyển 15, chương 79. Trời vừa hoàng hôn chính là lúc mà Bắc Kinh đẹp nhất, ánh hoàng hôn như một bức tranh nhuộm đỏ trời Tây. Đường cao tốc ra sân bay lúc này cũng không tắc đường quá nhiều. Đã lâu không đi chiếc xe này, Triệu Quốc Đống cảm thấy mình không quen. Hắn quen dùng xe Audi, chiếc xe này đi mặc dù thuận tay nhưng luôn cảm thấy không thoải mái mấy. Cũng may cơ hội dùng xe này của Lưu Nhược Đồng là không nhiều. Lưu Nhược Đồng vẫn luôn ưu nhã, thanh lệ, tay cô cầm một chiếc áo khoác. Thời tiết bên Iran cũng không mát mẻ hơn Bắc Kinh là mấy, có khi nhiệt độ còn thấp hơn. Bỏ kính râm. Lưu Nhược Đồng nhìn như không hề thay đổi so với mấy năm trước, nó làm Triệu Quốc Đống cảm thấy thời gian thoáng cái quay về lúc mới gặp cô lần đầu tiên. Em đi có mệt không? Triệu Quốc Đống cầm lấy vali cho Lưu Nhược Đồng. Nếu mệt thì em còn có thể đứng ở đây được sao? Lưu Nhược Đồng rất hiếm khi nói đùa lại như vậy, có lẽ do tâm trạng tốt nên thế. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Anh nói câu hỏi thăm cũng không được sao? Đã lâu không nói chuyện với anh như vậy nhưng hình như anh có chút tức giận. Tâm trạng quá nặng nề sẽ làm con người thấy áp lực mà. Lưu Nhược Đồng nở nụ cười đầy xinh đẹp làm Triệu Quốc Đống bất đắc dĩ trừng mắt nhìn cô. Tình hình bên kia thế nào rồi? Triệu Quốc Đống chưa bao giờ nói chuyện về công việc với Lưu Nhược Đồng qua điện thoại, đây cũng là vì tuân thủ nguyên tắc giữ bí mật. Các quốc gia Âu Mỹ có hệ thống theo dõi vệ tinh quá hiện đại, Lưu Nhược Đồng không thể không cẩn thận ở phương diện này. Cũng được. Sau khi lãnh đạo Trung ương sang khiến quan hệ giữa hai nước trở nên thân mật hơn. Nhất là bên mảng năng lượng và xây dựng càng lúc càng được tăng cường hợp tác. Bây giờ mấy tập đoàn dầu mỏ lớn của Trung Quốc đã tiến vào Iran hợp tác với tập đoàn dầu mỏ quốc gia Iran. Iran được xưng là nguồn cung cấp lớn về dầu mỏ của thế giới nhưng lại phải nhập khẩu xăng. Khả năng luyện dầu của bọn họ còn yếu mà Âu, Mỹ phong tỏa mạnh. Vì thế đây là cơ hội cho Trung Quốc chúng ta. Lưu Nhược Đồng phát hiện trước mặt Triệu Quốc Đống mình rất ít khi giữ kín miệng được, không biết là do tuyệt đối tin hắn, hay là cho rằng hắn biết được nhiều hơn mình. Trước mặt Triệu Quốc Đống, mấy thứ cô tự hào lại luôn bị hắn dễ dàng nhìn thấu. Một vài thứ thậm chí cô biết được từ hắn khá lâu cô mới được cấp trên thông báo. Cô không tin một đảng viên bình thường làm như thế nào biết được mấy tin tức bí mật mà chỉ số ít người biết được, hơn nữa mấy tin này không có quan hệ đến công việc hàng ngày của hắn. Nghi vấn này sớm tồn tại trong lòng cô nhưng mỗi lần hỏi hắn đều nói là tìm thấy trên mạng. Lưu Nhược Đồng đương nhiên không tin mấy lời này của hắn. Mặc dù bây giờ mạng rất phức tạp, tin tức nhận được từ đó khá nhanh nhưng nhiều thứ trên mạng không bao giờ đưa tin, nhất là mấy thứ như chiến tranh Iraq vài năm trước hay là Iran hiện nay. Nghi ngờ chồng là điều làm Lưu Nhược Đồng khá phiền não. Là một sĩ quan của Bộ Tổng Tham mưu, công việc chủ yếu của cô là thu thập và phân tích tình báo truyền lại trong nước. Sau đó do tổ chức chuyên môn ở trong nước tiến hành phân tích tổng hợp,
nhưng biểu hiện của Triệu Quốc Đống trước chiến tranh Iraq đúng là đáng ngờ, có nhiều thứ chỉ có nhân viên chuyên môn sau khi phân tích mới có thể nắm giữ vậy mà hắn dễ dàng nói ra được. Bởi vì cô nghe hắn nói vài điều nên mới có ý thức phân tích tìm kiếm theo đó, cũng mới có thể có đề nghị trình lên cấp trên, mới khiến cục diện cuộc chiến tranh Iraq không hoàn toàn nghiêng về một phía, nó cũng khiến Lưu Nhược Đồng được tặng huân chương. Lưu Nhược Đồng không phải không muốn báo nghi vấn này lên cấp trên nhưng cuối cùng cô không làm như vậy. Cô tin dù chồng mình có nhiều điểm khả nghi nhưng tuyệt đối không phải kẻ phản quốc. Cơ hội có thì tốt, chẳng qua chỉ sợ áp lực của Trung ương cũng rất lớn. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Người Mỹ nhất định sẽ không ngồi im để Trung Quốc hợp tác với Iran, nhất định sẽ lên tiếng. Hừ, anh nghĩ Trung Quốc sẽ chịu khuất phục sao? Lưu Nhược Đồng hừ một tiếng. Không đến mức như vậy, nếu làm Mỹ không thoải mái thì đó là điều anh muốn thấy. Thực ra đây là một ván cờ, thực lực của chúng ta tăng lên thì Mỹ giảm đi từng đó và ngược lại. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng rồi nói tiếp. Các nơi đều là như vậy, chúng ta muốn vào Trung Á quấy rối kế hoạch của Mỹ, Mỹ sẽ có cảm giác thù địch. Chỉ cần phù hợp với lợi ích quốc gia chúng ta thì chúng ta sẽ làm, không đến lượt bọn họ chỉ trỏ. Trung Quốc chúng ta không ngừng lớn mạnh do cạnh tranh và đối đầu. Lưu Nhược Đồng có chút tự hào nói. Các nước đều dùng cách này mà mạnh lên, Mỹ cũng là như vậy. Các cường quốc vốn có sẽ dùng hết khả năng chèn ép các cường quốc muốn tiến lên để giữ gìn lợi ích quốc gia của bọn họ. Đây là một vòng tròn. Triệu Quốc Đống nói. Mà chúng ta muốn làm chính là bài trừ mọi khó khăn, tăng tốc độ phát triển của Trung Quốc. Lưu Nhược Đồng không khỏi run lên nhìn hắn. Giống như hắn có khí thế khác hẳn 3 tháng trước, giọng nói cũng tự tin hơn nhiều. Một lúc lâu sau Lưu Nhược Đồng mới hạ cửa kính xuống như muốn cơn gió bên ngoài thổi bay không khí nặng nề trong xe. Anh được thông qua việc đề cử làm thường vụ tỉnh ủy rồi chứ? Ừ. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Vậy vị trí bây giờ của anh có thay đổi không? Lưu Nhược Đồng nhẹ nhàng nói. Tạm thời thì không nhưng anh không rõ một năm sau có thay đổi không? Anh muốn trong một năm tới sẽ làm ra được điều gì đó? Lưu Nhược Đồng rất rõ ràng thấy mắt hắn sáng rực lên. Không như vậy thì có phải sẽ làm thất vọng cái chức thường vụ tỉnh ủy không? Triệu Quốc Đống cười nói. Nhược Đồng, em bây giờ cũng quan tâm chuyện của anh như vậy sao? Có thể là do nguyên nhân thân phận của anh nên trong bộ cũng chú ý điểm này. Bọn họ vẫn hỏi em có muốn về nước hay không? Lưu Nhược Đồng khẽ thở dài một tiếng. Trung Quốc là xã hội như vậy, tất cả đều lấy sự nghiệp đàn ông làm cơ sở. Triệu Quốc Đống bây giờ đã khiến Trung ương chú ý, mà cuộc sống cá nhân của hắn cũng sẽ bị chú ý. Một người đàn ông còn trẻ mà thân phận của vợ không rõ ràng thì sẽ không quá thích hợp với một cán bộ cấp phó tỉnh. Ồ, ý của bọn họ là em cần về nước. Triệu Quốc Đống hơi ngẩn ra, trong nước vẫn còn có chút hạn chế ở điểm này. Chỉ khi anh chính thức vào cấp phó tỉnh mới thực sự vào chính trường, anh thuộc ban tổ chức cán bộ Trung ương quản lý. Như vậy các quan hệ gia đình, vợ con cũng sẽ bị điều tra, quản lý nghiêm khắc hơn. Không nói rõ vì dù sao công việc của em khá đặc thù nhưng ý trong lời nói là có ý đó. Em nói em tạm thời chưa suy nghĩ, cấp trên hy vọng em cân nhắc và chuẩn bị tư tưởng ở chuyện này. Lưu Nhược Đồng cười khổ nói. Xem ra hai chúng ta đang cạnh tranh và người thắng là anh. Mặc dù em tin mình làm được không thua anh. Em quan tâm đến chuyện này sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Chúng ta không phải đã nói mình đều cố gắng vì mục tiêu riêng sao? Lưu Nhược Đồng nhún vai nói. Không cần anh an ủi, Trung Quốc vốn là như vậy mà. Anh có địa vị cao thì em chỉ có thể theo chồng, đúng là làm người ta bất đắc dĩ. Vậy khi nào em về? Em chưa rõ, chẳng qua em đoán không phải do mình tự quyết định. Em vốn hy vọng ở bên đó 2 năm nhưng bây giờ có lẽ là trong năm hoặc sang đầu năm sau em không thể không về. Quyển 15, chương 80. Triệu Quốc Đống ở Bắc Kinh thêm một ngày 2 đêm. Sang ngày thứ hắn cùng Lưu Nhược Đồng về nhà thăm bố mẹ vợ. Sau đó hắn còn phải về tỉnh ủy báo danh, báo cáo với lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy về tình hình học tập, cuối cùng là về thị xã. Trên thực tế Triệu Quốc Đống cũng rất muốn về Ninh Lăng. Mặc dù trong thời gian 3 tháng cũng có mấy ngày về Ninh Lăng nhưng cảm giác không thật. Có lẽ khi hắn ngồi trong văn phòng bí thư thị ủy của mình thì mới có cảm giác yên tâm, kiên định. Ở An Đô một ngày, Triệu Quốc Đống đến gặp Ứng Đông Lưu, Tần Hạo Nghiên, Miêu Trấn Trung. Thời gian gặp không dài mà chỉ báo cáo qua về kinh nghiệm và thu hoạch sau 3 tháng học. Mấy vị lãnh đạo đều khích lệ hắn vài câu, nói cố làm tốt công việc ở Ninh Lăng,
đồng thời chúc mừng hắn vì được hội nghị thường vụ tỉnh ủy thông qua việc đề cử hắn làm thường vụ thị ủy. Miêu Trấn Trung cùng Hàn Độ đều yêu cầu Triệu Quốc Đống cần chuẩn bị tốt, có lẽ tổ khảo sát của ban tổ chức cán bộ trung ương rất nhanh sẽ xuống khảo sát, phải đảm bảo đợt khảo sát này thành công tốt đẹp. Hàn Độ nói rất nhiều với Triệu Quốc Đống, y tỏ vẻ hài lòng và khen ngợi với việc Ninh Lăng vẫn duy trì xu thế phát triển với tốc độ cao trong năm nay, cho rằng đây là điểm quan trọng nhất mà Triệu Quốc Đống được tỉnh ủy nhất trí thông qua, hy vọng Triệu Quốc Đống có thể tiếp tục lãnh đạo bộ máy thị ủy Ninh Lăng duy trì xu thế này, viết tiếp chương mới trong lịch sử Ninh Lăng. Kỳ tích Ninh Lăng hiện đã được thăng cấp thành thần thoại Ninh Lăng, chiếc mũ này làm Triệu Quốc Đống cảm thấy áp lực trên vai mình rất lớn. Một năm là kỳ tích, năm sau là thần thoại, vậy năm sau nữa là gì? Em còn tưởng anh thật sự sẽ trực tiếp về Ninh Lăng mà quên người khác rồi chứ? Hàn Đông chống tay lên bàn cà phê, cô trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Mấy tháng không gặp Hàn Đông như trẻ đi vài tuổi, mái tóc tết sang hai bên làm cô thêm phần hoạt bát, ít đi vài phần trầm tĩnh. Đây có lẽ là do các cô cố gắng tìm cách thay đổi phong cách của mình. Dù như thế nào trước khi đi cũng phải gặp em mà, ngoài ra cũng muốn chúc mừng em nữa chứ. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Ồ, chú nói với anh rồi sao? Hàn Đông kinh ngạc nói. Ừ, trưởng ban vô tình nhắc tới, có thể đây là chuyện tốt đối với ban tuyên giáo tỉnh ủy. Triệu Quốc Đống thật tâm nói. Sân khấu cao cũng tốt mà, tiền đồ phát triển rộng mở hơn. Anh cảm thấy em rất chú ý đến sự nghiệp chính trị sao? Hàn Đông không thể không nhìn Triệu Quốc Đống, hắn như có gì đó rất hấp dẫn cô. Cuộc đời con người dù như thế nào cũng cần có cái để theo đuổi mà. Dù làm gì thì cũng phải có một mục tiêu để phấn đấu, nếu không con người sống có ý nghĩa gì. Chúng ta nếu làm việc này thì cũng cần xác định một mục tiêu cho mình, cố gắng đi tới mục tiêu này. Triệu Quốc Đống tập mãi thành quen với tính cách của Hàn Đông. Cô gái này luôn thể hiện thật lòng trước mặt hắn, hay hờn dỗi, nhưng nó lại chứng minh vị trí của hắn trong tim cô. Triệu Quốc Đống phải thừa nhận hắn thích cô như vậy. Quốc Đống, đối với đàn ông bọn anh mà nói thì mục tiêu này có thể rất quan trọng, thậm chí trên tất cả. Nhưng đối với phụ nữ mà nói thì chưa chắc. Hàn Đông khẽ nói. Phụ nữ có thể cảm tính hơn, có thể phân tâm nhiều vì gia đình, tình yêu nhưng anh tin ở một trình độ nhất định thì phụ nữ và đàn ông đều hy vọng có sự nghiệp thành công. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói. Hàn Đông lắc đầu giống như không muốn nói tiếp việc này. Em bị điều tới ban tuyên giáo tỉnh ủy chỉ là tạm thời mà. Nếu là em tự quyết định thì em thà đồng ý về thị ủy. Hàn Đông ở ban tuyên giáo thành phố An Đô làm rất tốt, không hề vì chú mình làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy mà được ưu ái. Ngược lại có không ít công việc phiền toái lãnh đạo đều giao cho cô bởi vì cô là người chăm chú trong công việc, giao cho cô cũng yên tâm. Đồng thời bọn họ cũng có ý muốn rèn luyện bồi dưỡng cô một chút. Anh tin em sẽ làm tốt ở ban tuyên giáo tỉnh ủy. Trưởng ban Hắc Mộng Hiệp là lãnh đạo có trái tim nghề nghiệp. Mặc dù anh tiếp xúc không nhiều với y nhưng mấy tháng vừa rồi y giúp Ninh Lăng không ít, hơn nữa cũng đưa ra nhiều đề nghị sáng tạo. Triệu Quốc Đống nói không phải là khen tặng, Hắc Mộng Hiệp có thể nói dồn hết tâm trí cho công tác văn hóa, tuyên giáo, điều đó thể hiện rõ với công việc y đã làm trên cương vị trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Ví dụ như y đưa ra ý tưởng khai thác các món ăn dân tộc, đồ trang sức, ăn mặc dân tộc, ngày lễ hội dân tộc, phong tục dân tộc, phối hợp với các hoạt động văn hóa của khu dân cư Tây Giang và thành cổ Thổ Thành để cùng xin cấp chứng nhận di sản văn hóa thế giới. Lỗ Năng cũng chuyên môn báo cáo vấn đề này với Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân. Hai người Triệu Quốc Đống, Trung Dược Quân đều đồng tình với quan điểm này, đó chính là muốn khai thác đầy đủ di sản văn hóa dân tộc Ninh Lăng. Cố gắng dung nhập văn hóa dân tộc Ninh Lăng vào trong ngành du lịch, lấy văn hóa dân tộc làm một thương hiệu du lịch, đồng thời cũng muốn lợi dụng ngành du lịch phát triển mà xúc tiến bảo vệ và nghiên cứu văn hóa dân tộc. Xem ra anh có ấn tượng tốt đối với trưởng ban Hắc, bảo sao trưởng ban trong hội nghị lại dẫn đầu nói giúp anh. Hàn Đông nở nụ cười. Ai cũng nói trưởng ban Hắc là người theo chủ nghĩa lãng mạn, không biết là thật hay giả. Triệu Quốc Đống chỉ cười nói. Hàn Đông. Anh nói nhất định là có chỗ dựa, em điều lên ban tuyên giáo tỉnh ủy về sau sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với trưởng ban Hắc, đến lúc đó em sẽ tự mình cảm nhận. Không nói cái này nữa. Quốc Đống, lần này anh đánh bại Long Ứng Hoa để đoạt vị trí thường vụ tỉnh ủy nhưng lại làm nhiều người giật mình, ngay cả An Đô cũng bàn tán. Nói anh thậm chí có thể so sánh với bí thư Ninh Pháp khi tới An Đô làm phó bí thư tỉnh ủy kiêm bí thư thị ủy An Đô. Bí thư Ninh Pháp khi ấy 38 tuổi, anh bây giờ mới 34.
4 năm không chừng anh còn có thể tiến thêm một bước so với bí thư Ninh Pháp. Khi đồng nghiệp bàn về vấn đề này, Hàn Đông vừa hưng phấn vừa tự hào nhưng sâu trong lòng lại có một chút ghen tị. Người đàn ông xuất sắc như vậy thiếu chút nữa thành chồng cô. Nếu Triệu Quốc Đống là chồng cô thì tốt biết bao. Bây giờ nói việc này còn hơn sớm. Ban tổ chức cán bộ trung ương còn chưa tới khảo sát, anh giờ phải đàng hoàng về Ninh Lăng làm tốt công việc. Chính sách khống chế vĩ mô của trung ương ảnh hưởng không nhỏ đối với cả nước nhưng nó lại là cơ hội hiếm có đối với Ninh Lăng. Nếu muốn xác thực địa vị trung tâm kinh tế mới của Ninh Lăng thì phải xem thành tích năm nay. Nếu không anh đoán dù anh lên làm thường vụ tỉnh ủy cũng chỉ đến họp cho vui. Triệu Quốc Đống chú ý thấy mắt Hàn Đông hơi sáng lên, nó làm hắn cảm giác có gì đó không ổn, cảm thấy hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó. Hôm nay Hàn Đông mặc khác bình thường, cô trông khá hoạt bát, trẻ trung. Cô mặc chiếc váy khá ngắn mà Triệu Quốc Đống chưa bao giờ thấy, một đôi giày thủy tinh bên dưới càng làm cho người ta chú ý đến đôi chân của cô. Triệu Quốc Đống vẫn luôn hạ quyết tâm tuyệt đối không được có hành vi vượt quá với Hàn Đông nhưng hắn cũng biết mình hơi háo sắc, muốn chống trả cũng khó khăn. Quyển 15, chương 81. Như có thần giao cách cảm, khi Triệu Quốc Đống nhìn lướt qua, Hàn Đông cảm nhận ngay được trong lòng hắn có biến hóa. Một cảm giác nóng bỏng mà phức tạp tràn ngập trong lòng cô, làm cô giật mình phát hiện mình giống như không thể tự khống chế tình cảm. Cô cố gắng cắn lưỡi để nhắc rằng hắn đã có vợ, mình tuyệt đối không thể phát sinh chuyện gì xa hơn với hắn. Là một người phụ nữ độc thân tuy tình cảm có thể vượt quá giới hạn nhưng về xác thịt thì tuyệt đối không thể. Nhưng trước đây việc cô nghĩ đến hắn đang quan hệ với người phụ nữ khác để mình bình tĩnh lại thì hôm nay đã mất tác dụng. Dù trong đầu xuất hiện việc Triệu Quốc Đống đang quấn lấy Khổng Nguyệt hay Lưu Nhược Đồng kia thì cũng khó làm lạnh đi tình cảm đang muốn thiêu đốt trong cô. Cô thậm chí phát hiện sâu trong lòng mình đang gọi tên hắn, khát khao hắn ôm lấy mình, tất cả đều xuất phát từ cái liếc nhìn vừa rồi của hắn. Hàn Đông cố gắng áp chế cơn sóng tình sắp bộc phát, cố gắng bưng lấy chén cà phê, muốn dùng nó để rời đi điểm mẫn cảm của mình. Cô cảm thấy cả người mình nóng lên, không thể khống chế nữa. Triệu Quốc Đống cũng nhận ra sự khác thường của Hàn Đông. Ánh nắng chiếu vào má cô làm người ta muốn si mê. Hàn Đông, em không sao chứ? Triệu Quốc Đống cẩn thận hỏi. Không sao, em nghĩ em phải về. Hàn Đông gần như dùng toàn bộ lý trí mới nói ra được vài từ này, ngay cả giọng cũng nhỏ hơn bình thường nhiều. Cô sợ mình không khống chế được tình cảm của mình, sẽ bộc phát ở đây. Mặc dù ở đây rất bí ẩn nhưng vẫn là nơi công cộng. Nếu bị người phát hiện thì sẽ rất không tốt đối với cô và Triệu Quốc Đống. Em phải đi. Triệu Quốc Đống kinh ngạc nói. Hôm nay mới gặp được có một lát mà. Vâng. Hàn Đông luống cuống cầm túi lên, nếu không đi có lẽ cô không đi nổi nữa. Triệu Quốc Đống mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn rất biết y đứng dậy bảo Hàn Đông đi trước, hắn thanh toán rồi vội vàng đi theo cô. Xe đỗ ở bãi đỗ xe dưới lầu. Hàn Đông đã đổi sang một xe khác nhưng đang mang đi bảo dưỡng vì thế cô đi cùng xe Triệu Quốc Đống tới dây. Triệu Quốc Đống mở cửa xe rồi nói. Anh đưa em về. Lý trí nói cho Hàn Đông biết nên từ chối, cô không biết ngồi cùng xe mình có thể khống chế được mình không. Nhưng Triệu Quốc Đống yêu cầu, cô gần như vô thức ngồi lên xe hắn. Trên đường hai người cũng không nói gì với nhau. Triệu Quốc Đống thấy Hàn Đông là lạ, cô gần như luôn ở trạng thái khẩn trương, cả người hơi run lên. Tay giữ chặt chiếc túi. Hắn còn thấy ngón tay Hàn Đông có lẽ do giữ quá chặt mà hơi trắng lại. Em có phải là không thoải mái không? Triệu Quốc Đống không nhịn được nên nhẹ nhàng nói. Có cần đến bệnh viện kiểm tra không? Không cần. Hàn Đông khẽ lắc đầu, tay càng giữ chặt túi hơn, mắt nhìn về trước. Hàn Đông không khỏi lặng lẽ nhìn Triệu Quốc Đống. Hắn lúc này sao trông hấp dẫn đến vậy, Hàn Đông cảm thấy mình như chìm trong si mê. Chiếc xe chạy đi rất nhanh đã đến căn nhà mà Hàn Đông vừa mới mua. Anh vào thẳng đi. Hàn Đông mua căn nhà này nên khi lái xe phải đi nửa vòng tròn mới tới. Triệu Quốc Đống ngẩn ra nhưng nghe giọng Hàn Đông hơi khàn khàn nên đành làm theo ý cô mà chạy nửa vòng cung tiến vào một căn nhà giấu phía sau góc tường vây. Chưa chờ Triệu Quốc Đống có phản ứng, Hàn Đông đã bỏ túi xuống, ôm eo hắn, mặt nóng bỏng dán lên, đôi môi khô run run tìm kiếm gì đó trên mặt hắn. Cô Lý Nhí nói, Quốc Đống, ôm chặt em. Triệu Quốc Đống không ngờ Hàn Đông sẽ làm như vậy. Mặc dù hai người đã vài lần chút nữa vượt giới hạn nhưng hôm nay ở nơi bí ẩn như thế này là lần đầu tiên. Hành động. Triệu Quốc Đống vô thức muốn nhắc Hàn Đông. Không, đừng nói gì Quốc Đống, xin anh đừng nói gì. Giọng Hàn Đông trở nên nghẹn ngào.
Cô chỉ ôm chặt cổ hắn, cố gắng làm mình tiếp xúc thật chặt với hắn. Đủ loại chuyện cũ thoáng hiện lên làm hắn cảm thấy tiếc thương. Nhớ đến khi hắn bắt đầu gây dựng sự nghiệp ở Giang Miếu cần tiền, Hàn Đông không nói gì mà trực tiếp cho hắn vay. Lúc ấy hắn mãi không nhận tình cảm của cô, không phải là hắn không có tình cảm của cô mà lo cô bị tổn thương. Nhưng đến bây giờ Hàn Đông vẫn cô đơn một mình, vẫn hết lòng giúp hắn, vui mừng và tự hào vì thành tích của mình. Mình có gì để được cô yêu thương như vậy cơ chứ? Lúc này mình còn do dự thì đâu còn là con người nữa. Nụ hôn nóng bỏng đã đánh tan một tia sợ hãi, khẩn trương cuối cùng của Hàn Đông. Cô sợ nhất Triệu Quốc Đống đẩy cô ra, nếu như vậy thì cô không biết tình cảm của mình còn duy trì được nữa hay không. Nụ hôn dài cuồng nhiệt mê loạn làm hai người bị lạc trong xe, không gian trong xe là nơi tốt nhất cho bọn họ. Cô đã ngồi lên chân hắn, cô ôm chặt hắn, làm cho mình áp sát vào ngực hắn, cảm nhận tiếng tim của hắn. Chiếc áo lót sớm đã được kéo lên trên. Một cặp vú cao vút không ngừng biến ảo trong tay Triệu Quốc Đống. Hàn Đông cũng để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Chiếc váy ngắn không thể thích ứng với tư thế thân mật này, nó tự kéo lên tận mông, chiếc quần lót màu xanh sẫm hút ngay ánh mắt của Triệu Quốc Đống. Chỉ cần một động tác đơn giản nữa là sẽ khiến hai người đột phá cửa cuối cùng. Hàn Đông vừa thở hổn hển vừa muốn nhấc mông lên để đôi tay kia tiến vào nơi thần bí nhất của mình. Nhưng Triệu Quốc Đống trong bóng tối lại nhận ra giọt lệ sâu trong mắt cô. Hàn Đông, chờ chút. Tiếng nói đó đánh mạnh vào tim Hàn Đông, cô có chút kinh ngạc lại xúc động nhìn Triệu Quốc Đống nhưng không nói được gì, chỉ là động tác của tay hắn đã ngừng lại. Em và anh chưa chuẩn bị tư tưởng đối mặt hậu quả, phải không? Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng nói. Anh nói gì, lúc này mà còn nói được như vậy sao? Hàn Đông có chút tức giận. Hàn Đông, không nên lừa gạt mình, em biết anh nói gì mà. Em bây giờ còn có thứ chưa buông lỏng. Anh không muốn sau này chúng ta sẽ hối hận. Hàn Đông dần bình tĩnh lại, cứ như vậy ngồi trên đùi hắn. Bóng tối làm mặt cô trở nên mơ hồ nhưng sau cơn sóng tình vừa rồi đã làm ngọn lửa trong lòng cô giảm đi đôi chút. Rất cảm kích hôn Triệu Quốc Đống, Hàn Đông ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Quốc Đống, anh là người tốt, chẳng qua em vẫn muốn nói hôm nay chúng ta không vượt qua cũng không có nghĩa là em thay đổi suy nghĩ, có lẽ có một ngày. Như vậy đợi đến ngày đó rồi nói. Triệu Quốc Đống dịu dàng móc khóa áo lót lại cho cô, sau đó vỗ vỗ mông cô và nhấc cô sang ghế bên. Quyển 15, chương 82. Triệu Quốc Đống cảm thấy tốt nhất là tối nay mình về thẳng Ninh Lăng, va chạm ngẫu nhiên thường tạo ra hậu quả khó có thể tưởng tượng. Hắn đúng là không có sức chống cự với Hàn Đông, vì thế biện pháp tốt nhất là giảm cơ hội tiếp xúc. Có đôi khi thế giới hai người thường làm người ta say nhưng khi ở một mình lại làm người ta tỉnh táo. Mê say có thể khiến người thả lỏng. Tỉnh táo có thể khiến người muốn tiến lên. Đường cao tốc An Tương thông toàn tuyến làm Triệu Quốc Đống chỉ cần không đầy 3 tiếng là từ An Đô về thẳng Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống thầm nghĩ về Ninh Lăng sớm một chút nhưng lại không muốn Bành Trường Quý chạy 3 tiếng lên đón mình. Vì thế mình suy nghĩ một chút rồi gọi cho Khâu Nguyên Phong, bảo y bố trí cho mình một xe về Ninh Lăng. Khâu Nguyên Phong nhận được điền thì đang ở trong câu lạc bộ Senna, đây là câu lạc bộ nổi tiếng sang trọng ở An Đô. Làm phó cục trưởng cục công an thành phố An Đô, Khâu Nguyên Phong dù không phụ trách mảng ấn tượng tốt nhưng với quan hệ của y thì vẫn dễ dàng được các câu lạc bộ mời chào. Chẳng qua Khâu Nguyên Phong không quá thích tới các nơi này. Thấy Triệu Quốc Đống gọi tới, Khâu Nguyên Phong khá vui vẻ. Chuyện Triệu Quốc Đống được đề cử làm thường vụ tỉnh ủy đã truyền khắp tỉnh. Mặc dù An Đô và Ninh Lăng không có liên quan gì với nhau nhưng bí thư thị ủy Ninh Lăng tiến vào thường vụ tỉnh ủy cũng có nghĩa Triệu Quốc Đống không còn là bí thư thị ủy bình thường nữa, đã thành lãnh đạo tỉnh ủy. Mấy tin này khá nhạy cảm đối với các ngành ở thành phố An Đô. Nhất là một bí thư thị ủy mới 34 tuổi tiến vào thường vụ tỉnh ủy đúng là làm cho các cán bộ An Đô vốn luôn có cảm giác ưu việt hơn cán bộ các nơi trong tỉnh phải rung động. Ngay cả Khâu Nguyên Phong biết tin này cũng khiếp sợ. Thường vụ tỉnh ủy. Vị trí này có quyền lực rất lớn, chỉ cần người trong chính trị thì có ai là không rõ. Không ngờ Triệu Quốc Đống có thể từ Bắc Kinh quay về Ninh Lăng rồi dùng gần 2 năm đã lên làm lãnh đạo tỉnh ủy. Nếu theo tốc độ này thì ai có thể nói 3, 5 năm sau hắn không thể thành chủ tịch, bí thư tỉnh ủy. Một cảnh sát nhỏ ngày xưa chỉ trong 10 năm ngắn ngủi có thể tiến vào làm lãnh đạo tỉnh ủy vinh quang này ai có thể đạt được. Một khi quyết định phê chuẩn được đưa xuống thì bây giờ không chỉ là bản thân Khâu Nguyên Phong y. Ngay cả Lưu Triệu Quốc cũng phải thừa nhận đối phương là lãnh đạo. Nhưng ai dám cam đoan không chừng 2-3 năm tới y có thể điều đến An Đô làm bí thư thị ủy hay không?
hôm nay Khâu Nguyên Phong đang đi tiếp một vị phó giám đốc của Sở Công an mừng sinh nhật 50 của y. Phó giám đốc Phương là lãnh đạo từ Cục Công an thành phố An Đô đi ra ngoài, mặc dù Sở Công an và Cục Công an thành phố An Đô có quan hệ khá vi diệu, họp trên sở về cơ bản Lưu Triệu Quốc không tham gia, toàn do Phó Cục trưởng Thường trực tham gia. Nhưng vị phó giám đốc Phương này vẫn duy trì được quan hệ tốt đẹp với Cục Công an thành phố. Bữa tiệc đã kết thúc, phó giám đốc Phương mời mấy người có quan hệ mật thiết với mình đi sang bên nói chuyện, ai thích chơi bài thì chơi bài. Khâu Nguyên Phong không thích chơi bài nên ngồi sang ngồi nói chuyện với mấy người xem đánh bài. Lưu Triệu Quốc sau khi ăn xong liền đi ngay, mấy vị lãnh đạo sở chỉ còn phó giám đốc Phương và phó giám đốc Lữ. Khâu Nguyên Phong biết mình uống rượu nên không dám lái xe, nhưng lái xe sớm bị bảo vệ. Bây giờ gọi tới thì cũng mất nửa tiếng nên đành phải nhờ người. Cận Lỗi bị Khâu Nguyên Phong gọi không khỏi có chút buồn bực. Làm phó phân cục trưởng phân cục Liên Hồ, khó khăn lắm mới gặp cơ hội được lãnh đạo gọi. Có cả hai phó giám đốc sở, các vị phó cục trưởng cục công an thành phố, đi đâu tìm cơ hội đến gần như vậy chứ? Chẳng qua Khâu Nguyên Phong gọi thì y không thể nào từ chối, cũng không tiện bố trí người khác đi thay mình. Khâu Nguyên Phong là lão lãnh đạo của y, hơn nữa y có thể lên vị trí này cũng là do Khâu Nguyên Phong giúp. Cận Lỗi thực ra có chút tò mò không biết ai là người cần mình đưa về, còn cả Khâu Nguyên Phong đi cùng nữa. Cục trưởng Khâu, giám đốc Lữ xem ra không vui, y đang chơi vui mà ngài lại đi như vậy. Cận Lỗi cười nói, đưa ai mà cần gấp như vậy. Không cần để ý tới y thích đánh bạc, tôi không phải kéo người cho y sao. Khâu Nguyên Phong khinh thường nói. Nhưng mà đang chơi có người đi ra thì lại sợ mất đỏ, có lẽ giám đốc Lữ khá chú ý điều này. Cận Lỗi nói. Được rồi, cậu có phải sợ họ Lữ có ấn tượng không tốt với cậu không? Y mất hứng thì cũng chỉ rơi vào đầu tôi, hơn nữa bây giờ y cũng không có tư cách chỉ trỏ vào An Đô chúng ta. Cậu chỉ cần đối phó xong lãnh đạo ở phân cục và trên cục công an là đủ. Cận Lỗi đang khá vui vẻ nên nói chuyện hơi tùy tiện chút. Cục trưởng. Thần bí như vậy đi đưa người là ai thế? Đưa đi đâu? Vừa nãy mấy người hỏi Khâu Nguyên Phong có chuyện gì mà phải đi gấp như vậy, Khâu Nguyên Phong chỉ nói có người bạn đã lâu không gặp gọi nên cần phải đi. Đưa một cấp dưới cũ đến Ninh Lăng, cậu ta bây giờ không có xe, tôi cũng có chút thời gian không gặp nên muốn gặp. Khâu Nguyên Phong nói, cấp dưới của sếp, Cận Lỗi có chút ngạc nhiên rồi lại thấy có chút khó chịu. Sếp Khâu không phải không coi mình ra gì chứ? Tốt xấu mình cũng là cấp phó phân cục trưởng, cấp dưới của anh là cái thá gì chứ, kiếm tiền nhiều hay nhà có thế lực mà cần y tự mình đưa, còn kéo cả mình làm lái xe nữa chứ. Đúng thế. Thấy Cận Lỗi không nói tiếp, Khâu Nguyên Phong biết đối phương có chút khó chịu nên cười nói. Cậu đó, có phải cảm thấy gọi cậu làm lái xe là thiệt cho cậu không? Lại còn làm lái xe cho một cấp dưới của Khâu Nguyên Phong tôi. Ha ha, sếp, đâu có như vậy. Ngài phân công thì dù đi tới chân trời góc biển tôi cũng không phản đối. Tôi chỉ tò mò là cấp dưới của sếp sao còn cần sếp phải đưa. Cận Lỗi nói. Ha ha, biết ngay là cậu sẽ nghĩ như vậy mà. Tôi không phải nói rồi sao, đó là cấp dưới cũ của tôi nhưng bây giờ lại là cấp trên của chúng ta. Khâu Nguyên Phong thở dài nói. Con người gặp việc khác nhau, tôi tự nhận 10 năm nay mình khá thuận lợi nhưng so sánh với cậu ta đúng là không đáng để nhắc tới. Khâu Nguyên Phong rất kinh ngạc, Khâu Nguyên Phong nói đúng, y lên chức khá nhanh nhưng cấp dưới của y lại càng khác. Vì thế khi Cận Lỗi gặp đối phương mới biết được nhân vật được coi là truyền thuyết ở tỉnh An Nguyên là như thế nào. Chỉ tính riêng từ bề ngoài thì đối phương không có gì khác, có mỗi cao to hơn mà thôi, ánh mắt khá ôn hòa, nói chuyện khá thân với Khâu Nguyên Phong, nhìn qua như bạn của Khâu Nguyên Phong vậy. Nếu như không phải có lời lúc trước của Khâu Nguyên Phong thì Cận Lỗi tuyệt đối không tin người còn nhỏ hơn mình vài tuổi lại là bí thư thị ủy Ninh Lăng, người sắp vào thường vụ tỉnh ủy. Quốc Đống, đây là Cận Lỗi, lúc tôi ở Thiên Hà thì cậu ta là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, bây giờ là phó phân cục, là mầm non tốt, tiền đồ rộng mở. Khâu Nguyên Phong cười ha hả nói. Cận Lỗi, đây là bí thư thị ủy Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống. Bí thư Triệu bây giờ coi như lãnh đạo của chúng ta. Sau này cậu có cơ hội tới Ninh Lăng nhất định phải đến thăm bí thư Triệu. Triệu Quốc Đống nhìn Cận Lỗi thì thấy đối phương hơn mình 34 tuổi, 37, 38 tuổi có thể lên làm phó phân cục trưởng nếu không có cơ duyên và bối cảnh đặc thù mà chỉ dựa vào cố gắng bản thân thì đúng là phải có bản lĩnh lớn. Chào anh phân cục trưởng Cận, anh đúng là trông rất thích hợp làm cảnh sát.
Triệu Quốc Đống biết Khâu Nguyên Phong mang cận lỗi tới còn giới thiệu như vậy với mình thì hai người có quan hệ không bình thường. Tôi cũng xuất thân công an, vốn làm cấp dưới của sếp Khâu. Chào mừng anh và sếp Khâu cùng tới Ninh Lăng làm khách. Quyển 15, chương 83. Cận lỗi vội vàng đi lên bắt chặt tay đối phương. Bí thư Triệu, đừng khách khí như vậy, hơn 10 năm trước tôi chỉ là một nhân viên cảnh sát trong đội ngũ công an đi theo sếp Khâu học việc. Triệu Quốc Đống thấy đối phương khá câu nệ nên xua tay nói. Đều là người một nhà không nên câu nệ như vậy. Sếp Khâu là lão lãnh đạo của tôi, cũng là đại ca của tôi, ngày sau không chừng tôi lên An Đô có chuyện phiền phức còn cần nhờ phân cục cận giúp đó. Bí thư Triệu, ngài mới khách khí, ngài gọi thẳng tên tôi là được. Cận lỗi thấy đối phương hơi hào sảng nên cũng bình tĩnh lại chút. Sếp Khâu cũng là lão lãnh đạo của tôi ở Thiên Hà học được không ít từ sếp. Ha ha, xem ra chúng ta là sư huynh đệ đồng môn rồi. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Hôm nay làm phiền anh, tôi vốn muốn nhờ sếp Khâu tìm người đưa tôi về, không ngờ sếp Khâu lại tìm lãnh đạo to như vậy, đúng là làm tôi xấu hổ không dám nhận. Được rồi Quốc Đống, cậu cũng đừng có khiêm tốn như vậy. Cận lỗi còn trẻ, tiền đồ còn dài. Tôi mang cậu ta đến gặp cậu một chút, về sau không chừng có lúc cậu giúp được. Cậu coi như lập tức thành lãnh đạo tỉnh ủy rồi. Về sau cậu nhớ đến cận lỗi một chút là được. Khâu Nguyên Phong rất thoải mái, Triệu Quốc Đống nói đã nâng y lên rất cao. Y đã trên 50, không gian tiến lên là có hạn nhưng cận lỗi lại khác. Nếu Triệu Quốc Đống có thể giúp thì cận lỗi có thể sẽ phát triển nhanh hơn nữa. Ha ha, sếp Khâu, anh nói như vậy tôi còn có thể nói gì nữa. Cận lỗi, về sau liên lạc nhiều là được. Sếp Khâu có số điện thoại của tôi, anh cũng hay tới Ninh Lăng một chút. Coi như trao đổi kinh nghiệm với cảnh sát Ninh Lăng chúng tôi. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Xe chạy từ An Đô đến Ninh Lăng chỉ mất 2 tiếng rưỡi. Cận lỗi lái xe vừa nhanh vừa ổn, Triệu Quốc Đống và Khâu Nguyên Phong ngồi sau nói chuyện. Khâu Nguyên Phong hỏi Triệu Quốc Đống về việc học ở trường đảng, Triệu Quốc Đống cũng giới thiệu qua một chút. Triệu Quốc Đống cũng hỏi về con gái Khâu Nguyên Phong học thế nào. Con gái Khâu Nguyên Phong thi vào Đại học An Nguyên coi như làm Khâu Nguyên Phong tự hào. Chẳng qua bây giờ thi vào đại học dễ, tìm công việc hài lòng lại khó, mấy năm sau tốt nghiệp còn lo tìm việc làm là không dễ. Hai người cố ý tránh đề tài về y, mãi tới khi đến Ninh Lăng, Khâu Nguyên Phong và Triệu Quốc Đống xuống xe đi ra ngoài mới nói đến chính đề. Cậu định nói chuyện với cục trưởng Lưu như thế nào? Khâu Nguyên Phong châm thuốc hút và nói. Tôi vẫn chưa nghĩ ra, nhưng tôi nghĩ mình nên nói chuyện riêng với Lưu ca. Tôi nghĩ y cũng có thể cảm thấy tôi đã nhận ra gì đó cho nên lâu như vậy hai bên vẫn không có liên lạc. Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng. Tôi bây giờ còn không rõ Lưu ca nghĩ gì nữa. Y thật sự thiếu tiền vậy sao? Nhưng đã mấy năm rồi thì thứ y cần cũng có đủ rồi mà. Khâu Nguyên Phong lắc đầu nói. Vấn đề này khó phán đoán, có vài người theo địa vị thay đổi khiến tư tưởng thay đổi, tôi cũng không thể giải thích. Tôi lo cậu có nói chuyện mà cục trưởng Lưu không nghe thì cậu định làm như thế nào? Triệu Quốc Đống ngẩn ra, lắc đầu nói. Tôi không biết. Vậy thì hơi phiền đó. Cậu đã đẩy tấm rèm ra mà không cơ sở kết quả gì thì có thể dẫn tới hậu quả khó có thể đoán trước. Khâu Nguyên Phong nhíu mày nói. Cậu phải chuẩn bị tư tưởng mới được. Vậy Khâu ca, anh thấy tôi nên làm như thế nào? Triệu Quốc Đống có chút buồn bực nói. Tôi cũng không xác định được. Tính cách của cục trưởng Lưu thì cậu cũng biết đó, bước ra rồi mà muốn y lùi lại sợ là rất khó khăn. Khâu Nguyên Phong do dự nói. Chúng ta chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Lưu ca càng lún càng sâu không làm gì sao? Tôi không làm được. Triệu Quốc Đống rất kiên quyết nói. Dù như thế nào tôi cũng phải thử một lần, ít nhất cũng là hết lòng. Tôi cũng hy vọng y cảm nhận được ý tốt của tôi. Ừ nhưng mà Quốc Đống, tôi phải nhắc cậu là cậu nên chuẩn bị tư tưởng từ trước đó. Khâu Nguyên Phong thở dài một tiếng. Khi Triệu Quốc Đống được xe Audi đón, Khâu Nguyên Phong mới có chút mệt mỏi lên xe. Sếp Khâu, về An Đô chứ? Cận lỗi thấy Khâu Nguyên Phong có chút nặng nề nên hơi kinh ngạc. Ừ, về thôi. Khâu Nguyên Phong gật đầu cố làm mình tỉnh táo lại. Cận lỗi, Triệu Quốc Đống là một người bạn đáng quan hệ. Cậu ta cũng thích kết bạn nhưng điều kiện là phải hòa hợp. Tôi thấy Triệu Quốc Đống có ấn tượng khá tốt với cậu. Lúc rảnh có thể liên lạc nhiều. Cậu ta về An Đô cũng không ít, mọi người có thể hẹn nhau ngồi lại. Hai người tuổi chênh không nhiều sẽ có nhiều ngôn ngữ chung. Không nên vì chức thường vụ tỉnh ủy của cậu ta hù dạo, cậu ta là người khá trẻ trung,
tôi tin hai người có thể chơi thân với nhau. Cận Lỗi đương nhiên hiểu ý của Khâu Nguyên Phong, có thể làm quen được với một vị thường vụ tỉnh ủy sẽ có tác dụng rất lớn đối với con đường làm quan của mình sau này. Trung Dược Quân có chút xuất thần nhìn lá trà trong chén. Chén trà xanh với màu khá đẹp luôn làm người ta vui mắt. Triệu Quốc Đống trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy đánh bại Long Ứng Hoa để được đề cử làm thường vụ tỉnh ủy đã tạo chấn động không hề nhỏ. Long Ứng Hoa làm bí thư thị ủy bao năm rồi, y chẳng những khiến Vĩnh Lương có tổng GDP đứng thứ hai toàn tỉnh, hơn nữa còn có quyền lực tuyệt đối ở Vĩnh Lương, nghe nói còn có quan hệ khá rộng trên Trung ương nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Có rất nhiều lời đồn về nội dung hội nghị đó nhưng có một điều rất rõ ràng, nghe nói Long Ứng Hoa chỉ được một mình Miêu Trấn Trung ủng hộ. 12 thường vụ khác vốn tưởng có nhiều người ủng hộ Long Ứng Hoa hoặc đứng trung lập lại rõ ràng tỏ thái độ ủng hộ Triệu Quốc Đống. Vì thế mấy người ủng hộ Triệu Quốc Đống gồm Nhâm Vi Phong, Hàn Độ, Dương Kính Quang còn chưa tỏ thái độ thì cuộc chiến này đã kết thúc. Theo Trung Dược Quân biết thì Long Ứng Hoa nhất định phải có quan hệ tốt với Đinh Sâm, Liêu Vĩnh Đào chứ. Nhưng hai vị này lại không hề do dự ủng hộ Triệu Quốc Đống. Còn Hắc Mộng Hiệp và Ba Kiên Cường vốn nghĩ không có chút quan hệ gì với Triệu Quốc Đống lại là hai người đầu tiên lên tiếng ủng hộ Triệu Quốc Đống. Qua đó mới khiến Long Ứng Hoa hoàn toàn thất bại. Mặc dù mấy vị thường vụ khác tỏ thái độ cũng không có ý nghĩa, nhưng thực lực hai bên chênh quá xa nghe ra đúng là quá khó tin. Trung Dược Quân thậm chí còn biết Đàm Lập Phong không có ai nhắc tới. Tần Hạo Nghiên khi gọi điện đã nói rất rõ với Trung Dược Quân. Triệu Quốc Đống sở dĩ có thể lên không chỉ vì kinh tế Ninh Lăng hai năm qua có tốc độ tăng trưởng cao, càng quan trọng hơn chính là hệ thống kinh tế của Ninh Lăng có khả năng phát triển lâu dài, nó khác hẳn với mấy ngành truyền thống của Vĩnh Lương đang bị ảnh hưởng rất lớn. Điểm này đã khiến mấy vị thường vụ vốn không đồng tình với Triệu Quốc Đống lại chấp nhận hắn mà điển hình là Hắc Mộng Hiệp. Kinh tế trụ cột quyết định kiến trúc thượng tầng, mà chính sách của ban tổ chức cán bộ trung ương lần này đã chỉ rõ điểm đó. Vị thường vụ này phải là người đứng đầu nơi có công tác kinh tế phát triển mạnh. Triệu Quốc Đống được tỉnh ủy đề cử chính là đột phá lớn, đây là vị bí thư thị ủy đầu tiên ngoài An Đô vào tỉnh ủy, ngay cả Miên Châu trước đây cũng không có vinh dự này. Mặc dù một vị thường vụ tỉnh ủy này không chắc chắn sẽ lưu lại lâu dài cho bí thư thị ủy Ninh Lăng, nó có thể chuyển sang mấy nơi khác nếu các nơi khác phát triển nhanh hơn. Nhưng ít nhất Ninh Lăng chiếm được suất đầu tiên, anh chiếm tiên cơ. Sau đây anh muốn rút chức này đi là không dễ dàng. Triệu Quốc Đống đạt được tư cách thường vụ tỉnh ủy không thể nghi ngờ sẽ tăng quyền lực của hắn ở Ninh Lăng. Đối với điểm này Trung Dược Quân cũng không quá mâu thuẫn. Theo y thấy tính cách của Triệu Quốc Đống sẽ không vì đạt được danh hiệu này mà thay đổi mấy. Trên thực tế mình và hắn có quan điểm khá nhất trí. Quyển 15, chương 8-14. Không có chuyện gì làm người ta vui mừng chính là gặp người cùng chí hướng. Tranh chấp ở mấy chi tiết nhỏ không ảnh hưởng đến sự hợp tác của hai người, ngược lại nó còn có thể khiến hai bên hoàn thiện thêm. Dù là Triệu Quốc Đống hay Trung Dược Quân đều tán thành điểm này. Đúng bởi vì như vậy nên khu Giang Đông mới được xây dựng với tốc độ nhanh như vậy. Đúng vì như vậy nên cầu chính Ô Giang mới có thể hoàn thành sau gần 2 năm, hạng mục sân bay Đông Trại mới vượt khó khăn để được phê duyệt. Bởi vì như vậy nên mấy ngành như năng lượng mới, tài liệu mới, sản xuất ô tô và thiết bị bảo vệ môi trường cũng chỉ trong 2 năm đã thành sản nghiệp trụ cột của Ninh Lăng, mới có thể khiến Ninh Lăng có tốc độ tăng trưởng đứng đầu cả nước. Có lúc Trung Dược Quân thầm nghĩ nếu sau khi Hoàng Lăng ngã mà người tới không phải là Triệu Quốc Đống thì kinh tế Ninh Lăng có thay đổi nhiều như vậy không? Suy nghĩ mãi cuối cùng có kết quả là không thể. Nếu nói ngành sản xuất ô tô cũng có một phần tác dụng của mình, như vậy ngành năng lượng mới, vật liệu mới và thiết bị bảo vệ môi trường hoàn toàn dựa vào tầm nhìn xa trông rộng của Triệu Quốc Đống. Không có mấy ngành này thì kinh tế Ninh Lăng không thể nào phát triển nhanh như vậy. Trung Dược Quân xuất thần tới mức thư ký vào cũng không biết. Thị trưởng Trung, Bí thư Triệu gọi tới mời ngài sang. Hả, Bí thư Triệu đã về? Không phải nói chưa mới về tới sao? Trung Dược Quân kinh ngạc nói. Vân Duệ nói tối qua Bí thư Triệu đã về. Ồ, tôi biết rồi. Trung Dược Quân gật đầu, xem ra Triệu Quốc Đống cũng muốn mau chóng về Ninh Lăng sau 3 tháng công tác. Bây giờ tỉnh ủy đã đề cử xong việc hắn làm thường vụ tỉnh ủy, học cũng xong, sau đây chính là làm việc. Triệu Quốc Đống cảm thấy Trung Dược Quân có vẻ rất thoải mái đi tới văn phòng mình. Chúc mừng Bí thư Triệu, đây không phải nói rõ Ninh Lăng chúng ta giữ vị trí quan trọng trong nền chính trị, kinh tế của tỉnh sao? Mặc dù đã sớm gọi điện chúc mừng nhưng Trung Dược Quân vẫn một lần nữa chúc Triệu Quốc Đống. Dược Quân, không hẳn như vậy,
không phải chỉ là thêm mấy lần đến nghe tỉnh ủy họp sao? Chẳng lẽ nói công việc của Ninh Lăng chúng ta còn có thể được ai làm giúp sao? Triệu Quốc Đống xua tay nói. Chúng ta không nhắc tới việc này, mấy hôm nay có không ít người gọi tới làm đầu tôi to ra rồi đây. Bí thư Triệu, khác mà. Nếu như muốn can thiệp vào việc của Ninh Lăng chúng ta thì anh có quyền lên tiếng mà. Trung Dược Quân rất nghiêm túc nói. Chỉ riêng việc anh ngồi trong phòng hội nghị đó cũng đã thể hiện vị trí của Ninh Lăng chúng ta mà. Ha ha, nói cũng đúng, tôi dù chỉ mang tai đi nghe cũng là lúc nào cũng có thể nghe được. Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Chẳng qua nói đi lại nói lại, chuyện của Ninh Lăng vẫn phải dựa vào Ninh Lăng mà làm, trông cậy vào tỉnh là không thực tế. Có thể được tỉnh ưu ái vài việc nhỏ đã là may mắn lắm rồi. Trung Dược Quân rất thích vẻ khôi hài của Triệu Quốc Đống, cũng thích khí phách của hắn. Đúng như Triệu Quốc Đống nói, tỉnh không gây khó dễ đã là may, đừng bao giờ ôm hy vọng vào tỉnh. Có bọn họ giúp cũng chỉ là thuê hoa trên gấm, bọn họ không giúp thì Ninh Lăng cũng phải dựa vào lực lượng của mình mà làm. Ừ, Bí thư Triệu nói đúng, chúng ta chỉ có thể dựa vào mình mà thôi. Ba công ty Thiên Uy, Thượng Đức và Hán Đức đều đã chính thức ký hợp đồng với chính quyền, bốn nhà sẽ cùng kết hợp xây dựng khu công nghiệp năng lượng mặt trời trong khu khai phát thị xã Ninh Lăng, có lẽ tổng vốn đầu tư sẽ đạt trên 2 tỷ. Bọn họ hy vọng ủy ban thị xã có thể chủ động đưa thêm các công ty và nhà đầu tư khác tiến vào, cố gắng hoàn thiện cả một hệ thống cho ngành năng lượng mặt trời này. Trung Dược Quân vui có nhiều nguyên nhân, một phần do Triệu Quốc Đống thành thường vụ tỉnh ủy. Hơn nữa trong thời gian Triệu Quốc Đống lên Bắc Kinh học, y phụ trách công việc hàng ngày của toàn thị ủy, ủy ban Ninh Lăng, việc y đã làm thì tỉnh ủy nhất định sẽ thấy rõ. Cũng không phải chỉ có mình Triệu Quốc Đống giỏi làm kinh tế, Trung Dược Quân cũng làm được. Do ủy ban Ninh Lăng làm cầu nối nên đã khiến ba công ty lớn hàng đầu trong nước ở lĩnh vực năng lượng mới ngồi lại với nhau, cùng xây dựng khu công nghiệp năng lượng mặt trời. Nó càng xác lập địa vị thành phố năng lượng mới của Ninh Lăng. Ừ, đây là chuyện rất tốt, ký kết bao giờ vậy? Triệu Quốc Đống kinh ngạc nói. Mới mấy hôm trước, sau ba lần đàm phán liên tục với ba công ty, sau đó ủy ban đàm phán chung với cả ba công ty, đúng là khá mệt. Lão Cố và lão Phú thay nhau ra trận, miệng nói nhiều đến khô khốc, tối hôm trước mới coi như chính thức ký kết. Nói đến việc này Trung Dược Quân có chút đắc ý, nhưng nghĩ tới sau khi ký xong lại không báo cho Triệu Quốc Đống nên có chút lo lắng. Tôi vốn định báo cáo với anh nhưng nghĩ anh lập tức sẽ về, lại ở tỉnh báo cáo công việc nên tôi nghĩ đợi anh về Ninh Lăng rồi báo cáo. Triệu Quốc Đống mặc dù không phải người thích hái đào nhưng chuyện này từ đầu tới cuối đều do một tay Trung Dược Quân thao tác. Có thể nói mỗi một điều kiện đàm phán thành công đều là do y hao hết tâm huyết mới được. Vì thế y không khỏi muốn tỉnh ủy đánh giá cao mình. Từ hệ thống cung ứng điện, nước, cung cấp tài chính, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, chính sách ưu đãi đất đai đều được Trung Dược Quân tổ chức mấy vị phó thị trưởng cùng lãnh đạo các ngành thuế, tài chính, đất đai, xây dựng, điện lực, ngân hàng nhằm nghiên cứu, bàn bạc, cuối cùng có chính sách mới đưa ra đàm phán với các công ty. Đây có thể nói là chuyện thành công lớn nhất của Trung Dược Quân từ trước đến giờ trên cương vị thị trưởng Ninh Lăng. Rất tốt, anh ở nhà chủ trì công việc thì chỉ cần có lợi cho phát triển, anh cứ mạnh dạn mà làm. Khu công nghiệp năng lượng mặt trời này nếu thật sự có thể xây dựng thì nó là bước tiến rất quan trọng trong ngành năng lượng mới của Ninh Lăng chúng ta. Triệu Quốc Đống không quá để ý việc Trung Dược Quân không báo cho mình ngay. Hai công ty trong lĩnh vực năng lượng mặt trời là Thiên Uy và Thượng Đức có thể đầu tư xây dựng nhà máy ở Ninh Lăng sẽ nâng thêm tầm cao cho ngành năng lượng mới của Ninh Lăng. Như vậy có thể khiến cho ngành năng lượng mặt trời của Ninh Lăng hình thành một hệ thống dây chuyền khép kín. Trung Dược Quân chỉ trong mấy tháng hoàn thành được công việc này cũng là thành tích rất tốt. Hắn làm bí thư thị ủy cũng cảm thấy đáng tự hào. Ừ, bí thư Triệu, tôi cũng thấy như vậy. Bây giờ Bộ Năng lượng và Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia đều chú trọng phát triển ngành năng lượng mới, mà thị trường nước ngoài ấm lên cũng ảnh hưởng tới thị trường trong nước. Mặc dù Mỹ không phê chuẩn nghị định thư Kyoto nhưng việc hạn chế chất gây hiệu ứng nhà kính là xu thế không thể thay đổi. Nhu cầu năng lượng sạch như năng lượng mặt trời và năng lượng gió sẽ càng lúc càng tăng lên. Hơn nữa theo nền kinh tế Trung Quốc mạnh lên thì nghĩa vụ đối với quốc tế cũng tăng lên. Trung Quốc hiện nay tiêu thụ dầu, than rất lớn. Quốc gia cũng dần có chính sách điều chỉnh về việc này. Trung Dược Quân thấy Triệu Quốc Đống không có gì không vui nên cũng yên tâm. Vì thế tôi đoán ngành năng lượng mới sẽ là ngành phát triển nhanh trong thời gian dài nữa. Sau đây chúng ta sẽ hoàn thiện toàn bộ hệ thống sản xuất năng lượng mặt trời, nó sẽ có lợi cho ưu thế của Ninh Lăng. Đúng thế,
chúng ta làm lãnh đạo cần phải có tầm nhìn xa, khi chọn sản nghiệp trụ cột thì cần phải nhìn ra xa một chút, không nên câu nệ lợi ích trước mắt mà phải suy nghĩ cho 10, 20 năm sau. Ngành năng lượng mới, tài liệu mới và thiết bị bảo vệ môi trường đều là ngành có tương lai phát triển. Chúng ta phải nắm chặt mấy ngành này. Ninh Lăng mới bắt đầu phát triển nên có ưu thế và khuyết điểm đan xen nhau. Khuyết điểm của chúng ta là không có ngành công nghiệp truyền thống, tất cả phải đi từ đầu, như vậy chúng ta đặt bậc thang lên cao hơn một chút, không nên nhìn ở khoảng cách quá gần, càng không nên theo trào lưu mà phải dẫn đầu đi trước. Chỉ có như vậy mới thể hiện được ưu thế đi sau của chúng ta, nếu không Ninh Lăng chỉ là nơi cung cấp nguyên liệu và sức lao động cho khu vực Duyên Hải. Quyển 15, chương 85. Triệu Quốc Đống ngồi nói chuyện với Lăng Chính Dược cả buổi sáng. Phải nói cả hai đều cảm thấy đối phương có chút thay đổi sau thời gian 3 tháng. Triệu Quốc Đống cảm thấy Lăng Chính Dược trở nên tự tin, kiên quyết hơn. Mà Lăng Chính Dược lại thấy Triệu Quốc Đống sau 3 tháng học trên Bắc Kinh càng trở nên trầm ổn hơn. Mỗi người đều có thu hoạch mà mình cần. Học tập và công việc thực tế đều là cách để con người ta trưởng thành. Buổi chiều Triệu Quốc Đống chủ trì tổ chức hội nghị thường vụ thị ủy mở rộng. Trong hội nghị hắn giới thiệu về thu hoạch mình đạt được sau 3 tháng học tập, cũng giới thiệu qua cảm nhận của mình khi đi khảo sát mấy tỉnh Quế, Việt, thảo luận sự chênh lệch giữa Ninh Lăng và khu vực Duyên Hải, đưa ra phương hướng phát triển tiếp theo của Ninh Lăng. Tất cả lãnh đạo tham gia hội nghị đều cảm thấy bí thư thị ủy Triệu Quốc Đống sau khi về đã có thay đổi, không phải là sự giả vờ khiêm tốn khi vào thường vụ tỉnh ủy mà là sự tự tin, trầm ổn hơn trước. Bắt đầu từ ngày thứ hai sau khi về Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống tiến hành chuyến đi xuống các quận, huyện. Hắn mang theo Lý Đại Phú, Tăng Lệnh Thuần cùng nhóm người ở văn phòng thị ủy, cục phát triển công ty vừa và nhỏ. Hắn liên tục khảo sát khu khai phát, khu công nghiệp Lâm Cảng, khu công nghiệp Đông Giang, khu công nghiệp Tập Trung Hoa Lâm, khu công nghiệp Thực phẩm Thổ Thành. Trong vòng một tuần Triệu Quốc Đống gần như đi hết các khu công nghiệp lớn của Ninh Lăng. Đến mỗi khu công nghiệp điều đầu tiên hắn xem chính là hệ thống phục vụ và xây dựng tác phong của nơi này. Triệu Quốc Đống không đến các công ty mà quận, huyện đề cử mà đi vòng vòng, thích thì vào công ty nào đó tìm hiểu tình hình, xem công ty đó có chướng ngại gì cho phát triển, trọng điểm tìm hiểu việc đầu tư nghiên cứu kỹ thuật của công ty. Triệu Quốc Đống chú ý cẩn thận như vậy đúng là làm đám người cục phát triển công ty vừa và nhỏ cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ còn chưa từng gặp một bí thư thị ủy quan tâm đến sự phát triển của các công ty tư nhân như vậy, còn trực tiếp yêu cầu lãnh đạo chủ yếu của các quận, huyện và lãnh đạo cục phát triển công ty vừa và nhỏ. Yêu cầu hỗ trợ tài chính và chính sách cho các công ty tư nhân. Ngay khi toàn bộ thị xã đều đoán Triệu Quốc Đống sao đột nhiên quan tâm đến mảng công nghiệp như vậy, bắt đầu từ thứ hai tuần sau Triệu Quốc Đống lại gọi Tiêu Phượng Minh, Lỗ Năng, Mạnh Nguyên, Tăng Lệnh Thuần đi khảo sát việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp cùng tăng thu nhập của nông dân tại các quận, huyện. Trong vòng một tuần đài truyền hình Ninh Lăng, Nhật báo Ninh Lăng đều gióng trống khua chiêng đưa tin việc Triệu Quốc Đống đến nông thôn kiểm tra hệ thống thủy lợi và đường giao thông. Triệu Quốc Đống cũng yêu cầu các quận, huyện cần nghiêm túc suy nghĩ việc đầu tư xây dựng hệ thống phục vụ ở nông thôn, nhất là giáo dục, nước uống, vệ sinh, văn hóa. Hơn nữa thị xã cũng sẽ hỗ trợ một phần tài chính cho các quận, huyện. Điều tra công tác nông nghiệp và công tác nông thôn lần này, Triệu Quốc Đống dành 10 ngày thời gian, có quy mô lớn hơn so với kiểm tra các khu công nghiệp. Triệu Quốc Đống gần như đến tất cả các quận, huyện, hơn nữa còn đích thân xuống xã, thôn ngồi nghe nông dân nói chuyện. Triệu Quốc Đống đến mấy huyện cũng tìm hiểu về việc xây dựng đảng ở cấp xã, thôn, cùng với vấn đề đảm bảo cuộc sống cho cán bộ xã thôn sau khi nghỉ việc. Đầu năm nay Tiêu Phượng Minh đã đề nghị thành lập quỹ hỗ trợ tiền lương hưu cho đội ngũ cán bộ xã thôn, để bọn họ sau khi nghỉ việc có thể đảm bảo cuộc sống. Triệu Quốc Đống đã phê một đoạn khá dài trong kiến nghị này, đề nghị thị ủy chăm chú nghiên cứu, tích cực đẩy mạnh công việc này, sau đó đã được hội nghị thường trực ủy ban thông qua. Hạng mục công việc này chứng thực không đầy 3 tháng đã được cán bộ cơ sở hoan nghênh nhiệt liệt, tính tích cực trong công việc cũng được tăng cao. Muốn cán bộ làm việc chăm chỉ, nghiêm túc thì anh cần phải đảm bảo cuộc sống của họ. Triệu Quốc Đống đi khảo sát lần này kéo dài gần nửa tháng, mãi cho đến khi đoàn đại biểu thị xã Hồng Sơn sang mới dừng lại. Chư Hiền vào phòng hội nghị mà không khỏi nhíu mày. Không khí trong phòng không quá tốt, xem ra mấy vị đến trước đã tranh luận gì đó. Chư Hiền đến muộn nửa tiếng để mọi người có thể trao đổi. Hiện nay mấy tỉnh được phép thêm thường vụ tỉnh ủy đã báo cáo lên, ba vị phó trưởng ban có cái nhìn khác nhau là điều Chư Hiền sớm biết. Nhất là Lăng Chính Dược có thái độ rất cứng rắn, đối lập với quan điểm hai vị phó trưởng ban còn lại. Vì thế ban mãi không thể xác minh được,
chẳng qua hôm nay nhất định phải có kết quả. Lăng Chính Dược là cán bộ có tính cách cứng rắn, làm phó trưởng ban thường trực nhiều năm, vẫn chủ trì công việc hàng ngày của ban, có uy tín lớn trong ban. Trưởng ban Trư đã tới, vậy chúng ta chính thức họp. Vừa nãy tôi được trưởng ban Trư ủy thác nên đã thông báo việc tăng cường thường vụ tỉnh ủy của các tỉnh có kinh tế phát triển với mọi người. Bây giờ các tỉnh thành đã đề cử cán bộ lên, tôi và phó trưởng ban Nhược Cốc, phó trưởng ban Đức Quảng đã xem qua một chút, mấy đồng chí khác cũng đã có tài liệu. Theo yêu cầu của trưởng ban Trư thì hôm nay ban sẽ tiến hành nghiên cứu cuối cùng nhóm cán bộ này, xác định danh sách để tiến hành khách sạn. Lăng Chính Dược nhìn quanh một vòng mọi người. Y biết thái độ của mọi người là không nhất trí với danh sách các tỉnh ủy trình lên. Trư Hiền không nói gì. Tính cách quá cứng rắn của Lăng Chính Dược làm nhiều người không thích, Trư Hiền cũng như vậy. Chẳng qua Lăng Chính Dược lại có năng lực mạnh, quen thuộc với công việc tổ chức, giỏi khống chế, mấy hạng mục do y phụ trách đều làm tốt. Vì thế Trư Hiền mặc dù không thích tin của Lăng Chính Dược nhưng vẫn khá tín nhiệm và tán thành năng lực của Lăng Chính Dược. Trưởng ban Trư, chúng ta bắt đầu chứ? Lăng Chính Dược nhìn Trư Hiền. Ừ, bắt đầu đi, anh giới thiệu qua ứng viên mà các tỉnh giới thiệu. Tình hình chắc mọi người cũng đã rõ, bây giờ chúng ta kể rõ chi tiết coi như làm mọi người dễ phán đoán hơn. Trư Hiền nói. Lăng Chính Dược đọc qua về ưu khuyết điểm của mấy người một cách khách quan. Mấy đề cử đầu nhanh chóng được thông qua giống như là điểm danh cho có, mãi đến hai vị cuối cùng mới xuất hiện vấn đề. Về việc tỉnh ủy An Nguyên đề cử đồng chí Triệu Quốc Đống. Tôi cảm thấy cần gác lại một chút. Lăng Chính Dược trầm ngâm một chút rồi nói. Ồ, anh nói xem sao lại nói như vậy. Trư Hiền thản nhiên nói. Chỉ thị tinh thần của ban rất rõ ràng, lần này tăng cường thường vụ tỉnh ủy chủ yếu là người đứng đầu thị xã có kinh tế phát triển, mà như vậy sẽ lấy GDP làm chỉ tiêu. Nhưng tôi biết Triệu Quốc Đống làm bí thư thị ủy Ninh Lăng có GDP đứng thứ 6 trong toàn An Nguyên. Tôi không biết tỉnh ủy An Nguyên sao lại chọn Triệu Quốc Đống. Lăng Chính Dược nói. Ngoài ra tôi cũng rất bất ngờ khi An Nguyên đề cử người còn trẻ như vậy. Tôi cũng không phải bác bỏ năng lực của cán bộ trẻ nhưng Triệu Quốc Đống này năm nay mới 34 tuổi, làm bí thư thị ủy Ninh Lăng mới 2 năm. Tôi cũng xem qua lý lịch của Triệu Quốc Đống, y làm thị trưởng hơn năm, làm cục trưởng một cục của Bộ Năng lượng nửa năm. Thưa các vị, nói cách khác thời gian y làm cán bộ cấp giám đốc sở chỉ chưa đầy 4 năm. Cá nhân tôi thì Triệu Quốc Đống không có điều kiện thích hợp vào thường vụ tỉnh ủy. Quyển 15, chương 8-16. Lăng Chính Dược cũng không dùng giọng nói quá kinh ngạc để tăng sức thuyết phục mà lại dùng giọng điệu rất bình thản để đưa ra nghi vấn về Triệu Quốc Đống. Người hiểu tính của Lăng Chính Dược đều hiểu rõ đây là Lăng Chính Dược kiên quyết phản đối. Điều này làm cho cả Trư Hiền và Trương Nhược Cốc đều thấy bất an. Làm phó trưởng ban thường trực, thái độ của Lăng Chính Dược là khá quan trọng. Mặc dù không có quyền bác bỏ trực tiếp nhưng Trư Hiền không thể không cân nhắc đến thái độ của Lăng Chính Dược. Ừ, lão Lăng nói cũng có lý, chẳng qua tỉnh ủy An Nguyên nếu như đã xác định lựa chọn đồng chí Triệu Quốc Đống thì lý do của bọn họ là gì? Trư Hiền rất tự nhiên nhìn người đàn ông trung niên ngồi đối diện với mình. Căn cứ ý kiến mà tỉnh ủy An Nguyên báo lên, bọn họ cho rằng đồng chí Triệu Quốc Đống khi làm bí thư thị ủy Ninh Lăng đã có thành tích đặc biệt xuất sắc. Năm ngoái Ninh Lăng có tốc độ tăng trưởng đứng đầu cả nước, GDP và thu tài chính cũng tăng mạnh, hơn nữa năm nay khi kinh tế cả nước phát triển chậm lại mà Ninh Lăng vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Vì thế bọn họ nhất trí quyết định đề cử đồng chí Triệu Quốc Đống. Lăng Chính Dược nhướng mày định nói xen vào nhưng không ngờ Trư Hiền lại nhìn sang Trương Nhược Cốc và hỏi. Lão Nhược, ý kiến của anh là gì? Lăng Chính Dược chỉ có thể ngậm miệng, đầy tức giận uống ực một hớp nước. Trưởng ban Trư. Tôi cảm thấy chúng ta cần tin tưởng sự phán đoán của tỉnh ủy An Nguyên, tin rằng đảng ủy An Nguyên hiểu tình hình trong tỉnh hơn là chúng ta. Trương Nhược Cốc lạnh nhạt nói. Vừa nãy lão Chu không phải đã nói tỉnh ủy An Nguyên đề cử đồng chí Triệu Quốc Đống là vì Ninh Lăng có tốc độ phát triển cực nhanh khi cậu ta làm bí thư thị ủy, sáng tạo kỳ tích Ninh Lăng. Tôi còn nhớ Nhật báo Nhân dân cùng, Nhật báo Kinh tế đều có bài viết về sự phát triển của Ninh Lăng. Hơn nữa năm nay Ninh Lăng vẫn có tốc độ phát triển nhanh dù Trung ương có chính sách khống chế vĩ mô. Tôi nghĩ tỉnh ủy An Nguyên nhất định là căn cứ vào nguyên nhân này nên mới đề cử Triệu Quốc Đống. Lão Hầu, anh thấy sao? Trư Hiền như không thấy Lăng Chính Dược đang nhíu mày. Ừ, đây đúng là một vấn đề. Ý kiến của tỉnh ủy An Nguyên theo lý thuyết nên tôn trọng, ý kiến của Lão Trương cũng có lý. Chẳng qua ý kiến của ban đã rất rõ ràng, chủ yếu nhằm vào bí thư thị xã có kinh tế phát đạt. Một thị xã có GDP đứng thứ 6 An Nguyên,
dù năm nay có tốc độ tăng trưởng cao thì sao có thể gọi là nơi có kinh tế phát đạt? Phó trưởng ban Hồ Đức Quảng nói. Ở điểm này tôi không biết tỉnh ủy An Nguyên giải thích như thế nào. Chư Hiền có chút buồn bực, lão hầu này luôn nói vòng vo khi chuyện không liên quan đến y, rất khó nghe ra ý thực sự của y. Lão hầu, ý của anh là gì? Chư Hiền nói thẳng. Ồ, trưởng ban Chư, tôi cảm thấy có phải là nên trao đổi với tỉnh ủy An Nguyên một chút, hỏi bọn họ giải thích như thế nào về vấn đề này. Hồ Đức Quảng biết không trốn được vấn đề này nên đành nói. Chư Hiền lắc đầu, ý này chẳng khác gì không nói. Hội nghị thường vụ tỉnh ủy An Nguyên đã báo kết quả lên, bây giờ anh hỏi làm gì? Ngoài việc chứng minh mình vô năng ra thì không nói rõ được gì. Thấy thái độ Chư Hiền có chút thay đổi, Lăng Chính Dược hơi động tâm nên chủ động nói xen vào. Trưởng ban Chư, tôi thấy ý của lão hầu có thể suy xét. Tỉnh ủy An Nguyên giải thích không rõ ở điểm này, chúng ta không thể vì một nơi đạt được danh hiệu gì đó hoặc là điểm sáng kinh tế trong thời gian ngắn mà coi đó là thành tích cá nhân của ai đó. Tôi thấy chúng ta cần phải thực hiện tinh thần chính của ban, đây không phải là chế độ phúc lợi khen thưởng mà là khẳng định công tác của một nơi. Ngoài ra tôi vẫn kiên trì với ý kiến của mình, đó chính là Triệu Quốc Đống không thích hợp, tuổi, lý lịch mặc dù không phải nhân tố chủ yếu nhưng tổng hợp nhiều nhân tố thì thấy có vẻ đột ngột. Tôi đề nghị ban cần phải thận trọng cân nhắc. Thái độ của tỉnh ủy An Nguyên là rất rõ ràng, bọn họ cũng không phải nghĩ không ra vấn đề gì. Ninh Lăng phát triển nhanh và liên tục có lẽ là lý do bọn họ lựa chọn Triệu Quốc Đống. Chư Hiền bình tĩnh nói. Mấy hôm trước tôi có nói chuyện với Phó Thủ tướng Giác Hoa về việc lựa chọn thường vụ tỉnh ủy mới lần này. Phó Thủ tướng nói với tôi là trong nước khi bồi dưỡng và sử dụng cán bộ cần cân nhắc đến các cán bộ có tính sáng tạo, tiến thủ, nhất là việc sử dụng người đứng đầu ở vài khu vực quan trọng. Nếu như chọn đúng một cán bộ sẽ có tác dụng thúc đẩy lớn đối với sự phát triển của một nơi. Lăng Chính Dược nghe Chư Hiền nói vậy không khỏi biến sắc. Chúng ta trước đây khi lựa chọn cán bộ vẫn còn khá coi trọng mấy nhân tố như bằng cấp, lý lịch, tuổi, thậm chí số năm nhận chức. Nhưng tôi thấy theo thời đại thay đổi thì cán bộ trẻ tuổi lên vị trí quan trọng là xu thế tất nhiên. Mấy nhân tố như bằng cấp, lý lịch chỉ mang tính tham khảo mà thôi. Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc thì tôi thấy không nên quá chú ý đến vấn đề này. Chư Hiền nói khá hăng hái. Tháng trước tôi tới Nam Việt khảo sát công tác của cán bộ đã trao đổi với đồng chí Ninh Pháp. Đồng chí Ninh Pháp tỏ vẻ tỉnh ủy Nam Việt bọn họ khi sử dụng cán bộ sẽ không bị một nhân tố nào ảnh hưởng, thậm chí muốn phá vỡ thể chế, tuyển hiền tài, nhất là vị trí quan trọng càng cần sử dụng cán bộ giỏi về phát triển kinh tế, đảm bảo cho kinh tế Nam Việt phát triển. Tôi rất đồng ý với quan điểm này, ban cũng đang cân nhắc tổng kết kinh nghiệm của Nam Việt. Mọi người tham gia hội nghị nghe ra không ít vấn đề từ trong đó. Chư Hiền mặc dù không rõ ràng bác bỏ ý kiến của Lăng Chính Dược nhưng hàm nghĩa đã rất rõ đó là không dựa vào độ tuổi, lý lịch, đó không phải nhân tố quyết định để đề bạt một cán bộ. Xác định một cán bộ có phù hợp đề bạt hay không là phải xem y có đáp ứng được yêu cầu công việc hay không mà thôi. Trương Nhược Cốc cùng Hầu Đức Quảng đều khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của Chư Hiền. Lăng Chính Dược lại khẽ thở dài một tiếng. Chư Hiền quá lợi hại, chỉ một hai câu là bác bỏ hoàn toàn ý kiến của mình. Lăng Chính Dược biết mình là phó trưởng ban thường trực tuy bình thường có quyền lực nhưng vẫn chỉ là một phó trưởng ban. Mọi lời nói, hành động cũng chỉ giới hạn ở cấp phó trưởng ban mà thôi. Không thể nghi ngờ Chư Hiền lúc trước cố ý làm mình cùng với Trương Nhược Cốc nói ra quan điểm, sau đó y đứng trên cao mà đánh giá một phen, căn bản là không cho anh bất cứ cơ hội dẫn dắt tiết tấu hội nghị. Không hổ là trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương, giỏi khống chế tiết tấu. Chẳng qua Lăng Chính Dược tự nhận không phải mình không có cơ hội phản kích. Trưởng ban Chư, lần này chỉ thị của ban là rất rõ ràng. Tỉnh ủy An Nguyên nếu đã đề cử Triệu Quốc Đống thì nói rõ bọn họ tán thành sự phát triển của Ninh Lăng. Tôi không phủ nhận năng lực của Triệu Quốc Đống, chỉ là Ninh Lăng đứng thứ 6 về GDP của An Nguyên có vẻ không quá thuyết phục, tôi lo sẽ tổn thương tình cảm của các đồng chí khác. Lăng Chính Dược ra vẻ khó xử. Lão Lăng, tôi nghĩ vấn đề này nên để An Nguyên tự mình giải quyết. Chúng ta không nên lo chuyện bao đồng. Chư Hiền cười nói. Tỉnh ủy An Nguyên nếu có quyết định như vậy thì bọn họ có lý do của mình. Tôi tin hội nghị thường vụ tỉnh ủy với nhiều thường vụ thì trí tuệ chính trị của bọn họ là không có gì để nghi ngờ. Lăng Chính Dược nghe xong vẫn như định phản dối. Chư Hiền cũng có chút buồn bực. Đề cử Triệu Quốc Đống thực ra từ khi đưa lên đã tạo ra tranh luận, y lúc ấy cũng không quá đồng tình với đề cử này. Y cho rằng tỉnh ủy An Nguyên cân nhắc còn thiếu sót. Tuổi,
lý lịch mặc dù không phải nhân tố quyết định nhưng cũng không thể bỏ qua không nhắc tới. Mới 34 tuổi đã vào thường vụ tỉnh ủy rất khó làm người ta tán đồng. Nhưng Trương Nhược Cốc rõ ràng rất coi trọng Triệu Quốc Đống, sau đó Ninh Pháp lại gọi điện tới nói về Triệu Quốc Đống. Nó làm Chư Hiền cảm thấy Triệu Quốc Đống không đơn giản chỉ giỏi làm kinh tế. Chư Hiền không rõ tại sao Lăng Chính Dược mãi cứ phản đối Triệu Quốc Đống, là nhằm vào tỉnh ủy An Nguyên hay chỉ là bản thân Triệu Quốc Đống. Ngay khi Chư Hiền đang suy nghĩ, Lăng Chính Dược cũng đang khẩn trương suy nghĩ đối sách. Lăng Chính Dược cũng đang thử thăm dò giới hạn của Chư Hiền để có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Quyển 15, chương 8-17. Trưởng Ban Chư, tôi vẫn thấy tỉnh ủy An Nguyên không thực thi đúng chỉ thị của Ban. Tôi không biết ở giữa có vấn đề gì không nhưng tôi thấy từ góc độ nào thì Triệu Quốc Đống cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Tôi đề nghị có phải là tạm gác lại, mời tỉnh ủy An Nguyên cân nhắc lại không? Suy nghĩ mãi, Lăng Chính Dược cảm thấy phải nói. Hơn nữa tôi cũng nghe một vài phản ánh về đồng chí Triệu Quốc Đống. Điện thoại di động đột nhiên rung lên, Lăng Chính Dược rất tự nhiên mở ra, tin nhắn rất đơn giản nhưng lại làm Lăng Chính Dược giật mình mà vội vàng đổi đề tài. Tác phong làm việc của đồng chí Triệu Quốc Đống có vài vấn đề ví dụ như thường độc đoán, không nghe ý kiến người khác. Lão Lăng, việc này do ai phản ánh? Chư Hiền có chút tức giận cắt ngang lời Lăng Chính Dược. Là do ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy An Nguyên hay con đường khác? Tỉnh ủy An Nguyên đã đưa ra ý kiến rất rõ ràng, ban cũng chưa phái tổ khảo sát thì sao có thể nói như vậy? Lăng Chính Dược hơi cứng lại, y thở dài một tiếng. Đây đương nhiên không phải con đường chính thống. Hơn nữa làm người đứng đầu thì đương nhiên có tác phong này dù là nhiều hay ít. Sau đó Chư Hiền rất kiên quyết tỏ vẻ việc tỉnh ủy An Nguyên đề cử Triệu Quốc Đống là rõ ràng, cũng thích hợp. Biểu hiện của Ninh Lăng về kinh tế không chỉ đột xuất ở An Nguyên, còn có sức ảnh hưởng trong cả nước. Nhất là năm nay khi Ninh Lăng phát triển chậm mà Ninh Lăng vẫn đảm bảo tốc độ tăng trưởng trên 160% đúng là làm người ta sợ hãi. Ngay cả Chư Hiền làm trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương cũng nghe thấy. Ở tình huống này thì không có lý do gì bác bỏ đề cử của tỉnh ủy An Nguyên. Sau khi Chư Hiền cho thấy thái độ, Lăng Chính Dược liền tỏ vẻ tôn trọng ý kiến của Lăng Chính Dược, chấp nhận đề nghị của tỉnh ủy An Nguyên. Điều này làm Trương Nhược Cốc có chút ngạc nhiên. Người cuối cùng được đề cử là ở tỉnh Chiết, Lăng Chính Dược lại đưa ra ý kiến phản đối, cho rằng tuổi của ứng viên này quá lớn, không phù hợp với chính sách đề bạt cán bộ hiện nay của Trung ương, hơn nữa người này mới làm bí thư thị ủy có một năm. Trước không làm ở ngành trong hệ thống kinh tế, thiếu tính thuyết phục. Mà ở tỉnh Chiết cũng có 2-3 thị xã có tiềm lực kinh tế tương đương, có nhiều sự lựa chọn. Vấn đề này cũng khiến mọi người tranh luận khá nhiều. Nhưng trong cuộc tranh luận này Lăng Chính Dược tỏ vẻ rất kiên quyết, đưa ra vài điểm mà ứng viên này không phù hợp. Những điểm mà Lăng Chính Dược đưa ra khá khách quan, cuối cùng đã thuyết phục được Chư Hiền. Mặc dù Hầu Đức Quảng cùng một ủy viên khác cố gắng để ứng viên này được thông qua nhưng cuối cùng Trương Nhược Cốc lại ủng hộ Lăng Chính Dược khiến cho ban tổ chức cán bộ trung ương gửi văn bản tới tỉnh ủy tỉnh Chiết, đề nghị cân nhắc lại ứng viên này. Lăng Chính Dược cố gắng áp chế niềm vui trong lòng, vẫn cố ra vẻ bình tĩnh, mãi cho đến khi về văn phòng, đóng cửa lại y mới thở dài một tiếng. Cuộc đấu trí này còn mệt hơn là tập thể thao. Mặc dù đã có kế hoạch từ trước nhưng bất cứ thay đổi nào nhỏ cũng khiến kế hoạch đặt ra không thực hiện được, khiến mình lại phải suy nghĩ thật nhanh. Bảo sao tóc mình đã có điểm bạc, về nhà phải mua thuốc bổ não mới được. Ngồi trên ghế nghỉ ngơi một lát, Lăng Chính Dược mới gọi điện ra ngoài. Lão Trương, chuyện này tôi coi như giúp xong, về phần bước tiếp theo là ở tỉnh Anh. Chỉ sợ tôi đắc tội Lão Lưu không ít. Lão Lăng, anh cũng không nên nghĩ nhiều như vậy. Lão Lưu chưa chắc thật sự có ý này. Chẳng qua nếu không chọn người kia sẽ không tiện ăn nói với các lão đồng chí. Dù sao đây cũng là cơ hội cuối cùng cho người kia, bây giờ ban không thông qua thì coi như tỉnh ủy cũng có cái ăn nói mà. Anh không nên nghĩ quá phức tạp. Ừ, đúng, lúc nào anh tới tỉnh Chiết chơi, tôi cùng anh xuống biển một chuyến. Được rồi, trong thời gian này sợ không được, ban có quá nhiều việc, không lúc nào rảnh cả. Lăng Chính Dược cười nói. Hôm nào anh lên Bắc Kinh thì chúng ta ngồi một chút. Bỏ máy xuống, Lăng Chính Dược dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Quyết định của mình là sáng suốt, Chư Hiền rất kiên quyết ủng hộ An Nguyên, xem ra là có người bắt chuyện với y. Chẳng qua Lăng Chính Dược không rõ có phải là Tô Giác Hoa và Ninh Pháp không. Nhưng Tô Giác Hoa và Ninh Pháp hình như không cùng trận tuyến mà, sao lại cùng nói giúp tên Triệu Quốc Đống kia. Triệu Quốc Đống, hừ hừ, đúng là một nhân vật thú vị. Lăng Chính Dược một lần nữa gọi điện ra ngoài.
nửa tiếng sau Lăng Tiêu tiến vào. Tam thúc, rốt cuộc là có chuyện gì? Lăng Chính Dược xa sầm mặt nói. Ôi, cháu cũng không biết Long Ứng Hoa làm gì nữa, chuyện đến bây giờ y còn nói thứ này sợ có vấn đề, có lẽ là có người dùng PS để sửa ảnh. Lăng Tiêu có chút lo lắng, y sợ nhất là Lăng Chính Dược nhưng chuyện này không thể không nói rõ. Cháu đã gặp người phụ nữ trong ảnh chưa? Lăng Chính Dược vốn khinh thường dùng thủ đoạn này nhưng lần này lại bất đắc dĩ. Mình đã gọi điện cho vài thường vụ tỉnh ủy Yêu mà không có tác dụng. Xem ra Ứng Đông Lưu vẫn khống chế tốt ở Yêu. Mình đúng là đánh giá thấp Ứng Đông Lưu. Hình như đã gặp nhưng đó là chuyện 5-6 năm trước, cháu ở Ninh Lăng không lâu nên không có ấn tượng mấy. Cháu nghe nói người phụ nữ đó bây giờ đã đến Học viện Điện ảnh tỉnh An Nguyên làm việc. Lăng Tiêu nói, tên Triệu Quốc Đống này nhìn qua là biết thằng háo sắc, thấy gái là mắt sáng rực lên. Cháu lúc ở Ninh Lăng đã thấy hắn nhất định có vấn đề ở việc này, chẳng qua lúc ấy hắn chưa kết hôn nên không ai có thể nói gì. Nhưng bây giờ hắn mặc dù đã kết hôn nhưng vợ vẫn ở nước ngoài, ít khi về. Hắn tuyệt đối có quan hệ mờ ám với ả kia. Hừ, hắn có chuyện, anh không có vấn đề gì sao? Lăng Chính Dược hừ một tiếng. Lăng Tiêu có chút xấu hổ nói. Tam thúc, cháu trong thời gian này biết an phận mà, không đi đâu cả. Tôi thấy chưa chắc. Lăng Chính Dược có chút tức giận. Trong nhà đã trải sẵn đường cho Lăng Tiêu nhưng Lăng Tiêu đã gần 40 mà vẫn chỉ ở chức phó cục trưởng. Hơn nữa trong nhà chỉ có mình Lăng Tiêu là theo chính trị, người khác đi kinh doanh hết vì thế y không thể không hết sức giúp đỡ Lăng Tiêu. Ảnh ghép ư. Lăng Chính Dược trầm ngâm một chút, chuyện này cũng thường hay xuất hiện để bôi nhọ người khác. Lúc ấy trong hội nghị mình vốn định nói ra nhưng vẫn không hạ quyết tâm vì dùng cách đó sẽ làm ảnh hưởng đến thân phận của mình, không ngờ lại là ảnh ghép. Bên Long Ứng Hoa không nói rõ, cháu thấy y nhát như chuột, sợ dính trách nhiệm. Anh biết gì chứ? Lăng Chính Dược có chút tức giận mắng. Anh cho rằng người ta không có đầu óc như anh sao? Người ta đến được chức bí thư thị ủy là của trời ban sao? Anh nếu có sự lão luyện như Long Ứng Hoa thì anh đã không chỉ ở vị trí này. Bị Lăng Chính Dược mắng như vậy, Lăng Tiêu chỉ có thể co đầu nghe mắng. Chờ Lăng Chính Dược mắng xong, Lăng Tiêu mới có chút sợ hãi nói. Vậy bây giờ nên làm gì chú? Ảnh là giả thì không có gì để nói. Chú cần là thứ thực sự. Không có chứng cứ về đối phương thì không làm được chuyện gì. Lăng Chính Dược lạnh nhạt nói. Anh nói cho Lăng Chính Dược biết bây giờ chỉ có thể chờ xem có cơ hội khác hay không. Anh nói với y chỉ cần có chứng cứ xác thực thì có thể phản ánh bất cứ lúc nào. Nhưng mà Tam Thúc. Lăng Tiêu vội vàng nói. Nhưng cái gì, có phải là anh vỗ ngực đảm bảo với Long Ứng Hoa không? Lăng Chính Dược trừng mắt nhìn Lăng Tiêu. Không có bản lĩnh thì đừng ra vẻ. Cuộc sống sau này còn dài, gấp gì chứ? Anh nói với y là gấp cũng không được. Quyển 15, chương 88. Trần Đại Lực thật không ngờ việc mình nhờ người ghép ảnh lại bị tên Long Ứng Hoa là kẻ không biết chút kỹ thuật máy tính nào nhìn ra. Tên Triệu Quốc Đống này quá giảo hoạt, mình bố trí người canh ở đó mấy tháng mà không thấy được gì. Bố trí một người anh em vào làm bảo vệ cũng không có kết quả. Ngoài việc thấy con ả La Băng đi làm và về đúng giờ, ăn mặc xinh đẹp ra thì cũng chẳng có tác dụng mẹ gì. Không thấy cái bóng của Triệu Quốc Đống xuất hiện ở khu đó, theo dõi vô ích mấy tháng mà không có giá trị gì. Trần Đại Lực vẫn hy vọng có thể lấy được bức ảnh có giá trị nào đó, hoặc lấy ảnh ghép để hại Triệu Quốc Đống. Nhưng bây giờ Trần Đại Lực biết khó khăn là rất lớn. Sau đó Trần Đại Lực biết Triệu Quốc Đống sắp lên chức, y càng tức giận. Từ thể chế đi ra nên y hiểu rõ nếu Triệu Quốc Đống muốn lên chức thì đương nhiên phải có đối thủ cạnh tranh. Vì thế y thông qua vài quan hệ biết đối thủ lớn nhất của Triệu Quốc Đống là Long Ứng Hoa, vì thế y thông qua mấy cầu nối mà liên lạc được với Long Ứng Hoa. Lúc trước Long Ứng Hoa không thèm để ý đến y, nhưng sau mấy lần gọi, Trần Đại Lực cuối cùng đã tạo được quan hệ với Long Ứng Hoa. Trần Đại Lực đương nhiên không tự mình ra mặt mà căn cứ người bên dưới truyền tin tức, Long Ứng Hoa cũng có hứng thú nên Trần Đại Lực mới ra mặt. Chỉ là muốn có được nhược điểm thật của Triệu Quốc Đống là không dễ. Trần Đại Lực cho rằng Triệu Quốc Đống nhất định có phụ nữ ở Ando, sau mấy phen tiếp xúc y biết Triệu Quốc Đống ở vài phương diện không bao giờ dính đến, chỉ có phụ nữ là dễ gặp vấn đề. Một người đàn ông mới hơn 30 tuổi, vợ không ở bên cạnh mà Trình Nhược Lâm kia đã sớm rời khỏi tỉnh An Nguyên, chỉ có La Băng ở lại Ando. Triệu Quốc Đống tại Ninh Lăng ẩn giấu rất tốt. Theo Trần Đại Lực đoán nếu Triệu Quốc Đống còn có phụ nữ thì chỉ có thể ẩn thân ở Ando. Chẳng qua bây giờ y mới có đầu mối là La Băng.
Trần Đại Lực không trông cậy nhận được gì từ Long Ứng Hoa, y chỉ muốn Triệu Quốc Đống không thể đi lên, nếu không Triệu Quốc Đống mà càng lên thì cơ hội y túm lấy đối phương càng lúc càng nhỏ, thậm chí đến ngày nào đó dù y có túm được nhược điểm của đối phương thì chỉ sợ muốn kiện cũng không có cửa. Không chừng mình vừa gửi đơn tố cáo ra thì một giây sau cảnh sát đã đến vây trước cửa nhà. Triệu Quốc Đống có thể tiếp tục ở vị trí bí thư thị ủy Ninh Lăng là tốt nhất đối với y. Chỉ cần nắm được chút nhược điểm, Trần Đại Lực tin mình có biện pháp ép Triệu Quốc Đống đi vào khuôn khổ. Sau vài lần tiếp xúc, Trần Đại Lực nhận ra Long Ứng Hoa có quan hệ khá cứng trên Trung ương, chỉ cần có chứng cứ đủ mạnh là có thể lật được Triệu Quốc Đống. Bây giờ không vội, đợt này chưa được còn đợt sau, từ từ sẽ tới. Cẩn thận suy nghĩ tin tức mới nhận được, Trần Đại Lực nhìn thoáng qua điện thoại trong tay. SIM điện thoại y luôn thay đổi để đề phòng bất trắc, mặc dù Trần Đại Lực không cho rằng đối phương sẽ chơi mình. Trần Đại Lực thở dài một tiếng, từ từ đi tới cửa sổ nhìn về phía xa xa. Người đi đến bước này cũng không phải do mình muốn, nhưng nó là số mệnh. Có lẽ từ lúc bắt đầu mình đi bước đó đã quyết định mình sẽ đi con đường khác với tên Triệu Quốc Đống kia. Triệu Quốc Đống đương nhiên không nghĩ ở Bắc Kinh và An Đô có người đang nhớ tới mình. Lúc này hắn đang rất phấn khởi tiếp đón đoàn khách từ Hồng Sơn, Điền Nam tới. Ngô Nguyên Tể dẫn theo thành viên bộ máy đảng ủy, ủy ban Hồng Sơn đúng hẹn mà tới. Đoàn gồm hơn 20 người. Triệu Quốc Đống cùng Trung Dược Quân tự mình đi tiếp khách, các vị lãnh đạo thị xã có mặt ở nhà cũng đi tiếp người cùng cấp với mình. Đoàn đại biểu dự định ở lại Ninh Lăng 4 hôm, chủ yếu khảo sát kinh tế công nghiệp, sự nghiệp văn hóa, du lịch và xây dựng cơ sở vật chất của Ninh Lăng. Ngành năng lượng mới, tài liệu mới của Ninh Lăng làm các vị khách Hồng Sơn phải than thở, khâm phục, nhất là tìm hiểu về quá trình phát triển trong 2 năm qua khiến khách Hồng Sơn đều cảm thấy khiếp sợ trong lòng. Trước đó bí thư thị ủy Ngô Nguyên Tể về giới thiệu những kinh nghiệm đạt được sau kỳ học trên Bắc Kinh, chuyên môn đề cập đến tình hình phát triển của Ninh Lăng, các cán bộ Hồng Sơn mặc dù biết đôi chút về Ninh Lăng nhưng lại nghĩ do trụ cột Ninh Lăng thấp nên có thái độ bán tín bán nghi. Nhưng sau khi đến Ninh Lăng, bọn họ mới cảm thấy không phải là Ngô Nguyên Tể nói quá về kinh tế công nghiệp của Ninh Lăng. Hồng Sơn đến khu khai phát Ninh Lăng khảo sát nhiều công ty như tập đoàn Trường Liên, công ty Neo, tập đoàn Quang Hoa, tập đoàn Fukuda, công ty điện tử Diệu Hoa Giang Nam, khu công nghiệp các công ty vừa và nhỏ ở Đông Giang, khu công nghiệp thực phẩm Thổ Thành. Sau đó Hồng Sơn lại đi tìm hiểu về kinh nghiệm phát triển ngành văn hóa, du lịch của Ninh Lăng. Trong đó Tây Giang, Hoa Lâm là trọng điểm đi thăm. Theo người Hồng Sơn thấy phát triển công nghiệp có yêu cầu cao về điều kiện cơ sở vật chất và vị trí địa lý, mà ngành du lịch lại là ưu thế của thị xã Hồng Sơn. Hồng Sơn có tài nguyên du lịch mà nơi khác không thể so sánh. Hồng Sơn có khí hậu á nhiệt đới, núi cao, khí hậu mát mẻ cùng với văn hóa của các dân tộc thiểu số. Nếu như khai thác thích hợp hoàn toàn có thể trở thành một đầu tàu kéo kinh tế Hồng Sơn phát triển. Trong phòng hội thảo khách sạn Ninh Uyển, hai bên Ninh Lăng và Hồng Sơn ngồi tiến hành giao lưu. Lần này Ninh Lăng cũng rất nhiệt tình với đoàn Hồng Sơn, quy cách rất cao, lãnh đạo ở nhà về cơ bản đều đứng ra tiếp đón. Ví dụ như Trung Dược Quân cùng đi với thị trưởng Hồng Sơn, Chu Khánh. Phó thị trưởng thường trực Cố Vĩnh Bân tiếp phó thị trưởng thường trực, Hồng Sơn, Cổ Thiết Sinh. Tiêu Phượng Minh tiếp đón trưởng ban tổ chức cán bộ Hồng Sơn, Thư Hữu Lượng. Lỗ Năng tiếp đón trưởng ban tuyên giáo Hồng Sơn, Hồng Quốc Phát. Lý Đại Phú tiếp phó thị trưởng Hồng Sơn, La Mật. 5 tháng đầu năm nay Ninh Lăng chúng tôi có tổng GDP đạt 42,2 tỷ, tăng 88% so với cùng kỳ năm trước. Mục tiêu GDP cả năm mà chúng tôi đặt ra là 85 tỷ nhất định sẽ đạt được. Còn thu tài chính của Ninh Lăng cố gắng đạt được 14 tỷ. Trung Dược Quân đầy hăng hái giới thiệu tình hình phát triển kinh tế của Ninh Lăng với đoàn Hồng Sơn. Xu thế phát triển mấy tháng đầu năm của Ninh Lăng khá khả quan, nhất là khi các thành phố, thị xã lân cận bị ảnh hưởng bởi chính sách khống chế của quốc gia, Ninh Lăng vẫn không hề giảm tốc. Nhất là khi các hạng mục như nhà máy ô tô Fukuda, khu công nghiệp năng lượng mặt trời sắp được đầu tư xây dựng và hoàn thành. Khu khai phát và khu công nghiệp Lâm Cảng Tây Giang đã xây dựng riêng một đường sắt để vận chuyển thiết bị thông nhau, nó sẽ tăng sức cạnh tranh của cả hai. Sân bay Đông Trại sắp khởi công càng lộ rõ ưu thế giao thông của Ninh Lăng. Quốc Đống, xem ra vị thị trưởng Trung kia phối hợp rất ăn ý với cậu. Ngô Nguyên Tể mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay trông khá hợp mốt, mái tóc cắt ngắn làm y thêm oai phong, vừa nhìn là biết người quen đứng đầu. Ừ, quan hệ của chúng tôi khá tốt, coi như là người cộng tác tốt nhất. Quan trọng nhất chính là cả hai có nhiều quan điểm khá nhất trí.
đó là điều tôi cảm thấy may mắn nhất, nếu không Ninh Lăng cũng không thể phát triển nhanh đến như vậy. Lãnh đạo chủ yếu của đảng ủy, ủy ban nếu một lòng thì sẽ khiến kinh tế một nơi phát triển nhanh chóng hơn là khi có mâu thuẫn. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Quyển 15, chương 89. Ngô Nguyên Tể gật đầu coi như đồng tình với ý kiến của Triệu Quốc Đống, sau đó y quay sang nhìn Chu Khánh đang cười nói với Trung Dược Quân. Kinh tế của Hồng Sơn chỉ ở tầm trung bình của Điền Nam, mà Điền Nam cũng chỉ xếp khoảng giữa về kinh tế trong cả nước. Mặc dù hai năm qua Chu Khánh phối hợp khá ăn ý với mình nhưng vẫn còn chưa tới mình cùng chí hướng. Tự ăn ý cũng chính là một bên hy sinh quan điểm và ý chí của mình để phối hợp với bên kia, Chu Khánh làm khá tốt ở việc này. Vì thế hai năm qua bộ máy Hồng Sơn cũng tương đối đoàn kết, ổn định. Nhưng sau khi đến thăm Ninh Lăng, Ngô Nguyên Tể lại có thể cảm nhận được sức ảnh hưởng quá lớn của Triệu Quốc Đống ở Ninh Lăng. Đây không phải thành lập trên quyền lực của người đứng đầu mà nó dần thẩm thấu đến các nơi như dòng nước ngầm. Gần như đi đến mỗi một quận, huyện, Ngô Nguyên Tể đều có thể cảm nhận được Triệu Quốc Đống như tồn tại ở đó. Đoàn Hồng Sơn đến quận, huyện và được nghe nói mỗi hạng mục, mỗi công việc, mỗi hoạt động đều được Triệu Quốc Đống quan tâm, hoặc là tự mình tham gia hoặc cử người tới tham gia. Trong lời nói của cán bộ quận, huyện đều lộ rõ vẻ kính trọng, đây không phải là giả vờ mà là khâm phục thật tâm. Có thể làm được như vậy không phải chỉ do nói vài câu là được. Trước đây Triệu Quốc Đống làm ở Ninh Lăng 4 năm, tổng cộng hắn ở Ninh Lăng 6 năm mà đã thẩm thấu nhiều như vậy vào đời sống chính trị của Ninh Lăng, Ngô Nguyên Tể phải thừa nhận thủ đoạn và năng lực khống chế của Triệu Quốc Đống đã đạt đến trình độ nhất định. Ngô Nguyên Tể không khỏi phải suy nghĩ nghệ thuật lãnh đạo của Triệu Quốc Đống. Trong lần tiếp đón này mặc dù Triệu Quốc Đống đến cuối cùng mới tham gia nhưng hắn cũng không lên tiếng mấy, mọi việc về cơ bản đều do thị trưởng Trung Dược Quân đóng vai chính. Từ hội đàm, đi khảo sát thực địa, trao đổi kinh nghiệm gần như đều do Trung Dược Quân phụ trách an bài. Các vị thường vụ thị ủy cùng phó thị trưởng, lãnh đạo các ban ngành đều tự giác thực hiện công việc theo lệnh của Trung Dược Quân. Triệu Quốc Đống hầu hết là người đứng ngoài quan sát mà thôi, cùng lắm chỉ trao đổi vài vấn đề với Trung Dược Quân. Ủy quyền như vậy tuyệt đối không đơn giản. Nếu như đó là một lãnh đạo đã ở trong chốn quan trường vài chục năm còn có thể hiểu. Nhưng Triệu Quốc Đống mới 34 tuổi, ít hơn Trung Dược Quân kia tầm chục tuổi vậy mà Triệu Quốc Đống vẫn khống chế tốt cục diện của Ninh Lăng, đó chính là thể hiện rõ sự tự tin vào mình. Triệu Quốc Đống dựa vào gì mà tự tin như vậy? Dựa vào gì mà cho rằng Trung Dược Quân sẽ không dao động được vị trí của hắn ở Ninh Lăng? Đây là do thực lực tổng hợp của hắn tạo thành. Lời nói vừa rồi của Triệu Quốc Đống đã tỏ rõ thái độ, quan hệ giữa hắn và Trung Dược Quân là quan hệ khá ổn định và chặt chẽ. Kinh tế Ninh Lăng có thể phát triển nhanh như vậy cũng là dựa trên nền tảng mối quan hệ hài hòa giữa hắn và Trung Dược Quân. Quốc Đống, ngoài quan hệ tốt đẹp giữa cậu và thị trưởng Trung thì tôi thấy lãnh đạo quận, huyện Ninh Lăng cũng có không ít nhân tài ưu tú. Tôi và Lão Chu đúng là có cảm nhận rất sâu sắc. Trong các lãnh đạo quận, huyện Ninh Lăng có không ít đồng chí có năng lực công tác kinh tế mạnh. Điểm này rất hiếm có, nó khác hẳn bên Hồng Sơn chúng tôi. Ngô Nguyên Tể suy nghĩ một chút rồi nói. Sau mấy ngày khảo sát, tôi có một suy nghĩ sơ bộ, sau khi về còn cần báo cáo với tỉnh ủy, chẳng qua cũng cần trao đổi trước với cậu. Ồ, ý tưởng gì vậy? Triệu Quốc Đống thấy mắt Ngô Nguyên Tể đảo đảo thì biết nhất định là có chủ ý gì rồi. Tôi cảm thấy chênh lệch lớn nhất giữa Hồng Sơn và Ninh Lăng không phải là điều kiện cơ sở vật chất, cũng không phải là việc Ninh Lăng chú trọng công tác thu hút đầu tư hơn. Mà nguyên nhân chủ yếu nhất là chênh lệch về quan niệm cán bộ. Chính xác mà nói cán bộ lãnh đạo bên Hồng Sơn thiếu sự đổi mới trong quan niệm, thiếu ý thức phát triển, thiếu tầm nhìn xa. Ngô Nguyên Tể nói, ý của anh là gì? Sao tôi nghe trong lời của anh giống như có âm mưu vậy? Triệu Quốc Đống có thể nhận ra tên Ngô Nguyên Tể này có ý đồ không quá tốt đẹp. Hắc hắc, hay là tôi tạm thời không nói? Đợi về báo cáo với tỉnh ủy xong rồi nói tiếp. Ngô Nguyên Tể cười ha hả nói. Được rồi Lão Ngô, tôi nói với anh nếu tôi không muốn thì dù anh có gây áp lực từ bên trên, tôi cũng không nghe. Triệu Quốc Đống mơ hồ đoán được đôi chút nhưng vẫn ra vẻ không biết gì. Vậy tôi nói, ý của tôi là muốn tiến hành trao đổi cán bộ với bên Ninh Lăng, đưa cán bộ Hồng Sơn sang đây kiêm chức, một bên làm việc, một bên học tập, rèn luyện, tăng năng lực của mình. Ngoài ra cán bộ Ninh Lăng cũng sang Hồng Sơn nhận chức, giúp Hồng Sơn phát triển kinh tế. Ngô Nguyên Tể nói. Triệu Quốc Đống chú ý đến mấy từ mà Ngô Nguyên Tể nói. Cán bộ Hồng Sơn sang chỉ là kiêm chức, mục đích là học tập, rèn luyện, mà cán bộ bên mình sang lại là nhận chức,
mục đích chính là làm kinh tế Hồng Sơn phát triển. Triệu Quốc Đống không khỏi bội phục lòng dạ của Ngô Nguyên Tể. Làm lãnh đạo cũng hy vọng cán bộ cấp dưới có thể đi ra ngoài, nhất là có thể đưa cán bộ mình thưởng thức ra ngoài làm lãnh đạo, như vậy cũng là một phần khẳng định công tác của mình, cũng góp phần bồi dưỡng thân tín của mình. Ngoài việc cấp trên xác định rõ ràng ra thì bất cứ người đứng đầu nào cũng hy vọng đề bạt cán bộ mà mình đánh giá cao, đó là điều rất bình thường. Mà Ngô Nguyên Tể dự định làm như vậy đủ để nói đối phương đã không suy nghĩ sự được mất, hoặc là nói thấy được lợi ích ở tầm cao hơn. Sao anh lại có suy nghĩ này? Triệu Quốc Đống không đáp lại vấn đề này mà hỏi nguyên nhân tại sao Ngô Nguyên Tể lại nghĩ như vậy. Ừ, nói như thế nào nhỉ, có lẽ là do mấy hôm nay khảo sát và tiếp xúc với các lãnh đạo quận, huyện Ninh Lăng nên làm tôi cảm xúc. Mặc dù chỉ là tiếp xúc khá ngắn ngủi, thậm chí chỉ gặp mặt một lần nhưng tôi vẫn cảm thấy có điểm khác so với bên Hồng Sơn tôi. Hơn nữa tôi thấy điều kiện trước đây của Ninh Lăng không khác mấy Hồng Sơn, tại sao Ninh Lăng có thể thay đổi lớn đến như vậy mà Hồng Sơn lại chưa làm được. Đó là do đoàn kết bộ máy, còn có một nhóm cán bộ có năng lực. Ngô Nguyên Tể nói, đoàn kết bộ máy là quan trọng, quan niệm phục vụ và ý thức là trụ cột, nhưng có một nhóm cán bộ có năng lực mới là căn bản. Ừ, tôi muốn hỏi một câu là có mấy cán bộ Ninh Lăng làm anh có ấn tượng sâu nhất? Triệu Quốc Đống gật đầu nói, có mấy vị, ví dụ như chủ tịch quận Đông Giang. Tôi rất hứng thú với việc y đưa ra ý tưởng thành lập khu công nghiệp dành cho các công ty vừa và nhỏ. Quan điểm của y có vẻ khác người khác, y có thể căn cứ việc Đông Giang ở ngoài ô mà đưa ra phương hướng phát triển, không giống một số người chỉ vì lợi ích trước mắt mà đánh đổi tất cả. Ngô Nguyên Tể không hề khách khí nói. Còn có bí thư quận ủy và chủ tịch Tây Giang cũng được, định vị một cách chính xác quận mình, khi giới thiệu quy hoạch phát triển của Tây Giang thì vừa phù hợp với phương hướng chung của thị xã, vừa sát với thực tế công việc của Tây Giang, tác phong làm việc cẩn thận. Còn nữa không? Còn có mấy cán bộ ở Hoa Lâm cũng làm tôi có ấn tượng tốt. Bọn họ làm việc cẩn thận, nghiêm túc, từ việc bọn họ hiểu rõ các công ty là nhận ra được bọn họ chú ý đến các công ty trong huyện mình như thế nào. Ngô Nguyên Tể cũng không giấu gì Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống đúng là không ngờ Ngô Nguyên Tể chỉ sau vài hôm ngắn ngủi mà hiểu sâu như vậy về Ninh Lăng. Người này đúng là đến tìm nguyên nhân phát triển của Ninh Lăng, nhất là nguyên nhân bên hành chính. Quyển 15, chương 90. Lão Ngô, ý của anh thì tôi cũng đồng ý. Hồng Sơn có tài nguyên phong phú, vị trí địa lý cũng rất quan trọng. Tôi cũng tin anh có thể lãnh đạo Hồng Sơn phát triển đứng đầu cả tỉnh Điền Nam, đương nhiên nó cần thời gian cố gắng. Đề nghị của anh tôi cũng sẽ ủng hộ, nhưng đúng như anh nói cần hai tỉnh ủy phối hợp. Đương nhiên theo tôi thấy giữa thị xã anh em thì cũng nên ủng hộ và trao đổi lẫn nhau. Chẳng qua cũng cần cân nhắc đến tình hình thực tế của Ninh Lăng chúng tôi, nhất là... Triệu Quốc Đống còn chưa nói xong, Ngô Nguyên Tể đã không hề khách khí cắt ngang. Cậu đừng đặt điều kiện trước, tôi tin cậu, cậu cũng đừng đưa mấy người sang Hồng Sơn quá độ đó. Cậu biết suy nghĩ của tôi đó. Cán bộ Ninh Lăng tới chính là giơ ngọn cờ để làm Hồng Sơn thay đổi. Về phần tỉnh ủy thì có lẽ không vấn đề gì mấy. Nếu là thị xã anh em thì trao đổi cán bộ cũng phù hợp chính sách mà. Chẳng lẽ nói bí thư Ứng bên cậu không đồng ý, hay là bí thư Thái bên tôi không muốn? Thấy Triệu Quốc Đống không nói gì, Ngô Nguyên Tể nói tiếp. Sao, cậu không nỡ bỏ cán bộ hay là sợ Hồng Sơn tôi bạc đãi bọn họ? Ngô Nguyên Tể trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Ha ha! Lão Ngô, anh nghĩ tôi là gì vậy chứ? Coi như tôi chưa nói được chứ. Triệu Quốc Đống nói. Đến bữa tối chính là buổi tiệc tổng kết. Ngô Nguyên Tể và Triệu Quốc Đống đều là người uống được, đều là bí thư hai bên nên còn không phải sao hỏa đâm vào trái đất. Hai người mời một vòng, anh mời tôi mời anh, không ai phục ai, không ai sợ ai. Sau trận chiến này hơn 20 người của Hồng Sơn về cơ bản ngã hết, bên Ninh Lăng cũng không tốt hơn là bao. Từ trung dược quân xuống dưới gần như toàn quân bị diệt. Ngoài Triệu Quốc Đống, Lam Quang, Lưu Như Hoài cùng với Mã Nguyên Sinh còn nỗ lực duy trì ra những người khác đều không biết tung tích. Triệu Quốc Đống và Ngô Nguyên Tể hơi có men say đi trên đê sông Ô Giang. Cơn gió sông ập tới làm hai người như vứt bỏ mọi trói buộc, nghĩ gì nói đó. Ngô Nguyên Tể ở Điền Nam coi như là một nhân vật có chút danh tiếng. Mặc dù lần này sau khi về không có điều động gì nhưng cũng có tin đồn là cuối năm hoặc đầu sang năm Ngô Nguyên Tể sẽ lên chức. Triệu Quốc Đống mặc dù không quá rõ nhưng sau khi học xong hắn cũng gọi điện cho Thái Chánh Dương, cũng nhắc tới Ngô Nguyên Tể. Thái Chánh Dương cũng chỉ cười cười hỏi sao Triệu Quốc Đống lại cố ý nhắc tới Ngô Nguyên Tể như vậy.
Triệu Quốc Đống vội vàng giải thích đó chỉ là phản ánh tình hình thực tế mà thôi, tuyệt đối không có tình cảm cá nhân trong đó. Với sự quyết đoán và năng lực của Ngô Nguyên Tể, nếu như đi đến một vị trí cao hơn cũng không có gì là bất ngờ, nhưng cũng phải xem cơ hội. Triệu Quốc Đống có thể nhận ra Thái Chánh Dương có ấn tượng khá tốt với Ngô Nguyên Tể, nhưng ở mức độ nào thì hắn không dễ xác định. Đến khi xe Toyota Kesida chậm rãi biến mất sau trạm thu phí, Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân mới hạ tay xuống. Khách Hồng Sơn cuối cùng đã đi, bọn họ khá hài lòng với chuyến đi đến Ninh Lăng lần này. Triệu Quốc Đống còn đạt được một tin làm hắn vui mừng trong mấy hôm này. Trương Nhược Cốc thông qua Lưu Nhược Đồng mà nói cho hắn biết hội nghị ban tổ chức cán bộ Trung ương đã thông qua ý kiến của tỉnh ủy An Nguyên, sẽ cử tổ khảo sát đến An Nguyên. Sau khi việc khảo sát xong thì ban tổ chức cán bộ Trung ương sẽ có văn bản chính thức bổ nhiệm Triệu Quốc Đống làm thường vụ tỉnh ủy. Nói cách khác bây giờ hắn chỉ còn chờ thời gian cho xong mọi trình tự là sẽ thành cán bộ cấp phó tỉnh. Mặt Trung Dược Quân vẫn còn chưa bình thường trở lại do hôm qua uống khá nhiều. Đã lâu y không uống nhiều như vậy, nhất là ở không khí đó nên anh muốn khống chế được mình là rất khó khăn. Bí thư Triệu, tôi cũng nghe thị trưởng Chu giới thiệu hoàn cảnh tự nhiên của Hồng Sơn khá tốt, chỉ tiếc cơ sở vật chất lại lạc hậu. Nhưng cả bí thư Ngô và thị trưởng Chu đều một lòng muốn phát triển Hồng Sơn lên. Tôi nghĩ Hồng Sơn mấy năm sau sẽ phát triển khá nhanh. Ừ, con người chính là cần tinh thần, điều kiện kém một chút không sợ, chỉ sợ anh không có tự tin, không muốn tự sáng tạo điều kiện. Bí thư Ngô cũng nói chuyện với tôi về việc này, hy vọng hai nơi có thể trao đổi, nhất là về cán bộ. Bọn họ hy vọng cán bộ Hồng Sơn đến Ninh Lăng học tập rèn luyện, cán bộ Ninh Lăng sang Hồng Sơn truyền đạt kinh nghiệm, giúp bọn họ phát triển. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Ồ, bọn họ có ý này. Trung Dược Quân có chút giật mình nói. Nhưng trao đổi cán bộ khác tỉnh thì còn phải được ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy hai bên thông qua nữa. Ừ, tôi cũng nhắc đến việc này. Bí thư Ngô nói y sẽ thông qua tỉnh ủy Điền Nam liên lạc với tỉnh ủy An Nguyên, có lẽ không vấn đề gì lớn. Tôi thấy lão Ngô sau khi về nhất định sẽ xúc tiến nhanh việc này. Triệu Quốc Đống cười nói. Tôi thật ra thấy đây là việc tốt, anh thấy sao? Trung Dược Quân trầm ngâm một chút và nói. Tôi thấy bí thư Ngô nếu có ý muốn trao đổi cán bộ thì sợ là chú ý tới mấy cán bộ lãnh đạo giỏi làm kinh tế bên ta, nhưng Ninh Lăng đang ở giai đoạn quan trọng cho sự phát triển, rất cần cán bộ như vậy. Đương nhiên nếu như ở tình huống không ảnh hưởng đến sự phát triển của Ninh Lăng thì không vấn đề lớn. Cán bộ Ninh Lăng có thể đi ra không phải là vinh dự của thị ủy, ủy ban Ninh Lăng có thể sao? Ha ha, ý của anh cũng đúng ý của tôi. Chúng ta cũng nên cố gắng giúp thị xã anh em trong điều kiện cho phép. Đồng thời chúng ta cũng nên bồi dưỡng sử dụng cán bộ mà, vì thế ở việc này tôi ủng hộ. Chỉ cần tỉnh ủy hai bên đồng ý thì mọi việc đều có thể thương lượng. Triệu Quốc Đống nói thẳng. Ừ, đây là chuyện tốt, chỉ tiếc nhiệm vụ phát triển kinh tế năm nay của Ninh Lăng chúng ta rất nặng nề. Bí thư Triệu, trong mấy tháng anh lên Bắc Kinh học, công tác thu hút đầu tư của Ninh Lăng không dám gác lại một chút nào, có không ít hạng mục tiến vào. Bây giờ khu khai phát Ninh Lăng cùng khu công nghiệp mấy quận, huyện đều có điều kiện tốt, sức hấp dẫn cao đối với các công ty từ ngoài. Bây giờ chúng ta có thể tự tin tuyển chọn các công ty đáp ứng được yêu cầu. Các công ty không phù hợp chính sách, không phù hợp điều kiện bảo vệ môi trường sẽ không cần. Trung Dược Quân có chút tự hào nói. Bên Đông Giang đang bàn bạc một hạng mục lớn. Tập đoàn Trường Phú đang tích cực đàm phán với tập đoàn Chuyển Hóa, tập đoàn cung ứng vật tư khổng lồ bên tỉnh Chiết, chuẩn bị thành lập một trung tâm cung ứng vật tư ở thị trấn Bắc Đầu, Đông Giang. Ủy ban Đông Giang bây giờ cũng đang tích cực xúc tiến hạng mục này đàm phán thành công, cũng nguyện ý cung cấp các chính sách ưu đãi về thuế đất đai cho hạng mục này. Nếu hạng mục này thành công thì vốn đầu tư sẽ trên 1 tỷ, dùng đất trên 800 mẫu, tổng diện tích xây dựng đạt 450.000 m², là nơi tập kết vật tư thông qua đường sắt, quốc lộ, đường thủy, hàng không, nó có tác dụng lớn thúc đẩy sản nghiệp thứ ba của Ninh Lăng chúng ta. Ừ, tôi cũng nghe Giản Hồng báo cáo về việc này. Nghe nói hạng mục này đã liên tục đàm phán 2 tháng, hình như Trường Sa cùng An Đô cũng đang tranh thủ đạt được hạng mục này. Tập đoàn Chuyển Hóa có kinh nghiệm phong phú về kinh doanh vật tư, có hiệu quả kinh doanh tốt. Lần này bọn họ đi tìm kiếm điểm thành lập chi nhánh chính là cơ hội đối với Ninh Lăng chúng ta. Mà Trường Phú không chỉ có kinh nghiệm kinh doanh đường sông, bây giờ còn vận chuyển cả trên quốc lộ, phạm vi bao trùm 2 tỉnh An, Tương. Nếu hai tập đoàn này hợp tác thành công sẽ tạo tác dụng lớn đối với xác lập địa vị trung tâm của Ninh Lăng chúng ta ở 2 tỉnh An, Tương. Tôi cũng đã nói với Giản Hồng,
yêu cầu Đông Giang dùng mọi cách xúc tiến thành công hạng mục này. Nếu cần thiết thị xã có thể giải quyết các khó khăn. Trung Dược Quân tiếp lời. Bí thư Triệu, anh nói vậy sợ là sẽ làm Giản Hồng và Hoắc Vân Đạt rất khẩn trương. Bọn họ có khi lại sợ thị xã muốn thò tay vào hạng mục này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 60.